Ừ, còn đang tỉ nó rớt giùm nữa, nó không chịu rớt. Nhiều con dễ thương lắm mà còn ngắm chân mà. Lò xo thì giãn như con chị. Thương tình còn lựa con đẹp luôn á. Thà nó lò xo nó bự cứ nó. Bao nhiêu lần, bây giờ bao nhiêu lần cắt vậy? Thơ xu ba một lần vô là 3 xu mà 1 xu mấy ngàn đó. Kêu mấy chị chia sẻ đấy không? Mình bán thử với giá 100 ngàn nha. 100 ngàn hơn 1 ngàn. Khi dục ra đi. Khi dục ra hoài thôi để hơi lộn luôn. Em muốn chơi. Đó. Ok giống như giống bắn vô ôm đó mẹ. Wow. Cái quần này con ôm cái quần nó mới có vừa. Dạ, để đâu rồi? Cái quần em đang mặc quần trong à. Còn cái áo lát em bán đi. Dạ. Chia sẻ like nha, hôm nay em lên túi và đầm nha. Mấy chị chia sẻ like túi hôm nay em bán mấy chị đồng giá 100 ngàn hết nha. Em chị quay rồi nè. Đầm thì từ 50 đến 85 mấy chị nha. Vô xem like, chia sẻ like đi em nha mấy chị yêu nha. Chia sẻ mới có giá đỏ nha các chị ơi. Còn cái không chia sẻ là đồng giá 1.2 nha. Cái này rớt từ đâu ra? Ờ, hôm bữa ông định đi hỏi em á. Không biết luôn á. Dạ, còn có rồi. Một cái chân váy rớt từ đâu ra nữa rồi. Một cái chân váy nữa. Cái chị chia sẻ like nha. Chia sẻ like cho em, hôm nay em like đầm xét và túi cho các chị nha. Túi hôm nay mấy chị chia sẻ like giúp em 7 lần lên cái trang hội chị nhóm em bán mấy chị túi đồng giá 100 ngàn hết nha. Còn đầm xét thì chia sẻ cho em bán từ giá 50 đến 85, không chia sẻ là em bán 120 mấy chị nha. Chia sẻ like cho em đông đông một tí nữa em cho lên mẫu nha. Mỗi chị chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chị nhóm nha. Túi rất là đẹp luôn, em bán cái chị đồng giá 100 ngàn hết nha. Áp dụng với các chị nào chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chị nhóm nha. Chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm, túi đồng giá 100 ngàn hết mấy chị nha. Ba lô này giá đi một tí nữa cho bé. Chị He Landing lấy đầm em mặc đúng không? Lấy thì ok giúp em 85 ngàn chị nha. Một cái duy nhất. Ok giúp em nha. 50kg trở xuống thôi nha chị ơi. Đầm em mặc 50kg trở xuống thôi, 85 ngàn nha. Ok, đầm em mặc em để cho chị Helen nha. Mấy chị chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm. Đầm dung xét em bán giá. Đầm công sở cũng có nhưng mà ít nha chị Yêu Ngọc Ngọc nha. Rồi, em bán giá từ 50 đến 85 mấy chị nha. Không chia sẻ là đồng giá 120 nha. Túi đồng giá 100 cho các chị nào chia sẻ giúp em 7 lần. Rồi, một đầm mẫu em mặc cho chị Helen Din nha. 85k cho chị. Các chị chia sẻ like giúp em nha. Túi hôm nay em bán chị đồng giá 85 ngàn. Không có sự ưng dừng quá chú ạ. Không chia sẻ like em bán giá khác bên Gò Vấp mà chúng ta kêu là đi vô chó sữa ưng sùm gì đó. Đầm zoom xét ngày hôm nay chia sẻ em bán giá từ 50 đến 85 với chị nào chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm nha. Không chia sẻ là đồng giá 120 cho đầm zoom xét mấy chị nha. Đầm rất là đẹp luôn nha. Đừng xuống gì đó. Đuổi gì? Chán cái tờ số hộ là đối diện không ai vậy chị? Hồng Nhung, Hồng Nhung xã hả? Đối diện để mối chặt. Mấy chị chia sẻ like nha, đông đông một tí em sẽ lên mẫu nha. Ừ, đi ba cái đơn ngay mà ba cái kia cọc kẹt liền. Bà cũng muốn mua mà bà cũng muốn hả? Dạ, một xe 17 Hồng Lạc nha chị Thùy Võ ơi, vẽ lại giúp em trong chiều nay nha chị nha. Túi rất là nhiều mẫu luôn nha mấy chị ơi. Đơn hàng bên em rất là nhiều nên là chị thông cảm giúp em nha chị nha. Túi em đang đeo 100 ngàn, chị nào lấy túi em đang đeo comment với em là mã nâu nha. Mã nâu
100 nghìn mấy chị nha, đông đông một tiếng. Hôm nay em bán rẻ. Hôm nay em bán túi đồng giá 100k cho các chị yêu nào mình chia sẻ nha các chị yêu nha. Còn không chia sẻ chị giá giúp em là 120 nha các chị ơi. Chia sẻ giúp em 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm mấy chị nha. Đầm từ 50 đến 85 nghìn, đầm dung xếp từ 50 đến 85 nghìn, các chị nào chia sẻ luôn nha. Túi công sở có nha chị Ngọc Ngọc ơi, ở lại xem live với em đi chị. Túi em rất là nhiều, túi em rất là nhiều luôn mấy chị nha. Túi túi mua một cái là ship rồi nha chị Kim Ngọc nha, còn nếu là khách mới thì cọc cạc em mới ship. Cái em đang đeo, túi em đang đeo 100 nghìn luôn nè, chị nào lấy comment với em là mã nâu nha. Túi em đang đeo mã nâu nha mấy chị nha, khóa gà nha. Túi em đang đeo rất là đẹp luôn nha, mã nâu. Mã nâu này ở trong có hai ngăn lớn và một ngăn nhỏ nha, da rất là đẹp mấy chị nha. Túi da rất là đẹp luôn nha. Mã nâu cho em nha. Mã nâu 100 nghìn, chị nào lấy comment cho em là mã nâu 100 nghìn nha. Có túi cầm tay cỏ nha chị Dương, Dương Thị Hà Phương. Ở lại xem live với em đi chị ơi, một lát nữa em lên nha chị nha. Em lên từ từ mẫu nha chị nha. Vô đông đông chia sẻ cho em nha, rất là nhiều mẫu luôn nha. Đầm các chị yêu vô xem live chia sẻ live cho em nha các chị yêu nha. Chia sẻ để được mua túi với giá 100k, với lại mua đầm giá từ 50 tới 75k nha các chị nha. Còn nếu không chia sẻ chịu giá 120 giúp em nha. Live vậy trước. Ok nha chị Helen Dinh, giờ em đang live vậy nè chị. Em live vậy với túi xin kẽ chị ơi. Rất là nhiều mẫu luôn, mấy chị chia sẻ giúp em 7 lần luôn cái trang hội chợ nhóm nha. Đầm này 70 ngàn, comment giúp em là mã hồng nha. Đầm hồng 70 ngàn mấy chị nha. 52kg trở xuống cho em thôi nha. Còn cái đầm 2kg trở xuống nha. 52 cái xuống rồi nha. Nó có mặc áo trong mà. Mặc cái quần hả? Nó mặc. Ủa, không mặc áo, không có áo để mặc. Mày hồn thằng, sao hắn mặc áo kia đi ha. Comment với em là mã hồng nha. Mã hồng này 70 ngàn mấy chị nha. Mã hồng 70 ngàn nha. Mã hồng 70 ngàn. Chị nào lấy comment mã cho em nha. Mỗi mẫu một cái thôi nha mấy chị ơi. Mỗi mẫu em được một cái thôi, mấy chị lấy comment lẹ cho em nha. Xét nha mấy chị, xét quần và áo nha. Chị nào lấy comment với em là mã xét đỏ nha, xét đỏ 85 nghìn. Xét đỏ 85 nghìn nha. Ủa chứ không có áo hả? Áo này em cặn đâu. Để lát ra ra đây vô cho dễ. Ê, lấy hỏi trắng mặc được. Được, em muốn mặc gì mà. Mặc gì để mình mặc. Miễn sao mặc đậm nó vô là được rồi. Để vô vô lấy rồi. Chờ em xíu nha các chị yêu nha. Trời ơi, có em có 39kg, nếu cái nào to quá chị nói giùm em được. Dạ được rồi nha chị nha. Mẫu 47kg đúng không chị? Con Hồng 47 luôn. À 49kg. Mẫu 49kg á chị ơi, mẫu 49kg cao 1m6 nha. Chị ướm sang form người của chị giúp em nha chị Helen Linh. Các chị yêu ơi, các chị yêu đợi em một xíu nha các chị yêu nha. Đợi một xíu cho mẫu thay đồ giùm em cái. Các chị yêu vô xem like chia sẻ like cho em nha các chị ơi. Đủ 7 lần lên các trang hỗ trợ nhóm để mình mua được tôi. À dạ chị Helen 39kg thì cũng ốm ốm như gần như con dạ hổ. Trời ơi, like giờ đi làm sao mà mua em mua chị Kim Chi Đỗ ơi. Tại em bận đó chị, nên là giờ này em mới lên được. Với lại em qua mưa gió mẹ nó chập chờn lắm chị. Để em coi chắc chắn là mới like được á. Nên là hơi trễ xíu nha các chị, mình thông cảm với em nha. Cái trắng ở đây của chị Helen Dinh nè. Xét đỏ em mặc lại cho mấy chị coi nha. Xét đỏ này 50kg trở xuống thôi, không hơn đâu nha mấy chị. 50kg trở xuống nha, 50kg là phải cao trên 1m55 giúp em nha. Keo trên 1m55 nha, kiểu rất là đẹp. 85 nghìn, chị nào lấy comment cho em là mã xét đỏ nha. Xét đỏ là xinh lắm nha các chị ơi. Có dây cột đằng sau luôn nha. Một xét duy nhất 85 nghìn, chị nào lấy comment cho em là mã xét đỏ nha. Năm mươi ký trở xuống keo xét đỏ cho chị Helen Dinh nha. Helen Dinh nha. 85 nghìn. Em có báo số ký á mấy chị coi.
mình để ý số ký giúp em nha, chia sẻ like cho em luôn nha mấy chị ơi. Các chị yêu ơi, mình xem like mình coi từ từ nha, bên em like từ từ nên là các chị yêu mình xem like từ từ, đợi mẫu đọc số ký, cân nặng, giá tiền rồi mình chốt giúp em nha các chị yêu nha. Nên là mỗi mẫu chỉ có một cái thôi á, bên em mặc vô thử rất là khó, nên là các chị yêu mình hạn chế độ trễ giúp em nha, chốt cho kỹ hàng giúp em nha các chị ơi. Mẫu này rất là đẹp luôn mấy chị nha, mẫu này rất là tầm 52kg trở xuống giúp em nha, mẫu này 52kg trở xuống, cao trên 1m55 giúp em nha. Chị nào mà cao dưới 1m55 mình comment số ký kèm với cân nặng cho em nha, có cột nơ đằng sau nha. Số ký với cân nặng nó giống nhau rồi đó. Số ký với lại chiều cao. Có cột nơ đằng sau luôn nha. Có túi luôn, set này 85.000 luôn, để mặc cho mấy chị coi em động mã nha. Nói cái gì? Qua nói gì đâu. Áo như thế này nha mấy chị, áo như thế này giúp em nha, 50-52kg cao trên 1m55 giúp em nha. Comment với em là mã set nha, mã set 85.000, comment cho em là mã set nha. Comment cho em mã set nha mấy chị ơi, comment cho em mã set nha. Mã set này 52-50kg trở xuống, cao trên 1m55 giúp em 85.000 nha. Các chị yêu ơi, xem like chia sẻ like với em nha các chị yêu nha. Mình chia sẻ like để được mình mua hàng với giá ưu đãi nha. Không chia sẻ like chị giá thị trường 120 giúp em nha các chị yêu nha. Chia sẻ 7 lần lên cái trang hội chợ nhóm với em nha. Nè đầm này còn cắn. Đầm nó còn cắn. Đầm này mấy chị 48kg trở xuống, cao trên 1m55 giúp em nha. Đầm trước đó không biết bao nhiêu người chung. 48kg trở xuống, cao trên 1m55 có một cái á, cao trên 1m55 giúp em nha. Nhớ nha mấy chị, cao trên 1m55 nhưng mà phải 48kg trở xuống thôi nha mấy chị, hơn không có mặc được nha. Có dây kéo ở đằng sau nha. Comment giúp em là mã đầm xanh nha, đầm xanh này em bán mấy chị 80.000 thôi nha. Đầm xanh giúp em nha. Mã đầm xanh nha. 40 đầm xanh 80k nha các chị yêu nha. 48kg trở xuống, cao trên 1m55 giúp em nha mấy chị, mình hơn không có được đâu nha. Tại vì cái đầm này form nó hơi nhỏ nha. Nên bán mấy chị 80.000 thôi nha. Cái đầm vải rất là đẹp, mẫu rất là đẹp luôn nha. Một cái duy nhất luôn nha mấy chị, đầm này em có còn một cái duy nhất luôn nha, 80.000. Màu vải đầm xanh cho chị yêu xem mi nè. Này cái đầm này chứ chị xem nó chốt mà chứ không dính. Rồi chết mẹ mẹ bị gì đang quay rồi. Các chị yêu ơi, các chị yêu nào mà là khách mới mình vô đặt hàng á, hiện tại bây giờ bên em mỗi mẫu chỉ có một cái thôi. Các chị yêu nào mà khách mới vô đặt hàng, mình chốt giùm em mã cộng số điện thoại giúp em luôn nha, là em chốt liền cho người đó. Còn nếu không có số điện thoại em bỏ qua, em mua tin em chốt người kế tiếp nha các chị nha. Đầm sơ mi rất là đẹp luôn nha. Chỉ có một cái thôi nha, đây là các chị yêu nào mình thích thì nhanh tay nha. 53kg trở xuống nha. Chị đổ chút em sợ tối không like quá chị ơi. Comment cho em là mã đầm sơ mi nha, 53kg trở xuống mấy chị nha. Quá đẹp luôn, cái đầm sơ mi này 85.000 mấy chị nha, rất là đẹp luôn nha. Vải rất là mềm mịn nha, một cái duy nhất 53kg trở xuống giúp em nha. Chị nào mà lấy cái túi nâu này thì mình comment cho em là mã nâu 100.000 luôn nha. Túi ngày hôm nay em sẽ like đồng giá 100.000 cho mấy chị nha. Đầm sơ mi cho chị Osami nha. Em like túi đồng giá 100.000. Cái đồng mà mấy bảo giá gì? 85.000. Túi đồng giá 100k cho các chị nào chia sẻ luôn nha, không chia sẻ là giá khác nha. Được chứ, chia sẻ. Đi chứ chưa sẽ đi gì. Đầm này có lót trong. Các chị yêu em nay đi đâu hết thì ta. Chia sẻ like cho em mấy chị nha. Túi ngày hôm nay đồng giá 100.000 luôn nha. Đồng giá 100.000 chắc cái chị này chia sẻ. Dạ có nha chị Văn Minh ơi, ngày mai em sẽ like lại lên nha chị nha. Đây nha, cái đầm này rất là đẹp, 85.000 nha. Comment cho em là mã xanh viền nha, mã xanh viền 85.000 nha. 52kg trở xuống không hơn đâu nha mấy chị. 52kg trở xuống nha, không hơn được đâu nha. 52kg trở xuống không hơn được đâu nha, rất là đẹp luôn nha. 52kg trở xuống mã xanh viền 85.000 cho em nha. Mỗi mẫu chỉ có một. Ok chị Phan Minh nha, xanh viền 85k cho chị Helen Đinh nha. Túi em bán đồng giá 100.000 luôn nha mấy chị nha. Đồng giá 100.000, chị nào lấy túi thì comment túi cho em nha. Cái túi này rất là đẹp luôn nha, một cái duy nhất. Một cái duy nhất nha. Cái
cái túi này rất là đẹp, mấy chị coi cái da rất là đẹp luôn nha. Chị nào lấy comment cho em mã này là mã 10 nha, mã 10 100.000. Khóa xoay như thế này nha mấy chị. Khóa xoay ở trong có hai ngăn to cho em nha, hai ngăn to. Xong em hết rồi chị chen về rồi. Nhỏ nha. Chị nào lấy comment giúp em là mã 10 nha. Thế chị ơi, hiện tại mẫu đang like chỉ là mẫu 1 thôi nha. Cái nào cũng chỉ có một cái thôi. Nên là chị yêu là mình thích thì nhanh tay chốt lẹ nha. Với lại em không tiền dài có số điện thoại em chốt trước nha các chị nha. Chứ em không có chốt rồi em để chờ cho mình số điện thoại đâu nha. Muốn chắc ăn thì comment mã kèm số điện thoại đi. Cái đầm này rất là đẹp luôn nha. Còn một cái nè. Đầm này vải cực kỳ mịn mấy chị nha. Có phối ren nha, vải cực kỳ mịn. Vậy Giang lấy cái Giang xài cho đàng hoàng, không có đổ nữa. Có phối ren nha, vải cực kỳ mịn mấy chị nha. Chị nào lấy đầm này á thì mình comment cho em là mã đầm đen 85.000 nha. Mã đầm đen cho em nha, 85.000. Cái vai trễ vai rất là đẹp nha. Đầm đen 85.000, 52kg trở xuống không hơn đâu nha mấy chị. Có tia kéo đằng sau cho em nha. Chị nào mà mình 52 là cái cao trên 1m55 với em nha. Mấy cái nằm ở dưới 55kg vừa luôn nha mấy chị. 55 cao trên 1m55 là vừa luôn nha. Mã đầm đen 85.000 cho em nha. Vải rất là đẹp nha. Đầm đen 85.000 nha. Đầm đen 85.000. Ren rất là đẹp, vải cực kỳ mát luôn nha. Cái đầm này rất là xinh luôn nha, một cái duy nhất luôn nha mấy chị nha. Đầm này em bán mấy chị 75.000 thôi nha. Chị nào lấy comment cho em mã này là mã 75-55kg vừa. Mã 75-55kg vừa rất là đẹp nha. Mã 75-55kg giữ xuống là mấy chị mặc vừa hết nha, rất là đẹp nha. Sọc ngắn về đồ bộ không có chị ơi. Dạ anh chào chị Hành Trung. 75.000 nha, mã 75 cho em nha, 75.000 thôi nha mấy chị. Comment em mã 75 nha. Mã 75 rất là đẹp luôn nha, mặc đi biển đi đâu ok hết nha mấy chị. 75 xinh lắm nha các chị yêu nha. 75.000 thôi nha. Túi hôm nay đồng giá 100.000 luôn nha. Chị nào các chị chia sẻ like là mình sẽ được mua túi đồng giá 100.000 cho em nha. Chị kéo mình khách cho chị nha. Thử. Đầm đen hồi nãy em còn một cái 85.000 luôn. Chị nào lấy thì comment giúp em mã đầm đen nha. Một tí nữa em sẽ mặc lại cái mã đầm đen cho mấy chị coi nha. Có nón luôn nha mấy chị. Sọc đen trắng viền vàng có nón luôn nha. Sọc đen trắng viền vàng có nón luôn nha. Chị nào lấy comment giúp em là mã vàng nha. Mã vàng cho em nha. Em chào mấy chị mới vô sau nha các chị nha. Các chị ơi xem like chia sẻ like với em đi các mã chị. Mã vàng ơi. Này em bán với chị 65.000 nha. Chị nào lấy comment cho em mã vàng 65.000 thôi nha. Mã vàng 65.000 thôi, chị nào lấy comment mã vàng 65.000 nha. 55kg trở xuống mấy chị mặc vừa giúp em nha. 55kg trở xuống mặc vừa nha. Mã vàng 65.000 cho em nha. 55kg trở xuống mặc vừa. Vàng này em được một cái thôi nha mấy chị, chia sẻ like cho em nha. Rất là nhiều mẫu đẹp, mỗi mẫu còn một hai cái. Một cái thôi nha. Hai cái cũng rất là hiếm luôn á mấy chị. Mã vàng 65.000. Mấy chị ơi chia sẻ like cho em nha, rất là nhiều mẫu đẹp luôn nha mấy chị ơi. Set này mấy chị rất là đẹp luôn nha. Cái set này có áo mình tách ra mình mặc riêng được luôn nha. Chị nào lấy set này thì comment cho em là mã set yếm nha. Mã set yếm 85.000 mấy chị nha. Dạ em chào chị Dung Trương nha chị ơi. Mã này có quần luôn nha mấy chị. Yếm này có quần luôn nha. Yếm này là yếm quần nha. Comment với em là mã set yếm 85.000. Set yếm này mấy chị 55 cái chị xuống mặc vừa nha. Thôi nằm vậy là lát nữa sao nó mặc quần nha. 55 cái chị xuống mấy chị mặc vừa nha. Comment với em là mã set yếm nha. Mã set yếm 85.000. Mã set yếm cho chị Hà Linh Đinh nha. 85.000. Dạ em chào chị em mờ Trinh Trương nha chị nha. Xét yếm em hết rồi các chị ơi. Dạ em chào rồi, em anh Đại nha, chào chị anh Đại nha. Để
tí mặt mấy chị coi liền nha. Yếm đen á thì cái áo của nó là màu trắng nha mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Cái áo này mấy chị mặc riêng cũng được luôn nha, mình mặc riêng cũng được cho em luôn nha, mặc kèm quần khác cũng được nha, rất là dễ chịu. Cái vải nó cũng rất là đẹp luôn nha. So với cái giá 85.000 một set là cái vải của cái set em đang mặc nó đã đẹp lắm luôn rồi nha mấy chị. Đây nha, yếm là yếm đen mấy chị nha, yếm đen mấy chị comment với em mã này là mã yếm đen đi 85.000 nha. Mã yếm đen này 55kg vừa nha, rất là dễ thương mấy chị ơi, cái yếm này rất là dễ thương nha. Dây của nó phối da cho mình luôn nha mấy chị, không phải phối da mà kiểu dây dù á mấy chị, phối dù cho mình rất là dễ chịu nha. Mấy chị mặc mình gài vô với em nha, mình mặc mình gài vô với em nha mấy chị nha. Ở đây em chưa mã chưa yếm đen, mã yếm đen đúng không, 85.000 mã yếm đen 85k cho chị Quyên Nguyễn nha. 55kg là mấy chị vừa cái mã đó rồi nha. Chị nào mà lấy cái túi này thì comment cho em mã 10-100.000 luôn nha mấy chị, rất là sang luôn nha. Mã 10-100.000 cho em rất là sang luôn nha. Mã 10 này mình mặc kèm đầm, mình cũng như đầm rồi thì mình mua túi mặc kèm đầm rất là đẹp nha. Lễ Tết tới rồi nha mấy chị, đợi cổng Tết đó mấy chị mua giá rất là cao nha, mà lại không được nhiều mẫu mình thích nữa, mình chọn từ bây giờ là vừa rồi nha mấy chị. Mấy chị ơi vô xem like chia sẻ like giúp em nha các chị nha, mình chia sẻ mới được giá 50-85k nha, không chia sẻ chịu giá 120k nha các chị nha. Túi cũng vậy nha các chị ơi, túi chia sẻ chỉ có 100.000 thôi mấy chị. Điểm vậy có nha chị Kim Thư ơi. Có rồi chị Giang ơi, comment cho em mã này là mã xanh nha, mã xanh 55 cái giữ xuống vừa. Mã xanh này em bán mấy chị 75.000 thôi nha, vải rất là đẹp, mình mặc đi làm được luôn nha mấy chị. Chị nào mà bầu bí được mà chị dưới 3 tháng mình mặc được cho em luôn nha. Bầu bí dưới 3 tháng mình mặc được cho em luôn nha. Comment cho em là mã xanh nha, mã xanh này được rồi. Nói lên một xíu, nói to lên một xíu. Dạ ok chị, mã xanh này 55kg giữ xuống vừa 75.000 cho em nha. 75.000 mã xanh cho chị Phạm Thu nha. Đợi em một tí em lên liền nha mấy chị. Các chị ơi đợi xíu mẫu thay đổi các nha các chị nha. Cái mã xanh nó nãy đọc bao nhiêu vậy? 75 đúng không? Dạ em chào chị Trần Thuận nha. Thấy nha chị Trần Thuận ơi, em thấy chị nha chị nha. Cái túi là đẹp nha. Xanh cỏ, xanh Vạn Thu lấy. Đây cái túi này rất là đẹp nha, chia sẻ like 100.000 cái túi này quá đẹp luôn nha. Ở trong có hai ngăn to, một ngăn kéo nhỏ và một ngăn không có kéo luôn nha mấy chị. 100.000 là quá rẻ luôn nha. Chị nào lấy comment với em là mã túi nâu nha. Mã túi nâu 100.000 luôn nha. Túi nâu 100.000, hàng mới 100% mấy chị nha. Dạ không có đồ bộ đâu nha chị Giang Minh ơi. 7 lần lên cái chị hội chợ nhóm mới được giá 100 nha mấy chị. Không chia sẻ là không có được giá 100 đâu nha. Túi 100k cho chị Trần Thuận nha. Dục cái túi đây. Chị nào lấy comment số điện thoại cho em luôn nha. Comment cho em số điện thoại luôn nha. Em dục qua đây cũng dục qua nó. Áo đen này một cái duy nhất luôn nha. Viền hồng rất là đẹp. Áo đen này em bán mấy chị 70.000. Chị nào lấy comment với em là mã đen hồng nha. Mã đen hồng này là mình mặc chị nào mặc cao trên 1m6 á, trên em cao 1m6 thì em mặc vừa đụng vừa tới luôn nha mấy chị. Vừa thành đầm được nha. Chị nào mà cao trên 1m6 thì mình mặc dấu quần nha, rất là đẹp. 70.000 comment với em là mã đen hồng 70.000 nha. Đen hồng 70.000 nha. Mã đen hồng cho chị Sammy nha. Chị Sammy ơi, chốt một lần nữa chị nha. Em thấy rồi comment của chị nha, đen hồng cho tiền hồng. Cái này vải dày em xem với chị luôn nha. Dạ rồi nha, inbox giùm em đi nha chị Trần Thuận. Chờ em một xíu đi chị ơi. Chị nói vậy. Lấy túi vài cái đi em. Dạ ok
ok, túi em có rất là nhiều luôn. Cái này em sale mấy chị 50.000, chị nào lấy comment cho em là mã 50 nha. 50.000 vải dày mà rất là ấm mấy chị nha. Comment với em là mã 50, em sale mấy chị 50.000 có túi luôn nha. Chị nào lấy comment với em là mã 50, sale 50.000 thôi nha. 55 cái đuổi xuống mà vừa cho em nha. 50 cho chị xem đi e nha. Cao chưa được mấy 55 nha. Túi rất là nhiều mấy chị nha. Ba lô nha, ba lô em bán mấy chị 120.000 thôi nha. Comment với em là mã ba lô nha, 120.000 nha. Ba lô này bình thường em bán 140, 150 đâu mấy chị nha. Mới 100% da rất là đẹp nha. Comment với em là mã ba lô nha, 120.000. Chị nào lấy comment với em mã ba lô nha. Túi nâu hiện tại thì em chưa thấy nha chị Sammy, thấy em thấy thì em lên lại nha chị ơi. Mã ba lô cho em mấy chị nha, rất là đẹp luôn. Chị nào lấy comment cho em là mã ba lô nha, kiểu rất là đẹp luôn nha. Một ngăn to ở trong, một ngăn to ở trong nha mấy chị, một ngăn to ở trong rất túi là nhiều đen luôn. Nào chị và chị Bảo Yến ơi, chị đang hỏi cái nào á chị ơi, rất là nhiều ngăn luôn. Chị nào lấy comment cho em là mã ba lô với chị nha, mã ba lô cho em nha. Ba lô em thấy chị Trần Huyền nha chị nha. Yếm em có nha chị Tùng Anh ơi, ở lại xem live với em nha chị nha. Chị nào lấy cái này comment cho em là mã 100 nha. Mã 100, 100 nghìn luôn mấy chị nha. Túi hiện tại em đang like là đồng giá 100k, áp dụng đã chia sẻ cho em đủ 7 lần nha. 100 nghìn nha, không chia sẻ là không được giá 70 đâu nha mấy chị ơi. Chia sẻ giúp em đủ 7 lần lên cái chuyên hội chợ nhóm là được giá 100 nghìn nha. Túi gà như thế này nha mấy chị, khóa gà như thế này cho em nha. Đây mấy chị bật lên là nó sẽ lên nha. Comment cho em là một mã 100. Dạ rồi nha. Em cảm ơn chị Linh Trinh nha, cái chị túi nha, gà nha chị nha. Mã 100 cho em rất là đẹp nha, lấp lánh rất là đẹp, 100 nghìn luôn nha. Comment cho em là mã 100 nha. Đây nha mấy chị, mã 100. Dạ rồi chị Linh Trinh ơi, đợi em xíu nha chị nha. Em chào chị Thanh Nhi Lê nha chị nha. Em cảm ơn chị Tùng Anh nha chị nha. Nó có một dây rớt rồi. Rồi. Em bán áo luôn nha, áo này em bán mấy chị 50.000 nha. Lọt vô mấy cái áo em bán mấy chị luôn nha. Chị nào lấy phần mấy cái em mã này đó. Thôi để mặc em bích sai à. Bích sai rồi đó. Mấy cái nãy em chọn nó sai gì? Lô 50 cái. Chữ 50 á. Ừ, sai gì? 50 cái hả? Thì nó có một sai thôi chứ. Sai gì? Nó đâu có, nó đâu có sai đâu. Nó cứ ở đây là sai rồi, chứ đâu ai biết đâu sai gì. Làm gì có 4X lời. À, chắc có một cái cứ gắn tào lao như trong cái mày. Hồi nãy không có cái nào bự hết trơn á. Cái ờ, sai cái gì nhìn thôi, ở ngoài thôi. Không có cái nào bự, cái nào kêu bự. Kêu là đừng có nhìn vô cái sai đó. Trời ơi, 4X lời mà đúng sai Việt Nam nó chà bá luôn á. Mà cái này nó ra coi đi chứ đừng có nhìn cái sai. Không có sai. Mở ra coi đi đừng có nhìn vô cái sai. Chị nào lấy áo này comment cho em là mã áo trắng nha. Mã 100 là cái túi xách đó. Mã 100 cái túi xách. Dạ mấy chị ơi, mấy toàn là mấy chị khách lạ không mà không cho em xin số điện thoại. Dạ rồi chị Diền Phạm, cho em xin số điện thoại, em chạy chốt cho chị Diền Phạm nè. Cái này chắc là mình cột hai bên tay á đúng không? Cái này mình cột hai bên tay em nha. Nha mấy chị, comment cho em là mã áo trắng nha, kèm hai sợi dây luôn nha. Mình về mình thiết kế mặc sao thấy đẹp, mình không cột vẫn đẹp rồi nha. 50.000 mã áo trắng 50.000 này, 50kg trở xuống cho em nha mấy chị ơi. 50kg trở xuống cho em nha, comment cho em là mã áo trắng 50kg trở xuống 50.000 luôn nha. Chị Diền Phạm ơi, inbox giùm em nha chị nha. Áo trắng cho chị Hê Linh Đinh nha chị nha. 50.000. Nó có xe vô mấy cái áo cho nên em bán mấy chị luôn nha. Dạ rồi chị Hiền Đỗ ơi, xem đợt ai đợi em xíu nha. Nha mấy chị, 80.000 nha. Ê, cái đó sale đi, ở cái tay của nó. Tay của nó chậm á. Hai bên để á. Ừ. Sale đi sale. Nó bị dơ hai bên hai cái tay cho em sale mấy chị 70.000 nha. Mình về mình giặt với em. Cái điểm đỏ này, cái cảo đỏ này xinh lắm nha chị nha. Nhưng mà tại vì nó bị cái chấm hai bên tay bên em không có thời gian giặt thôi nên là em sale cái chị ơi mình về giặt giúp em nha. Rất là đẹp, 55kg vừa cho em nha. Comment với em mã này á là mã sale 70 nha, mã sale 70 cho em mấy chị nha. 55kg vừa rất là đẹp luôn nha, 55. Em thấy chị Tâm Bibi nha các chị nha. Các chị yêu nào mà mình sợ không thấy không, sợ em không thấy các chị thì các chị yêu cứ chia sẻ cho em nhiều lên nha các chị nha. Sale 70. Mã sale 70 nha các chị yêu nha. Mã sale 70 giá 70k lên size với 50kg nha. 55kg. 70 sale cho chị Tùng Anh nha.
này rất là xinh mấy chị nha. Đầm này rất là xinh luôn nha. Vải rất là đẹp, kiểu rất là dễ thương nha mấy chị. Vải cái kiểu đầm này rất là dễ thương luôn nha. Đây nha, cột ở đằng sau hay đằng trước đều được nha. Chị comment cho em mã này là mã cột nha. Mã cột này em bán áo trắng là của chị Helen Đinh nha, chị Ngọc Davichi ơi. Mã cột này 70.000 cho em nha. Mã cột này 52 cái chữ xuống không thôi được nha mấy chị. 52 cao trên 1m55 với em. Bạn nhẽ bao nhiêu vậy? Cột nha, 70.000. Cái trắng hồi nãy chốt cho chị Helen Đinh rồi nha chị nha. Mã cột 70.000 mấy chị nha. Mấy chị không mấy em mã cột nha, em mặc vô em báo số ký xong em mới đọc mã mấy chị mình nghe kỹ với em để mình hạn chế mình xả hàng nha mấy chị. Đầm này em xem mấy chị 50.000, chị nào lấy comment cho em là mã sale 50 có dây cột nơ luôn nha. Mã sale 50 cột 70k chốt cho chị Cherry Huỳnh nha chị nha. Mã sale 50 cho em nha. Mã sale 50 này 55 52 cái chữ xuống nha mấy chị. 52 cái chữ xuống nha. Chị nào bằng nhỏ người á mình vẫn mặc được, mình dưới 52 mình 40 mấy chứ mình vẫn mặc được, có cái dây cột eo luôn nha mấy chị. Comment cho em là mã sale 50 nha, có dây cột eo mặc vô rất là ơn phơm, không có sợ rộng đâu nha. Mã sale 50 cho em mấy chị nha. Sale 50 cho em nha, chị nào lấy comment cho em sale 50 nha. Sale 50 cho chị Tùng Anh nha chị nha. Còn mất dấu rồi. Cái gì? Nó đủ mẫu đủ size, còn đủ mẫu đủ size nó là nó mấy ít lần. Trời ơi, nói là gỡ ra xem đi, cái ở trong. Ai? Trời ơi, gỡ không có gỡ đồ ra sao coi làm sao biết kích cỡ nó. Tôi nhìn vào cái size đó mà nói chuyện nó khó. Không có cái nào size bự. Không có cái nào, em nói thiệt không có nào bự mà quá 60kg mặc vừa chứ. Người nào mà 60kg mặc vừa cái đống hàng đó của nó em hơi bị mệt luôn. Comment cho em là mã này là mã hoa hồng mấy chị nha. Mã hoa hồng này em bán mấy chị 70.000 nha. Mã hoa hồng này 55kg trở xuống mặc vừa. Comment cho em mã hoa hồng nha. Chị nào lấy cái túi này comment với em là mã xám nha. Mã xám này phát dạ rồi, từ từ chị nha. Ơi, yếm từ từ đi chị ơi. Mã xám khóa xay nha, từ từ em lên mẫu mấy chị nha. Nằm lộn xộn đây không biết nó nằm ở đâu hết, mình coi like từ từ giúp em nha. Mã hoa hồng 70.000 dưới 55kg trở xuống mấy chị mặc vừa nha. Túi xám 100.000, chị nào lấy comment cho em mã túi xám 100.000 nha. Túi xám 100 cho em nha. Chia sẻ like mới có giá 100 nha mấy chị. Túi này bình thường là không bao giờ có giá 100 nha. Mã hoa hồng, hoa hồng của chị Phi Phi nha. Cái này rất là đẹp mấy chị nha. Dây này mình thâu được luôn nha. Dây này hai bên có hai cái dây thâu mình muốn xả nó nha. Nó để vậy thôi chứ sai đâu có dâu đâu. Sai đâu có giải quyết được cái gì. Mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị phải cho em xin số điện thoại nha. Không có số điện thoại là nói chị ơi chị lên chị nhìn mẫu em like đi rồi chị nói chuyện với em tiếp. Comment cho em á là mã này là mã dập ly mấy chị nha. Dây này mình có thể thâu dây được luôn nha. Có dây để thâu dây nè. Nói chị lên nhìn mẫu em like đi rồi chị nói chuyện tiếp. Bên đây có size L luôn nè, XL luôn nè. 3X luôn á. Chị phải vô ra, chị phải vô đi coi. Comment cho em là mã dập ly nha. Dập ly 85.000 mấy chị nha. 55kg vừa nha, cái này mình đi biển đi đâu rất là ok nha. Dập ly cho chị Mai Nguyễn nha mấy chị ơi. Mấy chị lấy mấy chị phải cho em xin số điện thoại nha. Chị Mai Nguyễn ơi, chị lấy gì phải cho em xin số điện thoại. Không có số điện thoại bên đấy không chút đơn cho chị đâu nha. Chia sẻ cho em luôn nha, chia sẻ cho em 7 lần lên cái trang hội trợ nhóm. Không là em sẽ tính giá 120. Chị Mai Nguyễn ơi, số điện thoại đuôi của chị, số điện thoại của chị có đổi đầu chưa vậy? Nếu mà đổi đầu thì cho em xin luôn cả số điện thoại đổi đầu nha chị nha. Váy này váy trung niên mấy chị nha, váy trung niên dưới 55kg trở xuống là mấy chị mặc vừa. Ơ cái đầm đen nó nhiêu vậy? Đầm đen 85, dập ly đúng không? Ừ, 85. Váy trung niên này em xem mấy chị 55.000, vải bóng rất là đẹp nha. Comment giúp em là mã trung niên nha. Dập ly cho chị Mai Nguyễn. Chị Mai Nguyễn ơi, chị có đổi đầu thì chị cho em xin số đổi đầu luôn nha. Váy trung niên này 55kg trở xuống. Còn chị Lan Lan là túi xám nha. Mã trung niên cho em 55-58kg trở xuống, cái chị cao trên 1m55 là mấy chị sẽ mặc vừa hết nha. Em xem mấy chị 50.000 comment. Chị ơi, quần đang mặc em để có một cái một à. Chị tắt cô luôn nha. Em không mã có trung niên 55k đúng không? Mã 55 đúng không? Mã trung niên. Mã trung niên hay là mã gì? Mã trung niên 55k đúng không? Dạ. Cho chị tắt cô luôn nha. Chị dạ rồi, ok chị Mai Nguyễn nha. Túi em còn rất là nhiều mấy chị nha. Túi em bao lao luôn nha mấy chị. Từ từ em sẽ lên mẫu túi tiếp nha.
Chị Ly Ly ơi, để em coi còn cái áo khoác nào không nha chị Nga, em sợ em hết rồi. Khoác hồi nãy có cái áo khoác không nha? Cái hồng, cái vàng đó là dạng cái đèn á, cái đèn ấy, cái đèn này mình thử. Ừ, xếp vô đúng không? Nói chị nó lên, nó coi, lên đi coi nè. Hoodie nha, hoodie có nóng luôn nha mấy chị. Áo tay dài 50 ngàn nha, chị nào lấy comment với em là mã tay dài đi. Chị lâu lâu mới làm vô một cái XL thôi. Tay dài đi nha. XL của bên mình không bao giờ 60 kg là vừa hết á. Tay dài đen nha, giữ lắm là 55 kg nè. Cái đó là mã gì á em? Tay dài đen. Mã tay dài đen hay hoodie đen? Tay dài đen. Tay dài đen hả? Chị Trần ơi, chị ơi, ship là 35k chị Trần Trần. Tay dài đen 50 ngàn. Chị ơi, quần đang mặc em để chừa lại có một cái này nha chị nha. Không có bán quần nha chị nha. Quần em đang mặc cũng lâu rồi nên không có bán được. Chị Trần Thuận nha, tay dài đen cho chị Trần Thuận nha. Mấy chị ơi, mấy chị cố gắng comment đúng mã hàng giúp em để bên em chốt hàng cho nó dễ nha. 50 ngàn nha, tay dài đen 50 ngàn. Cái này 50 ngàn luôn nha. Chị nào lấy comment cho em là xanh 50 nha. Xanh 50 nha mấy chị nha. Xanh 50 có hai cái túi luôn nha. Xanh 50, 50 ngàn cho em nha. Cái dây này mình luồn xung quanh được luôn nha mấy chị. Còn mình cái dây này mình luồn xung quanh cái áo cho em nha. Mình luồn xung quanh cái áo xong rồi mình cột lại cho em nha. Có lỗ luồn hết nha, 50 ngàn. Cái gì ạ? Xanh 50. Xanh 50 đúng không? Phun cổ tầm đúng không? Phun bình thường. Túi em còn rất là nhiều mấy chị yên tâm. Một tí nữa em sẽ lên túi tiếp nha. Còn rất là nhiều mẫu túi. Chị ơi, em chỉ coi theo mã hàng thôi nha mấy chị nha. Nên mấy chị thông cảm giúp em đi. Tại vì bên em thấy ai trước thì bên em chốt người đó trước thôi, chứ không phải là em thiên vị ai đâu nha. Xanh 50 chị Phi Phi nha. Mấy chị mới vô, mọi chị cho em xin 7 cái chia sẻ lên cái trang hội trợ nhóm với chế độ công khai cho em nha. Đầm này rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Đầm này mấy chị 52 cái để xuống mặt vừa nha. Đầm này em bán mấy chị 85 ngàn. Chị nó lấy comment với em là mã đầm, đầm 85 nha. 52 cái để xuống mặt vừa nha. Đầm 85 ren rất là đẹp. Ở trong có lót luôn nha mấy chị. Ở trong có lót nha, ren rất là đẹp luôn nha. 52 cái mặt vừa. Cái bo ở chị Candy Thảo, chị Trần xíu nha. Từ từ rồi sẽ lên nha chị nha. Đầm 85 cái bo ở em nha mấy chị. Bo ở em nha, mình mặc vô là mình ôm eo hết nha. Dưới 52 cái để xuống mấy chị mặc vừa nha. Em 40 mấy ký là mặc vẫn vừa nha. Có cả cái mẫu ký em báo là các chị phải cao trên 1m55 với em nha. Chị nào mà cao dưới 1m55 á thì mình báo cái số ký cộng với cái đó là mã gì vậy nha. Đầm 85. Chị ơi, em không có bán quần sọt đâu chị ơi. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền nha, đầm 85 cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền nha. Em dục ở trong Vân nó ngồi nó xếp đi. Em dán em dục đi. Áo giấu quần mấy chị nha, áo giấu quần này 55 ngàn luôn nha. Chị nào lấy comment với em là mã giấu quần nha. Mã giấu quần 55 ngàn rất là dễ thương luôn nha. Mã giấu quần rất là đẹp luôn, vải cực kỳ đẹp, 55 ngàn nha. Mã giấu quần 55 ngàn. Mấy chị ơi, chị nào thích lạ vui lòng mã hàng kiểm số điện thoại giúp em nha. 100 ngàn cho em nha, comment với em là mã, comment với em là mã này là mã kim tuyến nha. Mã kim tuyến 100 ngàn nha. Mã kim tuyến 100 ngàn cho em mấy có chị nha. Có chị nha, tí nó sẽ có nha. Cái gì, cái mã gì vậy? Mã giấu quần. Mã giấu quần hả? Mã giấu quần cho chị Sammy nha. 55 ngàn. Túi kim tuyến 100 ngàn mấy chị nha. Túi kim tuyến 100 ngàn, kim tuyến rất là lấp lánh luôn. Ở trong có ngăn mấy chị nha. Giấu quần em hết rồi nha chị Mai Nguyễn ơi. Ở trong chị có một cái nha mấy chị nha. Mấy chị giờ cố gắng vui lòng á hả, nhanh tay giúp em nha. Nói với chị Lan Lan để inbox cho mình đi. À chị Lan Lan ơi, chị inbox giùm em nha chị. Lan Lan ơi, chị Lan Lan ơi, em tự vô cái nick này nào hả Dân, em tự lướt 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 lên, em tự inbox cho chị đó. Nói chị đó trả lời inbox giùm em đây nha mấy chị. Áo nha, đằng trước là in hình, đằng sau là gài nút nha. Em bé mấy chị nha. Chị ơi, em ở 1x17 không lạc nha chị nha. Đằng sau là nó có in hình cho mình luôn nha mấy chị. Mặc các chị xem nha, vải rất là đẹp. Cái vải áo này rất là đẹp. Dạng sơ mi nhỏ nha. Cái dạng sơ mi này 50kg trở xuống thôi nha. Cà kỳ em 50.000 cà kỳ đúng không? Ừ, cà kỳ nha. Cà kỳ nó lão khoái á. Dạng như là dạng khoát vậy nha mấy chị. Comment giúp em là mã trắng nha. Mã trắng 50.000 nha. Nút gà rất là tiện lợi, rất là dễ thương luôn nha. Mã trắng 50.000 cho em nha. Đằng sau có hình rất là đẹp nha. Hình đằng sau rất là dễ thương nha. Mã trắng 50.000 cho em nha. Mã trắng 50.000 mấy chị nha.
kéo lên là sẽ thấy rồi. Trắng 50 chị Tùng Anh nha, chị Tùng Anh có đơn rồi đúng không anh chị? Set này rất là xinh mấy chị nha. Set này rất là xinh nha, 52 kg trở xuống. Lên túi vải nha chị. Lên túi vải thì kìa, lấy nữa đi. Ê, lấy túi bự bự, hộp bữa mua đỏ cho sao nào, hộp bữa mình đem về. Dạ rồi, ok chị Tùng Anh nha. Set này rất là đẹp mấy chị. Mã trắng em hết rồi nha chị Hoa Hồng Đen ơi. Set này 85, chị nào lấy comment với em là mã set nha. Mã set gồm áo và chân váy mình đang tên đây giúp em rất là đẹp nha. 52 cái trở xuống mặc vừa nha. 52 cao trên 1m55 mặc vừa. Comment cho em mã set nha. Mã set cho chị Phi Phi nha. 85 nha. Ok. Rất là đẹp. Đó, em lên cái túi vải luôn đi cho Hồng. Em mặc đồ vô rồi em lên túi vải luôn. Túi em rất là nhiều mấy chị nha. Mấy chị đợi một tí em sẽ lên mẫu nha. Rất là nhiều mẫu túi luôn nha. Cái đầm này cực đẹp mấy chị nha. 55 trở xuống 55. Xếp em hết rồi nha mấy chị nha. Mấy chị ơi, mỗi mẫu ấy chỉ có một cái thôi, nên mấy chị cố gắng vui lòng nhanh tay giúp em nha. Không phải là em không muốn bán cho mấy chị đâu nha. Đầm nên mấy chị thông cảm giúp em nha. Có túi hai bên luôn nha. Đầm này 55 kg mặc vừa mấy chị nha. Có hai bên có túi luôn, mặc rất là dễ chịu nha. 55 chị nào mặc cao là 58 vừa luôn nha. 58 thì mình mặc thế ôm. Mấy chị comment cho em mã này là mã đầm trắng. Mã đầm trắng 80.000. Mấy chị ơi, hàng bên em là hàng mới hoàn toàn 100% nha mấy chị nha. Nên mấy chị cứ yên tâm đi nha. Và là hàng Quảng Châu chứ phải hàng xưởng nha mấy chị nha. Hàng mới 100% còn tan còn mạng luôn mấy chị nha. Túi này em bán em xem mấy chị 100.000 luôn. Có nha chị nha. Có phí ship nha. Để vừa A4 nha. Đầm trắng với chị An Khang mấy chị ơi, mấy chị cố gắng đủ hai sản phẩm bên em mới đi hàng cho mấy chị nha. Không đủ hai sản phẩm bên em không đi hàng đâu nha. Đầm trắng là bao nhiêu vậy em? Đầm trắng 80. Đầm trắng 80 chị An Khang nha. Đằng sau có một ngăn như thế này luôn nha mấy chị. Có dây để mình mắc vô luôn nha. Chị nào lấy comment cho em mã túi đỏ 100.000 luôn nha. Mã túi đỏ 100.000 cho em nha. Túi đỏ cho em nha, 100.000. Comment đúng mã em đọc nha mấy chị nha. Mã túi đỏ nha, rất là đẹp luôn nha. Mã túi đỏ cho chị An Khang luôn nha. Bên em hết đầm trắng rồi mấy chị thông cảm giúp em nha. Mỗi mẫu một cái thôi. Mỗi mẫu chỉ có một cái thôi chứ không phải là em không muốn bán cho mấy chị đâu nha. Nên mấy chị muốn mua hàng thì vui lòng cho em cả mã hàng cộng số điện thoại nha. Ai chốt đầu tiên em chốt cho người đó nha. Mình muốn chắc ăn thì mình comment mã kèm số điện thoại liền luôn nha. Phải chắc ăn luôn nha các chị nha. Mã cộng số điện thoại liền cùng một comment là bên em xuất nhanh nhất, không sai hàng, không lộn hàng nha. Đầm này 55 kg trở xuống mặt vừa nha mấy chị. 58 mặt vừa luôn đúng không chị? Ừ, 58 mặt vừa. 58 cao 1m6 nha. Nó có coi giãn nè. Có coi giãn nha. 58 kg là mình mặc sơ ôm, mọi người rất là đẹp nha. Cao 1m55 thì mình mặc 6 cho em nha. Có chị Nguyệt Vinh ơi, hết đầm trắng rồi nha chị nha. Comment cho em là mã đầm công sở mấy chị nha. Mã đầm công sở cho em nha. Mã đầm công sở cho em nha mấy chị nha. Đầm công sở vải rất là đẹp chị nha. Ơi, mẫu cao bộ, mẫu nặng 49 kg, cao 1m6 nha mấy chị nha. Đầm công sở nha, đầm công sở 80.000. Đầm công sở với chị Tùng Anh nha. 80.000. Chị Tùng Anh ơi, kết thúc like cọc cạc cho tên đi chị nha. Alo. Hôm qua trời mưa, hôm nay chị em bận. Hôm qua mưa bão quá chị, với lại hôm nay em đang bận nên chị nha, em đi không được. Hôm qua trời mưa quá sao đi. Dạ, rồi chị, em cố gắng tranh thủ để chị. Nói đúng rồi. Thì đúng rồi, hôm qua trời mưa, hôm nay thì bận. Bạn học em mà bạn nói như là đúng rồi vậy đó. Đầm trung niên nha. Dạ ơi chị ơi, phí là 30k, 35k nha chị nha. Đơn hàng trên 1 ký thì nhận hàng thanh toán tiền ship giúp em nha. Phí là 35k nha chị nha. Đầm công sở em hết rồi mấy chị ơi. Đầm trung niên 70.000 nha. Comment với em là mã đầm. Chị ơi không có áo ra đâu chị ơi. Mã đầm trung niên cho em nha. Đầm sơ mi đúng không? Đầm cổ sơ mi. Cổ sơ mi ở dưới là váy có cái bo ngay chỗ có cái đầm trung niên đúng không? Đầm
trung niên. Đầm trung niên cho chị Mai Nguyễn nghe, giá bao nhiêu vậy? 70.000. Chị Tùng Anh nói cho giá 70k nha. Em giờ lên còn một cái đầm công sở. Lát nữa xong rồi cái hẳn kêu cả cái đầm công sở. Khách mới là chị mua nhiều hàng quá, cặp cặp giúp em nha. Có chị Tùng hả? Đầm này không có. À giống cái hồi nãy không? Không. Đầm này cũng công sở luôn nha. Dạ, không có dây. Đầm này là diện đầm công sở, không có dây mấy chị nha. Em bán mấy chị 70.000 nha. Chị nào lấy comment với em là đầm cái này 60kg mặc vừa luôn á. Đầm xanh nha, 60kg mặc vừa nha. 60kg cao trên 1m55 là mặc vừa hết nha. Comment cho em mã đầm xanh có dây kéo. Đầm công sở 2 túi nha em. Đầm công sở màu xanh nha. Comment cho em mã đầm xanh nha. Có 2 túi luôn nha mấy chị. Dạ rồi từ từ chị ơi, em lụm được cái này em like cái đó liền nha chị nha. Mấy chị ơi, đơn hàng túi thì là một đơn em sẽ đi nha các chị nha. Còn đơn hàng áo quần áo thì hai đơn em mới đi nha chị nha. Còn chị yêu là mình khách mới vui lòng cộng kèm cái em mới đi hàng cho mình cái váy nha. Tại vì túi nó hơi nặng nên là phí ship nó hơi cao nên phải cọc cạc kem nha các chị nha. Set xanh này em có 3 set em sale mấy chị luôn nha. Set xanh này em sale mấy chị luôn nha mấy chị. Có 4 set luôn, 4-5 set luôn. Đầm xanh. Dạ rồi chị Mai Nguyễn ơi, đầm xanh cho chị Phi Phi kìa. Đầm xanh cho chị Phi Phi nè. 70k đúng không em? Dạ. 3 set. 3 set em sale hết đi. Phải ông giống không dạ, dạ mở ra con dạ. Đầm xanh kia kìa chị, đầm xanh kia kìa. Đầm xanh này nè. Màu vàng vàng đúng không? Ừ, cái chị Lan Lan là cái avatar màu xanh vàng vàng nữa, anh nhớ rồi. 52 cái chị ơi, sốc ở sẹt 1, sẹt 17 hồng lạc nha mấy chị nha. Chia sẻ cho em nha các chị yêu nha. Hiện tại em thấy được rất là ít được chia sẻ nha các chị yêu ơi. Chia sẻ này được giá ưu đãi nha. Còn không thì giá thị trường 120k giúp em nha. Đầm xanh này em sale mấy chị 45.000 nha. Chị nào lấy comment cho em là mã xanh lá nha. Mã xanh lá được 3 set mấy chị nha. Chị nào lấy comment cho em mã xanh lá nha. Đi kèm cái túi này là hợp màu luôn nha. Mã xanh lá mấy chị comment cho em là túi là mã túi xanh nha. Mã túi xanh cho em ở trong có 2 ngăn to và 2 ngăn nhỏ mấy chị nha. Rất là đẹp luôn nha. Vải cực kỳ đã luôn nha mấy chị. Mã túi xanh cho em nha. Mã túi xanh vải rất là đẹp nha. Mã của em là xanh lá 45.000 thôi nha. Xanh lá cho chị Phạm Ngân Tâm nha. Phạm Ngân Tâm 45k đúng không? Các chị yêu ơi, các chị yêu đặt hàng rồi thì inbox cho bên em nha. Chứ nhiều khi bên em kiếm ra được Facebook của mình inbox mà các chị yêu không biết chấp nhận thì nó chờ cũng không thấy bây giờ hàng của em không nha các chị nha. Bây giờ trong thời gian mà em qua mẫu mới á mấy chị nha. Chị tắt tắt luôn nha, xanh lá chị tắt tắt luôn, tắt tắt nhắc vô chữ Nguyễn Thị Chí Dương có mình gửi tin nhắn cho em. Ờ nghe luôn đi. Đang bận rồi. Bắt cô. Dạ dạ chị Hương em bắt like cô ơi. Dạ 45k thôi nha chị nha. Chị Tùng Anh luôn nè. Còn nữa không? Nè nè chị, cô gặp chị. Cái gì vậy trời? Nghe nè mẹ. Còn không? Còn xanh không? Dạ dạ rồi thì mẹ bán thôi. 35 mẹ nhân đi. Ơi đó còn còn. Dạ dạ rồi, dạ rồi mẹ đi rồi con, bây giờ con đang bận lắm. Comment cho em là mã caro đỏ nha, mã caro đỏ nha. Caro đỏ này 50kg cho chị. Từ từ nha. Xếp xanh cho chị Phi Phi luôn nè. Anh Phi Phi. Cao trên 1m55 cho em caro đỏ. Mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị phải cho em xin số điện thoại nha. Rồi ok chị nha, cứ xong là cọc cài giúp em mà được rồi nha chị nha, để em đi hàng cho nó lẹ nha. Caro đỏ cho em nha. Hết. Đi luôn đi về. Caro đỏ chị tắt cô nha. Dễ như vậy. Caro đỏ 80.000. Bao nhiêu ký mặc vừa luôn nha, nó nói. Dạ, em có báo là 50kg trở xuống, cái này 50kg thì cao cho mấy 55 nha. Tắt cô. Caro đỏ. Em qua mẫu nha, em còn rất là nhiều đầm và rất là nhiều túi mẫu rất là đẹp các chị nha. Chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi. Áo khoác đây nha, chị nào đòi áo khoác thì em bán mấy chị áo khoác nha, rất là đẹp nha. Áo khoác này em bán mấy chị 65.000 nha. Chị nào lấy comment cho em là mã khoác 65 nha. Khoác 65 một cái. Chị ơi, cái đâu đỏ em hết rồi chị ơi. Khoác 65 một cái duy nhất. Còn hai cái em, còn sót lại cái kia nữa. Vậy thôi là hai cái nha. Giang ra tìm ra phải không Giang? Cái này nè. Với lại cái màu vàng ngay trên tay nó nữa rồi. Đó hôm qua mấy chị đó xả. Khoác 65 cho chị Sammy một cái nha, nó là vậy anh. Kaki đúng không? Đúng không? Kaki nha. Rất là đẹp, mịn cực kỳ mấy chị nha. Mát mịn cực kỳ luôn nha. Khoác 65 chị Sammy một cái nè.
phát 65 cho chị Phạm Ngân Tâm một cái nè. Đây là được. Phát 65 cho chị Phi Phi một cái là hết đúng không? Hết khoát nha mấy chị nha, em hết khoát nha. Túi em còn rất là nhiều mẫu luôn nha mấy chị, em sẽ lên túi liền bây giờ nha, mấy chị đợi em. Còn khoát không hết đúng không? Bán luôn cái set đỏ luôn đi em. Dạ. Set đỏ nè. Đó, set đỏ đỏ là Hương ghi đó. Nguyên set luôn đó. Đó set đó hả? Ừ, nguyên set luôn em. Ôi cái đầm này quá đẹp mấy chị ơi, cái đầm này quá trời đẹp luôn. Đầm này là kiểu body á, mấy chị đo đầy rất là đẹp luôn. Giờ em đi. Em hết áo khoác rồi mấy chị ơi. Em kiếm đường em mặc đi cho mấy chị xem cái đầm này nha, rất là đẹp. Cái đầm này không cần mặc đã thấy dáng đẹp đúng không mấy chị đây nha. Túi trắng dưới này là túi kia kìa. Dạ, từ từ em lên liền cái đầm này đây nha mấy chị. Đây nha. Mặc tới đây giúp em nha. Nha. Cái đầm này 50kg trở xuống cao chân 1m55 cho em nha. Comment cho em là mã đầm trắng cao chân 1m55 nha em nha. Cao chân 1m55 và 50kg trở xuống thôi, không hơn được nha mấy chị nha. Không hơn được 1kg nào đâu nha. Cao chân 1m55 và 50kg trở xuống. Vâng. Vô mấy chị nghi. Đầm trắng em. Mã đầm trắng. Đầm trắng. Mấy chị mấy ơi. Chị ơi, hạn chế gọi mét giúp em nha các chị nha. Bất cứ là khi nào bên em đang like, mà các chị gọi bên em sao like được. Trả lời Tiểu My mà anh coi trả lời kìa. Tiểu My My kìa, trả lời giùm Hương đi. Ôi Tiểu là My trời, bữa như trẻ hẹn lại luôn mà. Mã đầm trắng nha. Thiệt tình chứ. Đầm trắng nè, 85.000. Tiểu My My. Đầm trắng đúng không? Dạ. Yeah. Đầm trắng cho chị Thảo Nguyên Xanh nha. Chị Thảo Nguyên Xanh ơi, chị đủ, chị cố gắng đủ hai đơn hàng giúp em nha, để em đi đơn cho chị nha. Mình tí nữa em like xong mình inbox cho em nha, hoặc là bây giờ trong thời gian mà em đem qua mẫu mình nhắc vô cái chợ Nguyễn Thị Tuyết Phương đó mấy chị, rồi mình gửi tin nhắn qua cho em liền nha, để thôi tìm mấy cái Facebook đó, hoặc là tí nữa mấy chị mua nó em tìm mấy chú xả hàng. Dạ. Dạ. Ủa mà em biết mà. Mà lấy cái đơn hàng nó đàng hoàng mà ta. Trời ơi, ngồi em ngồi lên từng cái luôn mọi người. Chị ơi, em chỉ xếp theo ấy bên em thôi nha, chị thông cảm giúp nha. Túi trắng là dễ thôi lấy em. Chị Sammy lấy túi trắng là 100 nghìn có được đó. Người đâu ngộ ghê. Chị ơi, em hết áo khoác rồi chị ơi. 100k đúng không? Dạ. Rồi chị Sammy ơi, túi đó để cho chị 100k nha. Cái đỏ này em được rồi, cái đem mặt với chị xem. Nó là đỏ, nó không đâu vậy. Còn không lựa đâu. Dạ. Em biết rồi. Tụi em á lựa từng cái, em chị còn muốn phàn nàn cái gì nữa trời. Chị ơi em không xỉ nha chị nha. Em đang sale đó mấy chị, em đang bán cái này rất là rẻ luôn, không xỉ đâu nha. Không xỉ đâu nha mấy chị. Set này mấy chị ơi, set này 49kg trở xuống cao trên 1m55 với đây. À mình giống mình muốn đàng hoàng á, thẳng nói 48kg trở xuống cao chưa, 1m55 cho em nha. Chị Nguyễn Huyền Anh ơi, nhưng mà chị đó chị chốt trước đó chị ơi. Comment cho em là mã set đỏ nha. Set đỏ này 48kg trở xuống cao chưa, 1m55 nha. Vải len mấy chị nha. Vải len ôm bên rất là đẹp. Co giãn nha, vải len co giãn nha mấy chị. 48kg trở xuống cao chưa, 1m55 cho em nha. Chị nào lấy cái này comment cho em là mã sọc xanh nha. Túi sọc xanh rất là đẹp mấy chị nha. 100.000 luôn. Cái đỏ là gì ạ? Set đỏ. Set đỏ. Mã set đỏ gì nha mấy chị ạ? Set đỏ cho em nha. Set đỏ này em bán mấy chị 75.000 nha. Em còn rất là nhiều luôn nha. Set đỏ này còn mấy set luôn nha mấy chị. Set đỏ cho chị Phạm Ngân Tâm nè, 75k nè. Chị Phạm Ngân Tâm bắt tay cọc cạc với bên nha chị đâu nha. Chị Hoàng Lan ơi, cái đầm trắng đó em chốt theo mã hàng bên em thôi đó, mấy chị thông cảm giúp em nha. Em thấy ai trước em chốt người đó trước chứ không phải là em không muốn chốt cho chị đâu nha. Chị thấy cho em lại. Xếp đỏ cho chị Ngọc Anh. Xếp đỏ với em nha. Chị Ngọc Anh Thánh. Tim nổi rất là dễ thương luôn nha mấy chị, tim nổi dễ thương lắm nha. Chị ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm. Được chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Set đỏ nha, set đỏ 75.000 thằng mấy chị mã set đỏ. Ở ngoài đẹp hơn trên line rất là nhiều, ở ngoài có tim nổi rất là đẹp nha. Set đỏ với chị Sammy luôn nha. Chị Phạm Ngân Tâm tầm trắng em trước chị. Chị ơi em chốt theo mấy chủ của em nha chị ơi, em thấy mấy chủ của em á nhiều khi mấy của mình luôn nha. Mấy của mình thấy trước nhưng mà mấy chủ của em là chính xác nhất nha mấy chị nha. Em thấy ai em chốt trước cho em đâu có chừa làm gì đâu chị. Trời ơi chị ơi, ai em cũng muốn bán hết nha. Set đỏ cho em nha. Rồi cỡ đó đi. Chị ơi. Đúng rồi, cái chị kia nói là bạn đó mấy người mới đứng.
chị Phương Bùi Nguyễn. Chị Phương Bùi Nguyễn xếp đỏ luôn nè. 75 nghìn hết rồi. Chị nào lấy cái túi sọc xanh hồi nãy thì comment với em là mã sọc xanh nha, mã sọc xanh là cái túi đó mấy chị. Túi sọc xanh rất là đẹp nha, một cái thôi mấy chị 100 nghìn luôn nha. Nhưng bị điên. Đây cái xanh lá này nha. Dạ áo trắng em đang mặc rồi mấy chị ơi. Có đầm lớn tuổi nha chị nha. Chị ơi, cái này em dưa lên báo giá cái đó nha. Em dưa lên em mặc rồi hả? Em báo giá hả? Ok luôn. Cái này em sale mấy chị nha. Sale mấy chị 40 ngàn nha. Chị nào lấy comment với em là mã sale 40 nha. Khoét mà dạng mà vest á, dạng vest nhưng mà vải nó bằng khung nha mấy chị. Comment với em là mã sale 40 nha mấy chị. Mã sale 40 40 ngàn cho em nha. Còn cái màu kem nữa Giang, rút lên cho đưa nó không Giang. Mã sale 40 40 ngàn mấy chị nha. Mã sale 40 cho em 40 ngàn thôi nha. Em có màu kem nữa nha mấy chị. Chị nào lấy cái này comment cho em là màu kem nha, 40 ngàn luôn nha. Chị nào lấy thì comment cho em là kem. Dạ không nha chị nha. 50 chị ơi, túi em dơ cái nào lên em báo cái đó đen cho chị Sammy nè. 40 ngàn thôi nha. Cái này là kem nha, chị nào lấy comment cho em mã kem nha. 60kg mặc vừa luôn. Hết túi trắng rồi chị ơi. 60kg mặc vừa nha. Sammy đen kem luôn em. Nè nè. Mẫu này là bằng nhung luôn nha mấy chị, rất là đẹp luôn nha. Mẫu này nó phối nhung luôn nha. 85 ngàn cái mẫu này thôi mấy chị ơi. Phối nhung nha. Em nói đi Hương nha, gỡ ra từng cái để xem sắp xếp đàng hoàng luôn. Gỡ ra form nhỏ quá bỏ sang bên, form lớn có bỏ sang một bên luôn. Chứ không phải là nhặt với đại dục cho đâu. Gỡ ra coi đẹp không nhỉ? Luôn á, đẹp. Trời ơi, không có cái nào xấu luôn á. Cũng chẳng phải mấy cái này mình bóc ra mình like không này chứ đâu. Túi caro đỏ, túi caro đỏ cho chị. Túi caro đỏ đó giá 100 nha. Rồi cái này bị rách rồi. Bị rách rồi mực ra. Bị lỗi rồi mấy chị ơi. Cái này chị Giang Si Tuyên Nguyễn ơi em nghe nè chị ơi. Em thấy nha chị nha. Cái này bị lỗi rồi em không bán được nha. Để em kiếm thấy rồi em lên cho mấy cái chị. Cái đó bỏ ra đi em. Ừ, bị lỗi à. Cái này đẹp quá trời mà bị lỗi à. Đầm trung niên luôn nha mấy chị. Cái này form này rất là dễ thương nha. À đúng rồi. Nó bị lỗi rồi. Form này rất là dễ thương. Nói cái nhung đó em không bán nha. Nó bị lỗi rồi nha. Nhung bán nó mấy chị nha. Nãy em nói mấy chị bị lỗi rồi đó. Không có bán được mấy chị ơi. Hàng lỗi không có bán được. Cột dây đằng sau nha. Cái này bao nhiêu ký mấy chị mặc cũng vừa nha. Tại vì cái form nó rộng. Xong rồi mình cột dây vô là nó sẽ ôm vào người mình hết nha. 58, 55 ký trở xuống với em. 55 ký trở xuống cao chơi 1m55 với em nha. Comment cho em á là mã này là mã 80 nha. Mã 80 80.000. Mã 80 80.000 mấy chị nha. Cầm công sở mấy chị rất là đẹp. Cái này rất là sang luôn nha. Mã 80 80.000 cho em nha. 55 cái giữ xuống mấy chị mặc vừa cho em nha. 55 cái giữ xuống mặc. Mấy chị ơi, mấy chị coi mã hàng kèm số điện thoại giúp em nha. Em chào chị Sầm Diễn Như nha. Mã 80 80.000. Em chào chị Kiều Su Bi nha. Mã 80 chị Châu Huỳnh nè. Chị Châu Huỳnh ơi, chị cố gắng đủ 2 sản phẩm giúp em, bên em mới đi đơn cho chị nha. Set này rất đẹp. Áo này mình lấy mặc lẻ được luôn nha. Áo này mình lấy mặc lẻ được luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy set này comment cho em là mã 85 nha. Dạ hết rồi nha chị nha. Mã 85 cho em nha. 85 này 50. Cái áo thì mình 52 cái giữ xuống cho em. Mã 85 này 52 cái giữ xuống không? Chuyên bé thì bao nhiêu cũng vừa. Vâng. Em nói chuyện với nó kiểu gì đây à. Đó. Kéo lên. À, ghi chung với lại chị Cherry Huỳnh. Dạ có gì chị inbox chị nhắc em nha, thôi em quên á. Chị inbox chị nhắc. Chị ơi hàng mới nha chị nha. Mới còn tem còn mạc luôn á. Cái đó là gì vậy? Mã 85, 85 nghìn. 55 nghìn. Mã 85 cho chị Vi Nguyễn nha. Rất là nhiều mẫu váy và rất là nhiều mẫu túi luôn mấy chị nha. Mình chia sẻ like cho em nha mấy chị ơi, chia sẻ like cho em nha. Đây nha, cái đầm này 85 ngàn, mình có thể mặc cái đầm này riêng cũng được.
mình mặc cái này đầm này không được còn không. Chị ơi 85 á chị ơi, hồi nãy xếp hồi nãy em để chị 85 á chị Vi Nguyễn ơi. Để hết nha chị nha. Mặc như thế này cũng được, còn không thì mình mặc kẻ cái áo này luôn nha. Nó có cái áo này cho mình luôn nha, rất là đẹp luôn nha. Mặc cái này vô xe cực kỳ luôn nha. 85.000 chị nào lấy mã này comment cho em là mã xanh rêu nha. Chị ơi hàng này là hàng lẻ size chị Ni Lê ơi. Mỗi mẫu có một cái thôi chị, nên em mới bán giá này. Thật ra là mẫu rất là đẹp luôn nha, hàng mới 100%. Chị nào lấy chia sẻ like cho em nha. Đây nha, comment cho em mã xanh rêu nha. Vâng. Để em mã xanh rêu 85. Xanh rêu cho chị Sam, xanh rêu chị Sammy nha. Chị nào lấy túi này comment với em là mã túi xanh nha mấy chị nha. Túi xanh 100.000 rất là đẹp. Mình không có đeo cái dây đen này cho em được luôn nha. Mình cầm như thế này. Hồi sáng nó lựa đồ đẹp cho nó đúng đẹp, không? Đẹp chắc em là đẹp luôn. Cái này nó hơi bị đẹp quen đó. Comment với em là mã túi xanh nha. Mã túi xanh nha. Túi xanh này 100.000. Cái này nó bị dơ một chấm nhỏ đây nha mấy chị, em xem mấy chị nha. Cái này nó bị dơ một chấm nhỏ, mình về mình giặt ra cho em nha. Dơ một chấm nhỏ xíu nha mấy chị, mình về mình giặt ra cho em nha. Ở phần bên dưới đầm nha mấy chị. Trả lời nó nữa chưa? Yeah. Không phải, nó lên lên like của em, nó nói nè. Nói như là câu có mấy cái mà sáng lựa là mình like này vẫn còn, trên like này vẫn còn luôn này, mình like nãy giờ có mấy cái sáng lựa luôn đó. Da hơi bị đèn hoàng luôn á. Hàng rất là đẹp. Xét là toàn là xét đẹp không mà. Hàng da như thế nào, da y chang như vậy còn nói nữa. Mấy cái nào xấu là đã bỏ lại hết rồi. Mấy chị cái này em sale nha. Cái này em sale mấy chị 50.000 nha. Chị nào lấy comment cho em mã sale 50 nha. Mã sale 50, 55 ký vừa. Mã sale 50 cho em nha. Chị nào mà lấy cái túi xanh này thì mình comment cho em mã túi xanh luôn nha. Có cái dây ở trong luôn nha. Còn không á thì mình dẹp cái dây, mình cầm cái này thôi là đã đẹp rồi nha mấy chị. Cầm như thế này thôi là đã đẹp rồi nha. Chị nào lấy thì em thấy chị Diễm Nguyễn nha. Xem 50. Nó thì dơ một chấm nhỏ nha mấy chị, dơ một chấm nhỏ nha. Xem 50 cho chị Tắc Coco nha. Nó bị dơ mà tụi em làm biến xử lý á, nên tụi em bán chị với mấy chị với giá rẻ luôn nha. Nó chỉ bị lợn, nó bị chị bị dính một cái chấm nhỏ xíu thôi à. Mình gì mình giặt ra mình chấm một chấm thuốc tẩy với em. Chấm một chấm nhỏ thuốc tẩy ra mình để đó một tí là nó phai hết rồi mấy chị. Mình rẻ hơn mấy chục nghìn lắm á. Cái này có lót dù ở trong nha. Khoan nó có bị lợn. Xem 50 em hết rồi nha chị nha. Có nón, có lót dù, có tia kéo luôn nha. Cái này em bán mấy chị 65.000. Chị nào lấy báo em là mã khoét nha. Chị nào lấy báo em là mã khoét 55kg mặt vừa. Chị ơi em dơ cái nào lên em báo giá cái đó nha. Cái này 55kg mặt vừa. Báo em là mã khoét nha, 55kg mặt vừa. Chị ơi một xẹt 17 không đẹp nha. Dạ 65.000. 65k đúng không? Dạ 65.000, 55kg trở xuống mấy chị mặt vừa với khoét nha. Mã gì vậy? Mã khoét. Chị ơi cái nào em chốt là em đọc tên gì á chị ơi. Chị Mai Thọ Châu nha, mã khoét nha. Đầm này cực kỳ dễ thương luôn nha mấy chị. Đầm này rất em hết mã khoét rồi nha mấy chị nha. Có dơ mã khoét em chốt cho Mai Thọ Châu rồi nha mấy chị. 50kg trở xuống giúp em nha. 50kg trở xuống giúp em nha mấy chị. Cái này em bán mấy chị 70.000 thôi nha. Rồi chị lấy. Mai Thọ Châu này cố gắng đủ 3 đến 2 đến hàng để đi hàng nha chị nha. Ừ. Chị nào lấy báo
áo em là rằm trắng nha, rằm trắng 70 nghìn. Lý sao mình 55kg mình like chưa thật, vừa đồ này nữa. Mà kêu là rằm trắng nha. Rồi em mặc quá em đừng có nói nữa. Người ta ơi. Tại sao kêu em gì kêu cho mình hàng, kêu mình giới hàng bực cho nó. Mình gieo hàng mà sai đâu 80kg. Người ta có 40kg thì chỉ có em bự thôi. Em thấy nhiều quá tức tội. Đầm trắng đúng không? Đầm trắng cái chị là chị he lên jean nha. 70k đúng không? Chị ơi, mỗi mẫu chỉ có 1 đến 2 cái thôi nha. Giờ em cũng không biết là em còn hay không nha mấy chị nha. Em lượm được cái nào thì em like cái đó à, tại vì nó bị lẻ size với lại lẻ mỏng nhiều quá à, nên tụi em sale quá à. Đây nha, cái đầm này 58-55kg mặt vừa nha. Dạng đuôi cá rất là đẹp. Chị nào lấy comment với em mã đuôi cá nha. 2 cái rồi hả? Đuôi cá này em được 2 cái nha. Chị nào lấy báo em là mã áo khoác em hết nha mấy chị nha. Lấy báo em là mã đuôi cá nha. Được 2 cái đuôi cá nha. Mặc vô hoàng này, hoàng cũng bị chửi. Không đàng hoàng cũng bị chửi. 55kg giữ xuống mặt vừa. Mã đuôi cá này 65.000 nha. Em được 2 cái đuôi cá. Mãi trung niên là mã nào hết. Mãi lâu lắm rồi. Đuôi cá chị Phi Phi một cái nè. Bao nhiêu vậy? 65k đuôi cá. Chị ơi mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị phải cho em xin số điện thoại nữa nha. Không có số điện thoại bên em không có chút đơn cho mấy chị đâu. Đuôi cá thì chị tắt cô luôn nha. Không có 65kg mặc vừa đâu chị ơi. Chị khoảng chừng hàng bên em cao lắm 58kg đổ về thôi nha. Không có 60kg đâu, 65kg đâu chị ơi. Có cái này là được size to nè. Cái này là mấy chị 58kg mặc vừa nha. Rất là đẹp luôn nha, mà size rất to. Dạng trung niên á mấy chị. Em xem mấy chị cái này 50.000 nha. Comment báo em là mã sale 50 nha. Mã sale 50 nha mấy chị. Cái áo rất là đẹp nha. Áo này mình về mình mặc lẻ được luôn nha. Áo này mình về mình phối với quần được luôn nha. Rất là đẹp. Có nha chị nha. Chị chờ một xíu đi chị ơi. Quần váy nha mấy chị. Coi dạng có tia kéo nha. Mã sale 50 cho em 50.000 thôi nha. Mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị phải cho em xin số điện thoại nha. Không có số điện thoại bên em không có chốt đơn cho mấy chị đâu. Chị Lương Hồng nè, xếp 50 nè, xem 50 nè. Xếp nha, mã này là xếp. Dạ rồi chị Hương Châu ơi. Lên túi sách, bớt đi. Chân ghen nó mở cho. Mấy bay em túi sách em có rất là nhiều mấy chị nha, rất là nhiều mẫu luôn nha. Nay em xem mấy chị túi sách 100.000 hết. Cái này là dạng xếp nhung nha mấy chị, xếp nhung sọc nha. Nó có cái họa tiết sọc sọc rất là đẹp nha. Xem 50 em hết rồi mấy chị ơi. Mấy chị ơi, mấy chị mỗi mẫu chỉ có 1 đến 2 cái thôi nên mấy chị vui lòng quá, mấy chị comment nhanh nhanh giúp em nha. Kèm số điện thoại giùm em luôn nha, rồi em mới chốt đơn cho mấy chị nha. 55kg mặc vừa, comment với em là mã 55 nha. Mã này em bán mấy chị 80.000 nha. Đây, xem cái đó đi, hộp màu luôn nè. Đây nha mấy chị, túi này em bán mấy chị có dây không? Không có dây nè. Có dây. Có dây luôn nha mấy chị, ở trong một ngăn to nha. Cái gì vậy? Mã gì vậy em? Mã xếp 55. Mã 55. Xếp 55 nha. Xếp 55 nha, mã là xếp 55 nha mấy chị nha. Xếp 55. 55. Giá 80k đúng không? 55 đi xuống mặt vừa đây nha. Hai ngăn to, một xếp 55 nha mấy chị nha. Hỏi cho em nha. Túi này em bán mấy chị 100.000. Chị nào lấy hộp báo em là mã túi nâu nha. Có dây đeo nha mấy chị. Xếp 55 cho chị Mai Thọ Châu nha. Lấy báo em là mã túi nâu nha. Túi nâu 100.000 mấy chị nha. Con gài qua mình đi làm đi học đều được mấy chị nha. Đi làm đi học đều được nha. Bỏ vừa tập sách nha mấy chị nha. Bỏ vừa tập sách cho em nha. Túi này mấy chị ơi, túi chị Hương lấy 500 áo nha nha. Size 30 nha mấy chị, size 30 cho em nha. Dạ mẫu ca 1m60 nặng 55kg nha. Ê bộ lộn 49kg rồi, cái lộn ký này. Mã túi nâu nha. Chị ơi, xếp 55 á chị ơi. Mã xếp 55 á mấy chị ơi. Mã xếp 55, 85.000. Túi nâu cho em nha. Túi nâu 100.000, size 30 nha. Dạ có. Túi nâu 100.000, size 30 nha mấy chị. Xếp 55 cho chị Quyên Nguyễn nha. Xếp 55. Xếp 55. Ủa? À quên chị Mai Thọ Châu, quên. Xin lỗi. Xếp 55 của chị Mai Thọ Châu nha. Còn túi nâu hả? Túi nâu. Chị điên luôn á trời. Điên luôn. Túi nâu cho chị Sammy nha.
Em xin lỗi mấy chị nha, tại vì em không có nhìn, em tưởng là chị đã chốt rồi. Túi nâu 100k nha. Vô like của mình nói vậy đó, kêu em nói kêu là em không có ý này nọ. Thà mà giao hàng không đàng hoàng, không muốn nói gì cũng được. Người ta đang like nói gì. Trời ơi, cái đẹp quá. Chị ơi, chị Tamana ơi, hết mất tiêu rồi chị ơi. Cái áo trắng này mặc lẻ được nha, áo trắng. Kéo túi ra nữa đi Giang. Mình mặc lẻ nha. Giờ mình chơi mỗi set là mỗi túi nha chị Hương. Ai vậy? Giờ mình chơi mỗi bộ đồ là mỗi túi nha. Set yếm nha mấy chị, về mắc dây nha, tại vì em like cho mấy chị coi son thôi, là dây gì thì về mình tự mắc nha. Đây nha, dây đó nha mấy chị. Hai dây hai bên nha, mình về mình tự mắc dây cho em nha. Em cho mấy chị coi cái form thôi, gì mình tự mắc dây cho em nha chị. Túi nào em hết rồi mấy chị ơi. Chị nào lấy báo em là mã yếm đen nha. Mã yếm đen 85.000 mấy chị nha. Ti kéo lên tới trên đây luôn. Mã gì? Cái vừa yếm đen. Yếm đen, yếm đen cho chị Helen Vinh nha. Trời nhanh dữ không? Ừ. Éo trắng không trơn này rất là dễ mặc. Một cô đi ra đường mà không gắn được cái gì hết mệt. Chị ơi, chị Thái Thọ Châu còn ê lộn, chị Helen Vinh comment trước á, em nói thật mà. Ngày nào cũng phải giải thích hết trơn á mấy chị, ngày nào em like cũng phải giải thích hết trơn á. Không phải là em muốn nhường đâu chị ơi. Giờ là ai cũng là khách hết đó nha chị nha. Mấy chị toàn là khách quen của em không, nên ai em cũng muốn để hết. Cái áo khung vải rất là đẹp luôn á, mặc mấy rượu nha mấy chị. Mình không mặc cái kia, mình mua mấy chục nghìn, cái áo khung này cũng còn rẻ nha. Dạ rồi, còn nếu mà còn thì em để chị nha. Áo khung này nó bị dính một vòng, nó bị dính như thế này nha mấy chị, nó bị dính cái trắng trắng ở đây nha. Nó bị dính cái vàng vàng ở trên cái nền trắng rồi. Mình giặt ra nha mấy chị, về chấm một chấm tẩy vô đen nha. Em xem mấy chị cái set này luôn nha, đợi em tí mặc lên nha mấy chị coi không. Cái này rất là đẹp. Thì em thay đi, em để ở nhà tắm chứ để ở đâu giờ. Không đen nha. Dạ. Nó sẽ để một con lép, nó cầm lên cho nó một ấn vào trong đó. Nó để cho trong máy giặt cho rồi là mày á, nó không đập một nó không có đập vào mặt chứ là mất lớn rồi. Con mở nghe là nhiều khi thì nó không đem lên lầu mà còn bị ăn đòn nữa chứ đừng có nói gì em. Tiếng như thi kéo vậy là rất là ít chị chia sẻ cho em nha. Đây nếu mà mình có đơn hàng của lòng chia sẻ nha. Cái đó mẹ thì dạ chưa mặn mà đúng không? Chưa mặn chưa không? Chưa mặn mà mấy chị ơi, em chưa có mặn ra từ từ nha. Em xem nha, để em mặc vô để em tính xem nha. Có quần nha. Bây giờ là có quần nha, đây em cho em mã đầu lạ lạ đây nha. Không có là mấy chị nó ấy. Em xem mấy chị cái này 75.000 nha, cái này em sẽ bán tái lắm không? Con này nó tự inbox đi. 50kg trở xuống mặt vừa nha. Nó tự inbox cho người ta để cho người ta. Túi nha, túi có dây này, có cái dây khác, túi này có dây khác luôn nha. Mấy chị ngắm cho kỹ đi rồi em sẽ đọc mã với chị nha. Không, túi này có cái dây xanh này nha. Ê, mã gì vậy? Chưa, bây giờ mới đọc mã nè. Em xem mấy chị cái này 75.000 tại vì nó dính một tí nha. Mấy chị comment cho em mã 150 nha. Một mã 150 sale 75 nha mấy chị nha. Mã 150 túi nha mấy chị. Túi rất là đẹp nha. Mình kéo dây ra được luôn nha. Túi này 100.000, chị nào lấy thì báo em là mã túi hồng nha. Mã túi hồng cho em nha, nguyên bộ luôn nha mấy chị. 150 đúng không? Mã 150 đúng không? Mã túi hồng nha. Mã 150 cho chị Tuyền Phan ơi. Sao? Mã túi hồng nha. 150 cho chị Tuyền Phan nha. Mã túi hồng 100.000 mấy chị nha. Có một cái ngăn ở đằng sau nè. Dạ. Ở trong còn ngăn luôn nha. Chị ơi, chị có đổi số đồ không nha. Chị Tuyền Phan ơi, nếu mà chị đổi gì cho em số đổi luôn nha. Không ơi, bên em không có chốt đơn được cho chị đâu nha. Túi hồng 100.000 mấy chị nha. Comment em. Rồi, mã 150 hết nha. Nữa rồi đi. Chị nói đi. Túi hồng. Biết mở điều 8 không? Không. Nói gì? Tắt máy tính còn không biết tắt á. Nói gì? Ta kêu mở nhiêu táp á, biết mở không? À, biết quang, tắt rồi. Quang quay bóc á. Hiểu rồi. Cái này có máy tính cũng đủ kìa. Ý em nói là hổng tắt máy tính còn bấm tao lao. Còn hai nhiên đọc lắm, đứa mới. Đây cái này cầu xét nè. Đứa bên
tính thì không biết, biết tắt còn đứa đồng hồ không thôi đi, máy tính của xài hơi bị rằn nha. À, ê gì vậy là chị Hương trả hết tiền rồi hả gì? Tại cái xếp này đẹp lắm mấy chị, cảm xếp Hương trả hết tiền cho mẹ, đưa cho mẹ hết rồi đó. Mình này đẹp lại cho mẹ ơi, xài không đâu em đang đâu trả chị 6 luôn rồi, tổng là 19.100. Xếp này á mấy chị 58 cái chỗ xuống nha. Cao 1m55 trở lên nha. Đưa là 20. Ừ, trả hết rồi, rồi đúng rồi. Trả chị 6 rồi, đưa thêm 19, đưa thêm 17 triệu của nó, 17 triệu. Còn mấy với em là mã đầm xanh nha, đầm xanh 85.000, đầm xanh 80.000 mấy chị nha. Đầm xanh 80.000 nha. Mẹ Thương trả hết 19.100 luôn à. Ờ, vậy trả đủ luôn rồi, vậy thôi mẹ giữ luôn đi rồi coi như là con nóng thật nha. Vậy lấy hôm nay rồi vài bữa nữa con đưa mẹ 900 nha. Rồi. Nha. Đầm xanh 48 cái giờ xuống. Con ghi ngày hôm nay 40 nha. Keo trên 1m55 cho em nha, đầm xanh 80.000. Túi xám mấy chị nha, mã túi xám cho em nha. Túi xám 100.000 nha. Ở trong một ngăn to, hai ngăn to nha. Ở trong hai ngăn to, một ngăn kéo mấy chị nha. Cái gì vậy? Mã đầm xanh hả? Dạ, đầm xanh 80.000. Đầm xanh 80k đúng không? Đầm xanh cho chị Cá Thi Nguyễn luôn nha. Là 48 cái chữ xuống cao trên 1m55 nha mấy chị ơi. Em có báo ký hết nha, mình để ý với em nha. Chia sẻ like cho em đi mấy chị. Túi sáng chị nào lấy báo em là mã túi chị sáng. Chị Kim Gia ơi, chị Kim Gia hàng của chị đâu rồi ta? Chị Kim Gia thôi khỏi đừng đi chị. Đâu rồi? Ủa sao chị nó nói nè? Không gọi được, inbox không rep. Trời, coi chừng không biết chết tin nhắn chờ mà không thèm inbox cho mình luôn. Em lục ra Facebook em inbox không chết inbox của em luôn. Trời, nói chị ở đây nữa. Chị Hải Hiền túi sáng nha, nói chị đây nói chị đây nè. Chị Hải Hiền túi sáng 100 nha. Chị Hiền gọi chị không nghe máy luôn. Cái này à, em xem mấy chị 50.000 nha. Cái này 50.000 nha. Túi sáng cho chị Hải Hiền nó còn xét nha chị nha. Còn mấy em là mã đen 50 nha, đen 50 mặc kèm quần ở trong giúp em nha. Đen 50 nha mấy chị, mặc kèm quần ở trong cho em nha. Mặc rất là dễ chung. Đen 50 mấy chị nha. Đen 50 đi mấy chị ơi. Em nhắn tin chị không trả lời chứ. Chứ em đâu có nhắn đâu. Ủa chị Kim Gia phản nít này không? Vô lại đi. Em gọi điện thoại cho chị hai lần chị không nghe máy đó chị Kim Gia ơi. Rồi em lội lại like em tìm Facebook của chị đó. Em chị Phi... không nghe rap luôn á. Chị Phi Phi nè, chị Phi Phi nè. Đen 50 nè. Túi này chị nào lấy báo em là mã túi xanh nha. Có một cái dây trong em nhét dây vô em cầm cho mấy chị ấy á. Hay là chị đó không biết chiếc tin nhắn rồi. Đây nha, mã túi xanh cho em rất là sang luôn nha mấy chị. Mã túi xanh nha. Đen em hết rồi nha, đen 50 em hết nha. Dạ rồi chị Kim Gia ơi, chị coi lại đi chị ơi. Chắc chị không thấy rồi. Mua nhiều số điện thoại anh nó gọi hoài không nghe. Mình mua nhiều chỗ cái mình quên. Mã túi xanh là cái nào vậy? Thôi. Túi xanh 100 cho chị Hải Hiền luôn nha. Bữa giờ em cũng kiếm chị quá trời á chị ơi. Chị Hải Hiền. Các chị nào mà mình muốn đặt hàng xong rồi mình không sợ lộn hàng mất hàng tắt ra inbox liền đi các chị ơi. Mình có đơn ít đơn nhiều thì mình cứ inbox hết đi các chị. Dạ rồi chị Kim Gia ơi, có gì chị đặt lại đi nha chị nha. Nếu này em bán có gì biết dễ nha mấy chị. 45.000 nha, thầm mấy em mà 45 nha. Chị chết tin nhắn chờ đi để cho tụi em dễ ấy hàng cho chị nha. Tôi mã túi xanh nè. Áo 45.000 mà. Dạ rồi chị ơi, chị Hải Hiền ơi, chị có hai túi nha, túi xám túi xanh luôn nha. Áo 45.000 mã 45 mấy chị nha. Túi hồng nha, túi hồng này là túi hồng da trong nha mấy chị, ở trong còn một cái túi nữa nha. Màu hồng rất là đẹp nha. Chị ơi, chị Kim Gia ơi. Trời, coi cái đơn Kim Gia còn không? Mấy cái đó, mấy cái lẻ đó nếu mà cái nhà của chị Kim Gia để túi chị Kim Gia buộc vô là biết nhưng mà còn tên. Thương dẫn để trong đây nè. 45 nha chị Hương, mã 45 nha. Nếu mà còn thì chị nha chị ơi. Túi hồng có một cái túi ở trong luôn nha. Dạ rồi chị ơi, để coi còn không nha. Còn nè, còn chị cứ lựa đi nha. Chị Cúc. Mã 45. Chị Cúc Cúc ơi, chị em xin số điện thoại nha. Chị Kim Gia ơi, có gì chị lựa tiếp đi rồi để em tìm cho chị mấy cái mẫu của chị lựa hôm bữa nha. Tại vì nó nằm ở đây nha chị nha. Túi hồng phong đi size 25 nha mấy chị. Một cái thôi nha, sale mấy chị nó 100.000 đó. Kiếm còn này không đó. Hết rồi. Em thấy chị Trần Thanh Trang nha. Cúc quen đúng không? Cúc chưa? Quên xin. Cô quen đó chị, hay chết là chị. Hay chết là chị. Coi cái chị Cúc đúng không? Đúng rồi. Cúc nhớ có lần chết rồi á. Em thấy chị Trần Thanh Trang nha chị ơi. Cái đầm này dễ thương cực kỳ luôn nha. Dạ rồi, ok chị Cúc nha. Cúc chị á.
đầm này 85 nghìn. Tí nữa có chị Kim Gia để đó cho chị nha. Cúc quận 8. À rồi, 85 nghìn nha, mấy chị comment giúp em là mã đầm 85 nha. Dạ rồi, chị Kim Gia chị cứ lựa đi, chị Kim Gia ơi. 52 ký vừa, 52 cao trên 1m55 giúp em nha. 52 ký cao trên 1m55 nha mấy chị, mã đầm 85 nha. Còn xếp bộ nha chị nha. Em cứ mò từ từ là thấy. Đầm 85 á, 85 nghìn. Mấy hai ký giờ xuống cao trên 1m55 mấy chị để ý em đọc ký nha. Mấy cái túi em cũng còn rất là nhiều, mấy chị chia sẻ like túi em theo đồng giá 100 ngàn hết nha. Không chia sẻ là mỗi cái nó sẽ bị giá từ 100 đến 140 á mấy chị. Mà cô đồ trắng đi. Chị Mỹ Dương ơi. Trời, em đọc mã là mấy chị comment liền mới kịp đó chứ mình. Chị ơi, vậy là chị mặc đứng hết á, hầu như chị mặc đứng hết luôn á chị ơi. Chị cao 1m50 nặng 45 kg. Set này 52 ký trở xuống mặt vừa nha. Comment cho em là mã set trắng nha. Mã set trắng có túi luôn á mấy chị, 52 ký xuống. Set trắng đúng không? Giá như vậy. Xét trắng này 85 ngàn chu cho. Xét trắng 85 ngàn, 52 cái chữ xuống mấy chị nha, em cao mấy sâu. Xét trắng cái chị tắt cô luôn nha. Vỏ đỏ nha mấy chị. Túi màu đỏ nha, túi màu đỏ 100 ngàn nha. Túi không sợ. Túi không sợ mấy chị nha, không có dây nha. Trong hai ngăn to và một ngăn nhỏ cho em. Chị nào lấy báo em là mã túi đỏ nha. Mã túi đỏ 100 ngàn nha. Xếp cái hộp túi luôn. Mã túi đỏ nha. Chị ơi, cái này em vô lên là em báo giá cái đó luôn á chị. Báo giá cái đó luôn á chị ơi. Ủa, cái đầm 85 không ai lấy không? Chị ơi, mẫu là 1m6 nha, nặng 49 kg nha chị nha. Xếp trắng rồi chị. Xếp trắng em hết rồi mấy chị ơi, xếp trắng có người lấy rồi nha. Xếp màu mấy chị nha. Chị Phương Phương Nguyễn ơi, xếp trắng em hết mất tiêu rồi nha. Xếp màu tay phòng em sale 50 nghìn nha. Chị nào lấy bá em là mã 50 nha, một cái duy nhất nha. Túi đỏ chị Diễm Nguyễn, chị Diễm Nguyễn ơi, chị cho em xin số điện thoại nha. Là đồng viên Lưu Nguyễn đúng không chị? Đúng. Chuyển khoản đúng không? Tắt cô á. Chị Diễm Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại nha, mà em lên cái chút cái túi đỏ đó cho chị được nha. Phát nâu nha, phát nâu sale 50 ngàn, chị nào lấy bá em là phát nâu 58 ký vừa nha. Phát nâu 58 ký vừa mấy chị nha. Phát nâu cho chị vừa. Phi nha. 58 ký vừa nha. 50k đúng không? Dạ. Trời ơi, con gái mình bận gửi cái gì mà. Mà cái nào trong thì không đồng trong hay là cái yếm nó trong. Cái áo ở trong, cái ren ở ngoài. Nè. Cái này là cái ren ở trong chứ. Cái tủ sắt. Còn cái đó là cái phát nâu chị Phi Phi. Thì mặc lên mình lấy sao thì mặc lại đi. Cái gì khó á. Cái gì vậy? Cái đầm này rất là đẹp mấy chị nha, 85 nghìn đi luôn nha. Chị nào không thích mặc cái ren này á thì mình mặc cái đầm thôi, mình bỏ cái ren ra cho em nha. Chị nào lấy báo em là mã đầm 85 nha. 52 cái giờ số mấy chị mặc vừa nha. 52 cao trên mấy 55 mặc vừa. Mã đầm 85 cho em nha. Đây nha mấy chị, mã đầm 85 nha. Đúng rồi, mặt trong là đúng rồi đẹp. Rồi đầu tiên em đúng đó chị. Đây nha, cái túi nha mấy chị. Túi này là túi chim tuyến. Chị nào lấy bao em là mã túi chim tuyến nha. Mã túi chim tuyến 100 ngàn. Khoáng hôm nay chị yêu nào mà khách mới á, mà là đơn túi đi là phải cầm kẹt cho em nha mấy chị yêu nha. Khoáng nha. Cái chị có đơn ý là mình nên bắt nha, hoặc là bây giờ mình đang xin like á, mình nhắc vô cái chữ Nguyễn Thị Tuyết Phương á, mình vô mình nhắn tin cho em cái đi. Trong thời gian những thay đồ mình nhắn tin cho em cái nha. Mã là đầm 85 cho em nha. Đầm 85. Mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị mẹ cho em luôn cả số điện thoại, không có số điện thoại bên em không thể nào chút đơn chị em nghe nè chị Oanh Nguyễn ơi. Đầm 85 túi là túi kim tuyến nha. Đầm 85 túi là mã kim tuyến cho em nha.
đầm 85 nha chị Nguyễn Phụng nha. Chị Nguyễn Phụng ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Cái áo đó hơi bị dơ, tí nữa em sẽ sale với chị nha. Em sale với set này mấy chị 45.000 luôn nha. Sale với set này 45.000. Có ti kéo luôn nha. Nè nè. Set này em sale 45.000 nha. Mấy chị comment cho em là mã set xanh nha. Set xanh em sale 45.000. 55 chị Quyên Nguyễn gì ơi, chị nói chị Quyên Nguyễn giùm em ơi. Chị Quyên Nguyễn ơi, chị inbox giùm em đi chị Quyên Nguyễn ơi. Chị ơi vàng hai hôm nữa đi chị, ngày mai ngày mốt gì đấy em sẽ em like lên nha. Lô này có không? Cái gì? Là có tách lô không á? Có tách lô nhỏ không á? Tách lô như cái chị hồi nãy á. 55 cái vừa comment chị mã set xanh em sẽ 45.000 nha. Set xanh 45.000 mấy chị nha. 55 cái vừa. Đủ mẫu đủ size nó vậy. Thôi nói chị tự lựa với em sợ quá. Đồ size 4 hết cái con này mặc nó thòng xuống nó tới mắt cá chân. Cái nào mà nó muốn biết có cái gì là 60 kg mà có bộ cái cái rồi. Set xanh. Set xanh 45.000 chị Lê Nguyễn Tường Vy nha. Set xanh là chị Lê Nguyễn Tường Vy, chị Lê Nguyễn Tường Vy có đơn bao giờ chưa vậy ta? Vô coi giùm mấy gì. Rồi, chị Lê Nguyễn Tường Vy ơi, chị có số điện alo, chị có đổi đầu số mà chị ơi. Nếu mà chị không đổi đầu số thì chị alo, chị có đổi đầu số thì chị cho em số đổi nha. Không mà bên em không có chốt đơn hàng cho chị đâu nha. Đầm ren đẹp lắm mấy chị nha. Ờ, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em, bên em mới đi hàng cho chị nha. Không mà bên em chốt cho người khác á. 50kg trở xuống cao trên 1m55 giúp em nha. Comment cho em là mã đầm đen nha. Dạ hả? Dễ thương quá ha. Thấy tết mà. Đầm đen nha. Mã đầm đen cho em 85.000 mấy chị nha. Túi này chị nào lấy comment cho em là mã. Túi này có một cái túi hình dao có cái dây luôn nha mấy chị. Có một cái túi ở trong như thế này nha. Cái túi trong và một cái dây đeo luôn nha. Một cái dây đeo nha mấy chị nha. Chị nào lấy túi này comment cho em là mã 200. Mã 200 túi này em bán 100.000. Mã 200 cho em nha. Mã 200 100.000. Đầm đen em đang mặc mã. Đầm đen em đang mặc mã đầm đen nha. Mã đầm đen 85.000. 55 cái chỗ xuống cao trên 1m55 mặc vừa nha. Đầm đen em đang mặc là mã đầm đen 55 cái chữ xuống cao trên 1m55 mặt vừa nha. Đầm đen mấy chị nha, đầm đen mấy chị nha, đầm đen giúp em nha. Đầm đen đúng không? Chứ không phải đầm ren đúng không? Đầm đen cho em nha. Đầm đen cho chị Tuyền Phan nha. Túi chị nào lấy túi comment mã 200 100.000. Đầm đen 85.000. Tuyền Phan nha. Mã 200 nha, túi là mã 200 nha mấy chị nha. Túi mã 200 cho em nha, đúng mã mới chốt nha, tại vì còn đầm đen cho chị Tuyền Phan nha. Mã 200 100.000 có cái túi nhỏ ở trong luôn nha mấy chị ơi. Ok chị Diễm Nguyễn nha, bỏ cái đầm ren 55 cái mặt vừa. Chị Diễm Nguyễn bỏ cái đầm ren nha. Nhỏ quá chị mặc không biết vừa. Diễm Nguyễn đây nè, xả ra ba đầm. Ừ, xả ra ba đầm. Ủa chị Diễm Nguyễn ơi, chị đâu có cái đầm đen nào đâu chị Diễm Nguyễn. Cái đầm ren đó. À, là ý là men xong rồi cái chị nghe đọc số ký á cái chị. À. Đây có đổi đầu nè. Số ký nha. Nè, mấy chị đợi em vào đọc số ký xong rồi mấy chị hãy chốt nha. Diễm Lê Tường Vy. Nè. Comment cho em là mã set 55 cái chị xuống vừa, comment cho em mã set trắng đen nha. Set trắng đen mấy chị nha, set trắng đen cho em nha. Set trắng đen này em bán mấy chị 80.000 nha. Mã set trắng đen nha, chị nào lấy túi này comment cho em là mã túi sọc xanh nha, mã sọc xanh nha. Cái túi rất là đẹp mấy chị nha, có hai ngăn to và một ngăn nhỏ trong, mã túi sọc xanh cho em nha. Sọc xanh này 100.000 luôn nha, mã sọc xanh này 100.000 trên cái gì vậy? Set gì vậy? Mã set trắng đen. Mã set trắng đen đúng không? Giá nhiêu vậy? 80.000. 80k đúng không? 55 cái trở xuống mặt vừa nha. Xếp trắng đen quần chị tắt cái cô nha. Quần có cái bao như thế này nha mấy chị, không có sợ bị không có sợ bị rộng đâu nha. Như vậy xếp trắng đen nhiêu quần? 80.000. Nè. Hết xếp trắng đen rồi nha mấy chị nha. Đó
nó nói có một cái thôi nha, mình không mấy lẻ. Áo này 50.000, chị nào lấy comment cho em là mã 149 nha. Mã 149 50.000. Túi này là mã 200 100.000 nha mấy chị ơi. Có dây đeo luôn nha. Túi sọc xanh cho chị Hải Hiền nha. Túi sọc xanh. Túi này là mã 200 giúp em, comment cho em mã 200 nha. Áo em đem chị Hải Hiền ơi, lát không tắt like cọc sạc giúp em nha. Đây nha mấy chị, có cái dây đeo giúp em nha, mình mắc dây đeo cho em nha. Vì mắc dây đeo vô có một cái nút gài đây luôn nha, có một cái nút gài luôn nha. Dễ thương cực kỳ, có một cái bóp, có một cái nào 149 vậy? Nè cái áo đem mặc 50.000. 50k đúng không? Mã 149 chị. Mấy chị ơi, mấy chị lấy, mấy chị phải cho em xin số điện thoại, không có số điện thoại bên em không chốt đơn được đâu. Túi mã 200 100.000 thôi nha mấy chị. Chị Huỳnh rất là đẹp nha. Chị Huỳnh Cẩm Tú mã 149 nha. Mã 200 100.000. Bao nhiêu k vậy? 149 50.000. 50k đúng không? Chị Huỳnh Cẩm Tú, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em, bên em mới đi hàng được cho chị nha. Áo len đen mấy chị nha, áo len đen nha. Ai chị ơi, vậy là của chị Mão, chị nó bị chậm lắm luôn á chị ơi. Chị em gái đi Minh ơi ơi. Mình lại gần cục wifi mình ngồi chị. Mỗi mẫu có một cái rồi. Phải để áo len đen nha. Dạ rồi ok. Cái túi sáng lúc đầu xả giùm Hương đi, của chị Hải Hiền á. Ok ok. Áo len đen nha mấy chị. Chị ơi sếp đang ăn hết rồi nha chị nha. 55.000. Khách lại quá trời kêu. Biết rồi. Nãy giờ Hương có dặn mà. Túi sáng này đúng không? Túi này đúng không? Đúng. Nè em. Mã len đen nha mấy chị, mã len đen nha. À phát chui nha. Phát chui á mấy chị. Mã len đen em 55.000 nha, 55kg trở xuống vừa luôn. 55kg mà cao trên mấy 55 cho em nha. Ủa này nãy em lóc này nó có mình. Em lóc á, vô nó sàm trên like của em lóc á. Chị ơi ship đồng giá 35k nha, đơn hàng trên 1kg thì hàng 28 thì ship giúp em nha. Rất dài. Đơn hàng trên 1kg. Mình đã không nghe rõ, mình đã bắt lỗi phải. Ăn nói lung. Nãy con nhớ nó con đọc đúng rồi mà. Mà sao nó mắc con sai, con cũng không hiểu luôn á. Mã len đen quá lấy không? Không. Len đen cho chị Hồng Nguyễn nha. Ủa gì em đây? Bao nhiêu vậy? 55.000. 55k thôi nha. Chị ơi chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Cái gì? Gì em á hả? Đó. Cái gì vậy? Em đằng sau đây nha mấy chị, nhìn giúp em nha, đằng sau nha, tét này 52kg trở xuống cho em nha. Đầm nha mấy chị, em kéo rất là keo nha. Mình bỏ áo vô quần được luôn nha, chị nào lấy báo em là mã xếp xanh nha. Mã xếp xanh em bán mấy chị 70.000 nha. Mã xếp xanh 70.000 cho em nha. Mã xếp xanh 52kg trở xuống cao trên 1m55 nha. Túi chống mấy chị nha, túi chống size 28 nha, có dây luôn nha. Túi chống size 28 viền gu xì cho em nha. Túi chống này em xem mấy chị 100.000 luôn nha, có dây luôn nha mấy chị nha. Đựng đồ được luôn nha, đựng được một cái bộ đồ đó mấy chị đi đâu rồi. Đây nè, cái gì cái này là gì? Xếp xanh. Xếp xanh hả? 75 đúng không? 70k đúng không? Xếp xanh này 70k nha mấy chị nha. Comment cho em mã túi chống nha, mã túi chống size 28. Xếp xanh cho chị Lan Xu, chị Lan Xu ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em để bên em đi hàng cho chị nha. Mã túi chống size 28. Chị ơi ship nội thành tùy chỗ nha chị nha. Chứ không phải là 35k hết đâu nha chị nha. Nè, chị Lan Xu nè. 10 cân nặng nữa chị. Đó, ship vòng vòng thành phố Hồ Chí Minh nè, hả? Vòng đấy nè. À. Có mấy cây rẻ. Chị nào đang xem live thì mình chia sẻ với em nha. 7 lần lên tiếp trang hội cho nhóm nha. Tất cả chị đi. Đây luôn em ơi. Đây nè, đơn cứu hồn là quá giờ lâu rồi kìa. Hồi nào chị để vậy. Lên nó khó. Chị để vậy lâu rồi, chứ để gì cho chị đi. Cứ cái nào xả chị không thì bắt chị em ơi đơn cứu đi. Em ơi đơn cứu đi. Không gì chị em. Mà chị Hương nói 1 tiếng mà mình giữ cái lắm lắm mày lắm đó. Chỉ cần chị Hương nói 1 tiếng thôi. Mày lăn lắm, con người bạn. 50kg trở xuống nha, comment với em là mã 200
201 dưa nha. Chị ơi, vậy là chị cũng ngang ngang nó, chị Lan Su ơi. Nó 201 nha. 201 đúng không đẹp chữ vậy? 85.000 mấy chị nha. 52kg chữ, 50kg chữ xuống cao chơi một mấy 55.000 nha. 201 85k nha chị nha, mã là 201 nha. Cái gì? Ổng mới ba phải á, phải không? Túi kim tuyến cho em nha. Túi kim tuyến nha mấy chị. Một set này rất là đẹp luôn nha. Mã 201 85.000. Mua 4 ly cho túi kim tuyến nha. Túi kim tuyến mấy chị. Hồi nãy ông mới lên cái slide này dài chặt mà vẫn còn kịp á. Túi kim tuyến nha ai? Chúng ai rồi, chúng ai chồng rồi. Đó. Chúng ai chồng tâm. Một hai ngày đi tao lên tới nè, tắt like đi. Đó. Không, tụi mày ở đó chờ đi. Giờ chúng ai đem trà sữa lên cho con đi vô. Chị Đỗ Từ ơi, chị được 201 nha. Giá là 85k nha. Chị ơi, chị có số điện thoại đổi không? Nếu mà có số điện thoại đổi, chị cho em xin số điện thoại đổi nha. Với lại chị phải cố gắng đủ đơn hàng hai sản phẩm giúp em, bên em mới đi đơn được cho chị nha. Và chị phải inbox cho em giùm nha. Từ từ, để đây nè. Cho em gì để đấy không? Để đấy nhân viên. Dạ. Anh nằm trong số 2009 đó, 169 đó hả? Chọn đây rồi, thầy ngồi uống trà. Thôi mệt á. Dạ rồi, ok chị nha. 50kg trở xuống cho em mấy chị nha. 50kg chị nào mà cao trên 1m6 thì mình 52kg mới vừa nha. Đây nha mấy chị, 50kg cao trên 1m55 và 52kg cao trên 1m6 cho em nha. Comment cho em là mã vàng. Mã vàng này 80.000 nha, mã vàng 80.000 cổ rất là đẹp mấy chị nha, mã vàng cho em nha. Mã vàng nha. Mã vàng. Mã kim tuyến nha. Mã kim tuyến. Mã vàng. Mã vàng. Mã vàng. Mã vàng. Mã vàng. Dạ có túi sách nha, túi sách chỉ có 100k thôi nha chị nha. Chia sẻ like cho em 7 lần rồi mấy chị hồi chị nhớ. 100k đó chị Kiệt Võ ơi, túi sách nằm ngay dưới chân là 100k. Nè cái này 100k chị nào lấy comment cho em mã 200 đi, mã 200 100.000 có dây nha. Có dây nè. Và có mã vàng cho chị Lan Su nha. Có một cái ví ở trong cho mình luôn nha. Mã vàng 80.000. Có một cái ví ở trong cho mình luôn nha. Chị nào lấy báo em mã này là mã 200 nha, một cái duy nhất 100.000 thôi nha. Trời ơi, anh Di ơi, bị gì hả? Ông hết trò chơi được không? Đã xin. Mã gì vậy? Mã 200. Mã 200 hả? 100.000 dạ. 100.000 mã 200 đúng không? Mã 200 là cái nào vậy? Mã 200 là chị Như Anh nha. 100k nha. Như Anh đó hả? Ừ. Chị ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm chị giúp em nha. Chị nói ngày hôm nay mình mua ít mua nhiều, mình cũng phải inbox cho bên em trước nha mấy chị nha. Có một cái inbox cho em xả cũng được đúng không chị? Ờ đúng rồi, một cái inbox cho em xả để em biết đường em biết đường không chị? Em mua em chốt tiếp cho mình. Chốt tiếp nữa. Chứ thôi em xả xong mốt không mua được tiếp rồi ổn lắm mấy chị. Cái này là đầm hồng nha, đầm hồng 85.000 rất là dễ thương luôn nha. Comment cho em là mã đầm hồng nha. Đầm hồng 85.000. 50kg trở xuống thôi nha, 50kg. Dạ rồi, cảm ơn chị Như Anh nha. Cao 50kg cao với em 1m6 nha. Còn chị nào mà 1m55 trở lên thì giúp em là 48kg thôi nha mấy chị. Không mấy em mà đồng hồng trà sữa thì còn đồng hồng nha. Mã đồng hồng cho em nha. Dân kia biết anh gì xếp lại dân. Mã đồng hồng cho chị Thảo Nguyên Xăm nha. Nó xếp sai cho chiên cho mày. Thảo Nguyên Xăm. Không, nó xếp chuối chiên á hồi bữa. Nó là anh em phải đi chiên về cái chú bà chế biến đâu mà. Dễ mà. Chú bà kìa, mày không ăn đúng không? Để nó đi. Tao làm ra là mấy sẽ dành anh. Lát nữa nói, à giờ lát nữa phải nói. Dỡ đi chị, nó bị xiết cái đầm nó đẹp quá. Quá trời luôn á. Cái đầm nó đẹp quá mà nó bị xiết. Đó đầm hồng đó. Cái chị ơi, cố gắng tranh thủ những cái dịp nha. Còn không cần cuối like em sẽ mấy cái đơn một ra em like. Cái đó đẹp quá mà nó bị xiết á. Bị xiết á hả? Ừ, là dạng như nó bị cái bị xét cái cục sắt. Cái cục sắt đó đúng không? Hơi xét xét một xíu á. Bị dính vào sao. Đúng rồi. Chết rồi, cái này đẹp quá trời ngủ nha. Dạ đúng rồi, chị khuyên vậy, mấy cái áo lông đó thì đẹp kinh khủng nhưng mà trời sáng giờ khách đình bóc kem đồ đẹp quá trời túi nha chị nha. Khách đình bóc kem đồ đẹp quá trời. Bữa nào mình chụp mình khoe. Bữa nào mình chụp mình khoe đi. Cảm ơn mình tin bóc. Mình bữa nào mà tụi mình đi chơi cái mặc đồ của đây nè, xong cái chụp hình lên. Chăm sóc bác. Cái này nó bị xiết nha, nó bị xiết bị nha mà nó đẹp quá. Sale 50 chứ hương nha. Sale mấy chị 50.000 nha, cái này quá trời đẹp. Dạ không có thấm luôn đâu chị Như Anh ơi.
hí hí là đầu tiên đúng không? Sale 50.000 hộp men cho em là mã vàng 50 không? Không, xí nha mấy chị nha. Không, lấy lột đầm đẹp đẹp không à? Đồ đẹp đẹp không à, lột ra mà thấy con bự bự đẹp lấy hết. Mã sale 50 thì mã vàng 50 cho em nha. Biết rồi, với Đồng Tháp không thôi, gai Vũng Tàu xuống bảo. Gai Vũng Tàu ăn nguyên con luôn. Gai mới giống cái vòng xoay gì đó, anh đừng ngừng mãi sao. Mã vàng 50 chị Hen Anh Chinh nha. Gì? Biết vậy em ra Vũng Tàu chú bạn với chú Bảo chú bạn em. À đâu đó. Một xíu đó là nó ra bình bình thuật Nha Trang gì luôn, cái chú luôn á, chứ không phải ra Vũng Tàu nữa. Bị điên mà. À, biết chọn chỗ ghê. Dạ, cái nào dạ. Bảo mà lớn nhất là ra nó chung. Ra tăng biển luôn. Nó ra nó xem cho bảo như thế nào. Cái này là đầm chung ni mấy chị em xem mấy chị 50 nghìn nha. Đầm chung ni xem 50 nghìn. Có ti kéo bên hông, có cái ti kéo như thế này mình mặc vô mấy chị. Mặc vô xong mình kéo cái ti kéo nha. Comment cho em là mã chung ni 50. Mã chung ni 50 nha. Chung ni 50. Vải vo. Vải vo nó mấy chị có lót ở trong nha. 50 ký trở xuống cao trên 1m55 mã vàng mất rồi chị ơi. 50 ký trở xuống cao trên 1m55 cho em nha, chỉ có 50 nghìn thôi nha. Ở ngoài có kim tuyến rất là đẹp nha. 50 ký trở xuống cao trên 1m55 mới được nha mấy chị. Không có hơn được đâu nha. Nhan mấy túi thôi mi vàng. Ở đâu chị trên lầu? Túi trên lầu cao nha. Ở trên lầu, ở trên cái phòng này có tối á. Không không, để bên đây cũng có, em khu bên mấy giặt cũng có. Một bao luôn. Cái phòng có tối có bao cũng bao luôn á. Ừ, mấy giặt cũng có bao cũng xong bao. Xong mình thử cái bao nào bự nhất cái mình khiêng xuống. Cho mình nặng chơi vậy á, biết không? Mã chung niên cho chị Việt Anh. Chị Việt Anh ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Khiêng tiếp đi. Dạ rồi, để từ từ nha chị nha. Bây giờ em mới lên em lấy thêm nè nha chị. Mã trắng này 55 ký trở xuống nha. 55 tại vì cái chị Việt Anh ơi, chị cho em xin lại số điện thoại ơi, em không biết chị ghi cái gì luôn. Xếp ly dưới mấy chị comment cho em là trắng xếp ly nha, trắng xếp ly 85.000 rất là đẹp luôn nha mấy chị. Vải rất là đẹp luôn, mà trắng xếp ly cho em nha, vải cực kỳ đẹp luôn nha. Một cái nước trắng xếp ly 85.000, 55 cái giữa xuống mặt vừa nha. Trắng xếp ly nha mấy chị ơi. Chị nào khách mới comment số điện thoại cho em nha. Trắng xếp ly nha mấy chị nha. Bạn bao nhiêu vậy? 85.000. Form sung. Không xuống mấy chị, cái này mình mặc ống có được đâu, mặc như vậy mới đẹp nha. Trắng xếp ly cho chị Tam Anna nha. Tiếp tục cái trò luyện vô thôi. À quên quên, trắng chị Tam Anna là trắng. Trắng xếp ly cho chị Lê Nguyễn Tường Vy, em xin lỗi nha. Em xin lỗi, trắng xếp ly của chị Lê Nguyễn Tường Vy nha. Chị nhớ nhắn tin mua bên em để em chốt đơn nha mấy chị ơi. Mình mua ít mua nhiều. Xin Gia Lai 35k nha chị nha. Chị nào mà mình lỡ có một đơn thôi á thì giờ chị ơi, không phải trắng xếp ly, mã là trắng xếp ly. Em hồi nãy em cũng chốt lộn cho trời với chị ơi. Mã là trắng xếp ly nha. Mã này 60.000, comment cho em là mã 60 nha. 60.000 mấy chị nha. À mã 60 cho em nha. Túi hồng mấy chị lấy comment cho em mã túi hồng nha. Nguyên bộ rất là dễ thương nha. Cắt cái nơ được luôn nha. Túi hồng cho em nha, túi hồng 100.000 thôi nha mấy chị. Túi hồng 100.000 thôi cho em nha, có tia kéo, có cái ngăn to và ngăn nhỏ ở trong luôn nha. Comment cho em mã túi hồng. Cái nhã 50 nè cho chị Việt Anh nè. Cái mã chung niên 50 hả? Ừ. Mã hồng này 60.000 nha, túi hồng 100.000. Xếp là bắp nhiêu vậy? À rồi rồi rồi, chị em em nhường với chị Samana nha. Rồi nhường 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 cái hồi nãy Hương mới vừa bỏ cho chị Nguyễn Lê Nguyễn Tường Vy á. Xét nha, xét hộ cẩm mấy chị nha. Nè, giá như vậy 80k đúng không? Cái nào chị? 85 hả? Cái nào? 85. Cái gì vậy? Cái nào váy hồng vậy? Váy hồng. Váy hồng cho chị Huỳnh Cảnh Tú nha. Ê quên, váy hồng cho chị Việt Anh nha. 60. Cái gì, tâm Anna hả chị? Ừ, tâm Anna. Tâm Anna. Xếp hộ cẩm nha, xếp hộ cẩm với chị Tắc Coco nha. Xếp cuộn 6 như vậy. Xếp cuộn 6 20 á chị ơi. Xếp hộ cẩm 85.000. 85k cho chị Tắc Coco dùm Hương. Cái đó mãi trung niên rồi em. Cái nó lớn lớn một xíu mà.
triệu luôn á. Xíu cờ bắp 25 đúng không chú bà? Cái này đẹp lắm mấy chị nha. Cái này mình 30 mấy 40 mặc vừa mặc đẹp luôn á, bốn mấy. Nhưng mà hơi đứng tuổi nha. Hơi đứng tuổi gì? Tuyết là 30 mấy 40 tuổi á. 30 mấy 40 tuổi mình mặc cũng được luôn nha. Rất là dễ thương. Chị nào lấy cái này comment cho em là mã nâu đất nha. Mã nâu đất này em bán mấy chị 70.000 thôi nha. Nâu đất 70.000, xét này rất là đẹp nha. 55kg mặc vừa, 58 mặc vừa giúp em còn lấy chị nha. 58 mặc vừa có túi vải thun rất coi vậy. Mã nâu đất cho em nha, 58kg mặc vừa. Nâu đất này có 70.000 thôi nha, quá rẻ luôn nha. 58kg mặc vừa, chia sẻ ra với em. Nâu đất cho chị gần bông nha. Ôi, cái này mà không có giường. Em đã ghim cái này. Không, còn đang chơi vòng vòng trên đây này. Dòng thì đi dòng. Gòn bông. Đây nha mấy chị. 70k đúng không? Dạ 70.000. Xếp quận 8 bao nhiêu vậy? Đây nha, xếp này mình mặc ở ngoài, mặc cái áo dây này trong và cái này ở ngoài nha. Xếp này mấy chị ơi. Ông cao trên là mấy 55 và 47. Túi hồng 100 mấy chị nhắc nhở ơi. 100.000 chị lấy thì ba comment lại cho em là túi hồng 100 nha. Ba lấy thì báo cho em là mã túi hồng 100 nha. Túi hồng 100 nha mấy chị nha. Dây rất là dễ thương, ở trong có một cái ngăn to, một ngăn nhỏ giúp em nha. Túi hồng 100. Xét này 47kg trở xuống, cao trên 1m55 giúp em mà không có dừa xét này mấy chị nha. Đây nha, ôm body nha, coi dễ nhẹ cái phần ren nha. Mình mặc cái đầm đen để trong, xong rồi mặc cái đầm ren ở ngoài ren. 47kg trở xuống, cao trên 1m55 mới được nha. Không hơn đâu nha mấy chị ơi. Chị ơi, nâu đất em để, em chị có cái người comment mất rồi nha chị nha. 1x17 hồng lè nha chị nhắc nhỏ ơi. Xếp 47 hả? Đó là cái đó là 47kg. Rồi bao nhiêu tiền vậy? 47kg bán 70.000. 70k nè, 47 cho chị Helen Vinh nè. Xếp hoa là cái nào vậy? Là chứa mà. À, cái đó đẹp kiểu gì không? Còn đồ đẹp không? Không. Đây nha mấy chị, bán mấy chị cái này 80.000 thôi nha. Xếp hoa hóa đồng giá 35k cái đơn hàng em là mã hoa nha. Chị nhận hàng 28 tiền ship. Mã hoa này em bán mấy chị 80.000 thôi nha. Dạ đợi em còn. Mã hoa này em bán mấy chị 80.000 nha. 50 đơn trên 53 bắt đầu mới 28 tiền 28 tiền ship nha. 53 cái đơn xuống mặt vừa nha. Mã hoa đúng không? Ê, cái túi này của chị Sammy này giờ mới kiếm được. Chết bà. Mã chị hoa cho chị Dương Dương nha. Chị Dương Dương ơi, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Dương Dương giá nhiêu vậy? Hoa hả? Hoa này 80.000. Cái túi này cũng chị xong rồi. Để qua một bên đi chứ không qua lát nó bị la bây giờ. Để dùng cho mấy đó phần men thôi, chắc đi đâu rồi. Từ sửa rẻ đó đi. 80k đúng không? Còn nhớ được cái xong rồi mai hay được. Không phải có tên. Không có tên, tôi nhớ, nè nè nè. Họ mau kêu cướp cái túi đó. Cướp cái túi đó mà. Chị kiếm đi. Không bữa chị nó nói hả? Mã hoa của chị Dương Dương nha. Cái túi trắng đó có người lấy mất rồi nha chị nha. Hay mình bán luôn. Bán luôn hả? Vậy chị Phi Phi lấy cái túi trắng đó đó. Cái túi trắng nào đây chị Phi đi. Giấu đi. Dạ. Trắng gì? Đó chị Phi Phi lấy cái túi trắng á. Chị Mai Thọ Châu đây. Chị nào mình có đơn túi hay đơn áo gì á, chị nào mình vô mình muốn có cái túi thôi thì mình cũng phải inbox cho em nha. Đầm hồng này đẹp quá trời luôn nha mấy chị, mặc rất là nữ tính nha. Đầm này chắc 52kg trở xuống cao chị. Chị Mai Thọ Châu ơi, em sợ tối em la không có được nên bây giờ em tranh thủ hôm nay luôn á. 52kg trở xuống hôm nay em la hết hàng luôn nha mấy chị. La hết hàng luôn. Để em lại like cái khác nữa. Đúng rồi, mình tranh thủ mình đổi lại, mình chia sẻ like nữa lại coi like với em nha. Comment cho em là bạn đầm hồng nha, đầm hồng này 85.000 thôi nha mấy chị. 52kg trở xuống cao trên 1m55 với em nha. 52kg trở xuống liền luôn. Cao trên 1m55 với em. Đúng rồi. Mệt mỏi. Đầm hồng hả? Mã đầm hồng đúng không? Tận cùng mệt mỏi. Mấy chị ơi, mấy chị lại mấy chị bạn xin số điện thoại mấy em chốt cho người khác nha. Chị Nam Phương Ruby nha. Túi này xinh lắm nha.
Bà comment cho em mã này á là mã 170 nè. Nằm hồng cho chị Nam Phương Ruby nè. Mã 170 túi này em sale mấy chị 100 nghìn luôn nha. Rất là đẹp dễ nha. Dạ, Nam Phương Ruby. Nằm hồng 85 nghìn ở trong quá trời nhiều ngăn luôn. Hai ngăn to và hai cái ngăn có dây kéo thì mình... May chắc em chưa biết là em có like nha chị nha. Đây nha mấy chị, mấy chị nào lấy thì báo em mã này là mã 170 nha, 100 nghìn thôi. 170, 100 cây cho chị gòn bông nha. Túi nó đẹp lắm luôn, đầm hồng. Hồng rồi đấy. 100 nghìn. Ủa sao kêu cái này? Sao rồi? Chị Tâm Minh. Còn không? Còn gì? Đậm hồng nè, 85 nè. Túi 100 nè. Chị ơi, nếu mà còn hàng tối lai tiếp nha. Chị ơi, nhưng mà chị không dám xin số điện thoại chị Hiền Ngô ơi. Cái chị nào mà mình muốn nó nhanh hàng mà đúng hàng luôn, cho em mã số điện thoại trên cùng một comment. Còn nếu không có thì em bỏ qua, em ưu tiên em chốt người sau như các chị nha. Dạ, dạ, chứ rất là nhiều nên là không có chờ mấy chị được nha mấy chị nha. Dạ, dạ, em đặt 1, 2, 3, 4, 5, 50 trò sữa. Ê, khoan từ từ nói Hiền Ngô mà. Đây nha, đầm trắng này rất là dễ thương luôn em nha mấy chị, mặc đi đám cưới hoặc là đi tiệc nhẹ ok dân luôn nha. Chị nào lấy báo em là mã đầm trắng nha, 85 nghìn, 52 kg trở xuống cao trên 1m55 cho em nha. 52 kg trở xuống cao trên 1m55, à cái này nó bị hở một tí ngay chỗ cái viền nha. Mình viền mình đạp chỉ lại hoặc mình không đạp mình mặc bình thường không sao hết nha mấy chị. Nó bị bung chỉ ngay chỗ cái viền ren với lại cái miếng vải nha. Em bán mấy chị cái này 70 nghìn, 75 nghìn nha. 85 xem cho chị 75 nghìn thôi. 75 nha mấy chị nha, sale 75 nha. Sale 75 mấy chị. Chị không có túi vàng nha. Comment lại với em mã sale 75 cái đầm trắng thì nha, rất là đẹp luôn nha. Mã sale 75 nha. Nó bị đứt chỉ không phải, nó bị bung chỉ ngay chỗ cái viền á. Chứ không gì hết nha. Form Dior nha mấy chị. Mấy chị lấy cái túi này comment cho em là mã túi hoa nha. Mã túi hoa Form Dior nha mấy chị, size 25 cho em nha. Gì? Uống một sữa thôi. Mã túi hoa chị. Sale 75 mấy chị Helen Vinh nha. Túi hoa nha. Đã nói rồi, dân nãy hả nó bay với chú ba nhưng mà nó không chịu. Bình thường mình luôn nha mấy chị. Chị nào lấy báo em là mã túi hoa nha. 100 nghìn. Túi trong ở trong có một dây như thế này nha mấy chị. Về mất dây với em nha. Về mất dây với em nha. Em lười mất dây lúc giờ. Hai dây nha, mình về mất dây với em nha. Về mất cái dây này vô đây nè mấy chị. Dài lại không. Túi hoa là túi hoa 100k nha, mã gì? Mã túi hoa luôn. Chết rồi. Mã túi hoa mà chị này không có số điện thoại. Chết gì, rồi. Gì? Đỗ từ túi rồi. Túi hoa hình như vẫn còn. Đỗ từ hả? Ờ, đỗ từ. Thôi bỏ cái phân đó nha. Chị đỗ từ ơi, em mất em cái gì chị yêu. Mấy bố chị đàn quá, thôi mà chị chết em luôn á. Em cho mấy chị coi cái đầm này nha. Cái đầm này em sale mấy chị 40 ngàn nha. Có cho bự quá. Em nhớ không? Nhớ không? À, cái này sale 40 ngàn. Sale 40 ngàn thôi nha mấy chị. 60kg, 65kg mặc vừa em xe chứ chị 40 ngàn thôi nha. Chị nào lấy thì bán em là mã 40 nha, 40 ngàn thôi nha. Nói chị tại vì không nó to quá, dạng vét lắm mấy chị nhưng mà không to quá. Mấy chị ơi, chị nào một đơn nhớ đủ hai đơn hàng giúp em nha. Không có mất công xài một đơn nha. 40, 65kg mặc vừa nha. 40, 65kg mặc vừa nha. Cái này là tốt, cái này chúng qua chị. Còn nếu mà một chị Nguyễn Thái Bảo này khách quen đúng không? Liền nha, tắt like em chết luôn nha các chị nha. Ơ chị Nguyễn Thái Bảo này khách quen đúng không? Đúng rồi, Nguyễn Thái Bảo khách quen. Nguyễn Thái Bảo với liền đúng không? Lào Cai thì vậy. 40k nè. Nguyễn Thái Bảo như chị đó. Nó cái mã bự bự đó, còn bằng dẻ, bởi dẻ mà bự quá. Có lấy sĩ của mình nữa. Hình như cái đó mặc ở trong á, Hồng ơi, Hồng đù ơi. Cái đầm mặc ở trong á, cái áo mặc ở ngoài á. Hồng đù ơi, thôi mở nó đi, lát nữa đó mặc sau ơi. Em thả quá. Trong ngồi kia mặc, trong ngồi kia mặc ngoài á. Em thì em thấy không lên có cái áo này. Ôi, đợi em tí qua mẫu. Chị Huệ Lê, chị Huệ Lê ơi, 170 mã túi 170 em hết mất tiêu rồi nha chị nha. Em chỉ còn mã túi hoa thôi nha. Em mua lâu lắm rồi chị. Áo sơ mi nha, áo sơ mi này em xem mấy chị 55 nghìn. Áo sơ mi đẹp không? Đen lắm, đẹp lắm. Trời giải cho đẹp quá, tại nó đẹp quá. Chị Nguyễn Lê Tường Vi lấy cái set đó bán cho chị. Cái set hồi nãy giá 50 luôn nha. Cái set này mới vừa dục qua. Mấy 50 nghìn. Chị Lê Nguyễn Tường Vi set con bé nó mới cầm, nó mới dục qua mà nó mặc lộn thì em để chị giá 50k luôn nha. Chị Lê Nguyễn Tường Vi nè.
Này 50k nè. Bác em làm mã sơ mi đen 55.000 nha. Sơ mi này vải rất là đẹp luôn á. Sơ mi đen 55.000 nha. Mua về đi làm mà rất là lịch sự. 55.000 quá rẻ. Mấy chị nhận cái sơ mi này á, mấy chị nhận cái sơ mi này rất là ưng luôn nha. 52 cái chị xuống với em nha. 52 cái chị xuống. Sơ mi đen nha. Vải đẹp cực kỳ luôn, không có bị nhăn luôn. 55k luôn. Sơ mi đen. Nhi, mã sơ mi đen 55.000. Túi hộp màu hồng nha mấy chị, mấy chị lấy comment cho em mã túi hộp nha. Mã túi hộp size 20 mấy chị nha, lấy comment cho em mã túi hộp nha. Mã túi hộp sơ mi với chị La Tiên nha. Mã túi hộp cho em nha, ở trong có một nhân to nha mấy chị. Mã túi hộp da bóng nha. Này La Tiên nè. Dục cái đó qua một bên đi nha. Mã túi hộp cho em nha. À. Chị ơi, túi hộp da bóng này đó, cái khung sai đi nha. Mặc kèm một cái áo dây ở trong cho em nha, mặc kèm một cái áo dây màu trắng ở trong cho em nha. Chị nào lấy cái set này báo em là mã set đen nha, sang cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Set đen này em bán mấy chị 55.000 nha. Chị nào lấy báo em là mã set đen nha. Mặc kèm một cái áo dây màu trắng ở trong cho em nha. Phần dưới này là giải von nha mấy chị. Phần dưới này là giải von nha. Cái quần này 55 cái giờ xuống mấy chị mặc được nha. Co giãn rất là tốt nha. 55 set này 55 cái mặc vừa nha. Set đen cho chị Quyên Nguyễn nha. 55.000. Có mấy set vậy? Một. À, một hả? Đầm này em xem mấy chị nha. Đầm này em xem mấy chị. Chị Hương, cô Hương Châu lấy cho cô cái túi vàng đi. Túi vàng là túi nào ta? Này hả? Ờ, à, không phải, không biết nữa. Cô Hương Châu có cái túi vàng nào đâu chị, cô ơi. Có túi vàng nữa. Cái này hả? Lấy cái mã này comment cho em là mã 150 nha. Mã 150 size 20 nha. 100.000 thôi. Cái đầm này 47kg trở xuống, cao trên 1m55 với em nha. Mình mặc cái đầm, cái áo dây này trong và cái đầm này ở ngoài nha. Cái áo dây trong và áo ren ở ngoài nha. Comment cho em là mã đầm 47 nha. Mã đầm 47 sale 60.000 nha. Vải rất là đẹp luôn nha. Mã đầm 47 sale 60.000 nha. 47kg trở xuống, cao trên 1m55 nha. Áo dây ở trong, áo dây ở trong và cái áo này ở ngoài rất là đẹp nha. Form form body rất là đẹp nha. Mã đầm 47 nha. Form form body rất là đẹp nha. Dễ nhiêu vậy? 60.000 có 3 set thì gì không? Tùng Anh. Chị Tùng Anh 47 nè. 3 set đó chị. Đầm 47 đó chị Tùng Anh nè. Giá 60k nè. Đầm đen là cái nào ta? Chị Việt Anh ơi, đầm đen là cái nào chị ơi? Mã đầm đó là mã đầm con bé nó mới vừa dơ lên là 47 á chị ơi. Xe nha, xe. Ừ, xe màu hồng cánh xe nó sống nó xe. Màu đó là Hương nó không thích. Màu trắng trắng màu xe. Ừ. Mới hồng màu xe. Xe cái đầm này em xe 55.000 nha chị. Nhưng mà màu đằng nó xấu lắm, dè lắm. Đằng sau có này nha, đằng sau có cái cột lắm. Nha. Ai đi mặc ngược. Hôm nay với nhà, mã cánh xe nha. Mã cánh xe này 55kg mặc vừa nha. Mã cánh xe 55kg mặc vừa nha. Cái ví này em bán 100.000 luôn nha. Ví này 100.000 luôn nha, có dây đeo luôn nha. Chị nào lấy comment em là mã ví trắng nha. Mã ví trắng nha, 100.000 thôi nha. Cầm tay cũng được nữa nha. Cầm tay cũng được nha. Chị Tắc Cô Cô nè, 55.000 đúng không? Xếp hồng đúng không? Ví trắng 100.000 nha. Xếp hồng 55k chị Tắc Cô Cô nè. Ví trắng mã ví trắng nha, 100.000. Size 18. Mã ví trắng cho chị La Tiên nè. Cái gì vậy? Ủa cái gì rớt ra vậy? Không biết nữa, trong cái dây cái đầm này đâu. Con phê đường vân nó dò cho. Đường vân nó dò cho. Chưa lên rồi. Không biết. Cái ông vân nó dò vô cái đầm này. Hình như nó trong cái này đúng không? Dạ. Phải hợp cái hai tí không?
đầm diện ba bi đo nha, đầm này bầu bì với 3 tháng mặc được dễ thương. Mã 50 nha, mã 50 đầm này bán 55.000 nha, mã 50 55.000 nha. Có ba lô nha chị Đỗ Từ ơi. Ba lô có nha, ba lô 120 thôi, để tiếp với lại cho coi. Mã 50 55.000 nha. 50 55.000 form này dưới 55 kg một người. Cô Hương Châu ơi, viết trắng hết luôn rồi cô Hương Châu ơi. Lát nữa còn con lại đưa cô nha. Ba lô nha. Lấy báo em là mã ba lô 120.000 nha. Lấy 50 thì tắt cô nè. Lấy báo em là mã ba lô nha 120.000. Mã ba lô nha có 120.000 thôi nha. Đầm em chị tắt cô 55.000. Nhưng cỡ ra được mà hỏi hỏi tháng lúc. Cái đó là vải chồng lên đầu. Vải từ dưới nó đỡ, nó đỡ mà. Mấy giờ về đó? Tối. Có làm xong nó về. Bây giờ cái này đặt trong mồm ngoài không thấy rồi. Có sự dâng lâu lâu qua cái thằng này. Cái gì một cái gì 120 vậy? À 120 là cái ba lô cho chị La Tiên. 120.000 đó nha chị. Ok. Mày có đi ba lô bình thường là em bán ở 150 hoặc là 140 nữa. Em còn ví cầm tay nha, mấy chị từ từ nha. Thấy đi xuống có dây thắt em mặc. Dạ rồi ok chị à. Tamana nha. Em mặc cho mấy chị coi con cái này nha. Chị cầm quyến dữ đơn rồi sao cứ dọn thấy cô rồi vậy ta. Thầy biết chị chắc đi bận. Mới đây rồi, mới dữ đơn chút nữa. Thì em thấy em nói gì thôi chứ em nói gì đâu trời. Comment cho em là mã đầm đen nha. Mã đầm đen này 55kg mặc vừa. Trời hôm bữa là em suy nghĩ dắt ống là trời ơi. Quá trời luôn. Đã đời không có gì. Đấy xem mà đặt 1 tiếng mấy không thèm xóa luôn á. 1.000 con người người ta vô ha ha. Tính kêu đầm 50, U50 hả? Tính kêu đầm 50 hả? Đầm U50 lần á. Đầm U50 là đầm nào? Ý là đầm U50 á. Đầm đen cho chị Nguyễn Phụng nha. Đầm đen này 50.000. 50k đúng không? Đầm đen 50.000. 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 Đầm đen áo nha, áo 50 nha, thằng em là mấy áo 50 nha, mấy áo 50. Từ từ. Áo 50 đúng không? Đẹp lắm, có một cái. Này em giao cho chị hả? Ừ. Áo cái chị Hiền Ngô nha, chị Hiền Ngô, chị có đủ 2 sản phẩm với em nha. Đẹp 100.000, thằng em giao là mã túi nha. Thằng em giao mã này là mã túi với chị nha. Chú Hà để nó tên thịt khô. Mã túi rất là đẹp luôn nha. Dây gà rất là đặc biệt nha, dây gà rất là đặc biệt. Cái khóa kéo này không có sợ bị xuất ra luôn. Thầm mấy em mã túi. Chị Ngân Trang ơi, bây giờ em mới thấy chị nè chị ơi. Một ngăn to và hai ngăn nhỏ, một ngăn nhỏ kéo nha. Mã túi nha. Mã túi này 100.000 thôi nha. Chia sẻ like cho em 7 lần cái trang hội chị nhóm. Túi em bán đồng giá 100.000 hết cho mấy chị luôn nha. Mình mặc kèm với đầm váy nha. Mở ra cho nó đi. Mở cái đó mở qua bên đi nha. Cái gì mà xanh lá chuối vậy? Cái nào xanh lá chuối đâu? Kìa. Người vậy. Sợ cái mà xanh chứ bà. Sợ trong hồn luôn á. Trời còn 2 xếp nữa, lần. Cái đó, cái còn 2 xếp lần nha. Đây nữa nè. Đây nha, đồng sơ mi đi nha. Đồng sơ mi này 55kg xuống ke trên là mấy 55kg mặt vừa nha. Đồng sơ mi rất là đẹp luôn á. Vải rất là đẹp. Em bé mấy gì cái đồng này 70.000 thôi nha. Đầm sơ mi 70.000 thôi nha. Lấy báo em là mã đầm sơ mi mấy chị nha. Chị ơi hôm nay em lái hết ngày hôm nay mai em chích đơn. Báo với em là mã đầm sơ mi nha, lai tới tối luôn. Đầm sơ mi. Cho cái túi. Đầm sơ mi nữa rồi. Đầm sơ mi mấy chị lấy mấy chị Giang xin số điện thoại nữa. Túi nha mấy chị, túi này mình cầm tay được luôn nha. 100.000 chị nào lấy báo em là mã này là mã 205 nha. Đầm sơ mi nha, mã là mã gì vậy? Mã đầm sơ mi. Mã đầm sơ mi cho chị Ngân Trang nha. Mã đầm sơ mi 75.000. Mã đầm sơ mi 75.000 cho chị Ngân Trang nha. Túi này mình có dây kéo được luôn. Chị Ngân Trang, chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Có dây cho em được luôn nha.
thì mình cầm về vẫn đẹp nha. Size này là tầm size 20-22 nha mấy chị. Chị nào lấy báo em làm mã một 205 nha. Túi 205. Mã 205 đúng không? 205 mới chị ơi. Anh ăn nhiều ghê luôn á, anh Duy ăn từ trưa tới giờ luôn á. Cò bữa ông Hồng đem lên ngon quá. Trời ơi, thứ hai nấu gì nữa. Thôi đừng nói chứ hẳn ra em không ăn. Mời lên với thứ hai cho thịt bò. Khỏi nói cũng cho thịt bò. Không bò, khỏi nói. Má, cho ăn thịt bò mà nó không nói mà. Nói nó bị khùng. Đây không biết thịt bò. Hôm nay anh kêu ba con làm mà mắm thuốc luôn. Nhắm gì tại trời mưa à. Không biết nói nhưng mà chị Lan ăn quỷ. Chị Lan ăn quỷ. Em xin số điện thoại chị Lan Tiên ơi. Chứ không phải là em không muốn nhường đâu. Chị ta với mày dắt tay nhau đi về luôn không? Rút nữa nè. Mắm nước chấm thịt bò. Chị ơi không phải là hàng cũ đó nha. Em bảo đảm với chị luôn nha. Hay là mày ngồi ăn mắm nước không cho ngồi ăn thịt bò. Điền. Đẹp quá vậy. Thương quá trời luôn á. Sắp tới lễ em mấy chị mua mấy cái đầm sạch sở nha. Rất là đẹp. Quá rẻ luôn, cái đầm này mấy chị 75.000. Chị nào lấy báo em là mã ren trắng nha. Mã ren trắng 75.000 nha. Mã ren trắng đi mấy chị ơi. Ren trắng 75.000 thôi nha. Túi khóa này chị nào lấy báo em nha. Sen cực kỳ luôn nha mấy chị. Túi này sen cực kỳ luôn nha. Chị nào lấy báo em là mã túi nâu nha. Mã túi nâu cho em nha. Túi nâu 100.000 luôn nha. Size này là size 18 chị nha. Mà túi nâu size 18 còn đó, cũng hết. Xếp 85.000 nha. Xếp 85.000 nha. Nay hầu mẫu em đã bỏ ăn lỡ. Ren trắng cho chị La Tiên nha. Mệt mỏi quá rồi, ăn không biết à. Chị nào lấy chị ơi, một xẹt 17 hồng lạc nha. Chị nào lấy ba em là má xếp nha mình. Chị Mai Thọ cho xếp nè. Mấy chị ơi, mấy chị lấy mấy chị phải cho em xin số điện thoại em mới chốt đơn được nha. Trời ơi. Mai Thọ cho một xếp 85 nè. Với lại đây chị nha. Tùng Anh. Dì mắc dây cho em nha. Má xếp nha. Xếp 75 nghìn. Đẹp lắm. Xếp này em bán nhiều rồi mấy chị. Xếp này nó về nhiều hơn mấy cái mẫu khác. Phi bóng mấy chị nha, phi bóng viền ren nha, áo là giải voan cho em nha. Giang ơi, cái nào nó không lai được, Giang cứ bỏ bao đi. Hỏng vần cũng đang không lai được là bây giờ là trên bảng. Chị ơi, xếp đen hết rồi chị ơi. Thiệt mà cái này cũng không có gì. Tùng Anh này là cọc kẹt hình hương nhiều lắm rồi đó. Lấy lát nữa thôi chị Tùng Anh cặp. Biết sao không, Vân nó đang mê đi Đà Lạt để điện thoại nói bà Trần Hồng. Trời ơi, em mới nói là, em chị nói là nhiều người lắm là đi Đà Lạt thôi mà ngộ thì trước mọi người xong cứ xin bạc. Đó nha chị Tùng Anh ơi, hồi nãy em có chốt của chị á. Đó, chốt mã rồi. Xếp hồng nha, mã xếp hồng 85.000. Cho em đi. Xếp hồng cho chị Việt Anh nha. Và cái này rất là đẹp mấy chị nha, rất là đẹp nha. 100.000 luôn, chị nào lấy báo em là mã túi mà, mã túi nha. Mã này dạ rồi, ok chị nha. Tùng Anh nha. Ê, mã xếp hồng nó nhiêu vậy? 85.000. 85k cho chị Việt Anh nè. 55k mã túi cho em nha. Chị Việt Anh nè. Mã túi rất là đẹp luôn, chị nào không lấy là tiếc nha. Mã túi 100.000 thôi nha. Đầm trung niên khoan cực kỳ sang mấy chị nhà. Cái đầm này bữa tôi lấy cho mẹ mà vừa quên lấy luôn. Mã túi chị tắt cô nha. Tại cái bà chị đó. Chị túi. Tại cái bà. Vợ lấy đồ muộn. Ở nhà cũ vậy. Vợ đâu có về đâu lấy. Thấy không? Không, mẹ mà không có vừa. Mã đầm trung niên á.
sale 50 cho Hương. Rất là đẹp nha mấy chị. Sale giúp em là mã đầm trung niên. Đầm trung niên cực kỳ sale luôn nha. Comment cho em mã đầm trung niên sale mấy chị 50.000, 55kg vừa. 50.000 mã đầm trung niên cho em nha. 50.000 mã đầm trung niên nha. Đầm trung niên cho chị Hiền Ngô nha. Cái đầm đen ở ngoài, cái mã xanh rêu hồi nãy còn mà chị còn nhớ. Mà cái đầm đen này không là đã đẹp rồi nha. Hiền Ngô là đầm trung niên. Hôm nay cho em mã này là mã 85 mấy chị nha. Mã 85 này em vẫn 85k đúng không? 85.000 luôn. Kệ đi nó đi chị em. Đầm đen được luôn nha. Đưa nó đi. Cái đầm đen không là đã đẹp rồi nha. Cái đầm này rất là đẹp luôn nha. Còn sót một cái nè chị, nó không thấy. Hiền Vân có đúng không? Không không. Cái thứ hai. Trời ơi, cũng vẫn đúng. 2 giây cho. Lý do chị. Mình đừng có ngồi chạy. Mã 85 chứ ngoài để dành cho miệng kỳ lắm. Mã 85. 2 giây luôn nha mấy chị. Mà cái này cái hai ngăn ở trong, hai mã 85 chị Quyên Nguyễn nha. Hai ngăn ở trong. Cái form rất là cứng cáp mấy chị nha. Chị nào lấy cái túi này báo cho em là mã 100 nha, 100.000, 2 giây trong nha. Chị nào muốn mắc dây nào cũng mắc nha. 2 giây rất là đẹp nha. Mã túi 100.000 giúp em nha. Comment cho em mã 100 nha. Mã 85 cho chị Quyên Nguyễn nè. Ôi trời, tới đồ đèn luôn sao chị. Thế thì cái này chắc phải chết luôn. Còn cái mã thì là mã gì vậy? Mã từ ở đâu vậy? Mã 100. Mã 100 đúng không? Dạ. Mã 100, 100k cái túi đúng không? Bỏ vô đàng hoàng ngoài lấy không ngoài lấy rồi lại quên vậy. Đụm lại bỏ vô luôn. Cái này rất là đẹp, cái này có 2 triệu cá lên mấy vậy. Chị Hà Sĩ á, chị phải ghi ơi ghi vô con hết chị Hà. Hà Sĩ vô hôm nay. Qua con nít tìm em. Dễ vô anh, form rất là đẹp mấy chị nha. Form rất là đẹp, có tia kéo đằng sau nha. 52kg giữ xuống mặt vừa với em. Cái này là 52 cao trên 1m55 là mặt vừa nha. 52kg mặt vừa nha. Chị nào lấy bầm này báo em là mã đầm hoa nha. Mã đầm hoa cho em nha, 85.000. Mã đầm hoa cho em nha, 85.000. Tay rất là dễ thương. Dạ rồi em nhớ báo số ký mà chị yên tâm nha. Đầm hoa đúng không? Đầm hoa cho chị Nam, đầm hoa chị Nam Phương Ruby nha. Túi chống màu hồng nha mấy chị, túi hộp màu hồng nha. Chị nào lấy với em là mã túi hộp 100.000 nha. Vậy hả? Mã túi hộp 100.000. Đầm hoa giá 85 nè. Không không không. Đầm hoa cho chị Nam Phương Ruby nè. Hỏi gì em, hỏi theo. Em không muốn xả chị nào đâu, em mới chị xả mấy chị em buồn lắm. Chị đủ đơn hàng để nó rơm lên đầu. Nó rơm rơm nghe nhức đầu. Chị ơi, túi hộp màu hồng nó đẹp nha, không chị nào lấy là tiếc nha. Đóng một màu đen chẳng cái. Dạ. Em cái này dạng dây chứ là nó đàn ông đúng không? Hàng sĩ đúng không? Ta đặt em gọi điện thoại thử anh. Thôi gọi. Để Hưng xin chiếc điện thoại cho em gọi thử. Mày là con nào? Tự nhiên thích Hương cái gọi gặp ông đó. Tại sao? Sợ bé cắp chứ sao? Năm mươi ký chạy xuống với chị mặc vừa nha. Vải rất là đẹp nha, cái vần, cái vân của nó rất là đẹp nha. Thầm mê cho em là mã set đen 85.000 nha. Mã set đen 85.000 nha. Túi này có dây luôn nha mấy chị. Mã set đen cho em nha. Set đen cho chị Cúc Cúc nè. Mã túi sáng nha. Mã sáng nha. Mã túi sáng là 100 nha mấy chị nha. 100.000 thôi, có dây luôn nha. Dây bỏ bao nhiêu bảo bây giờ? Thì bỏ 1 triệu mấy á. Cúc 1.215.000. Cái vải rất là đẹp. Chị có đơn của chị chuyên gia nha. Hương bảo Hương để như tiền xé đồng mối rồi. Để như miếng xé rồi. 1.215.000. Hương đang ở trên đây mà. Có tiền bỏ vào đâu? Ủa? Mình đã ở đâu? À em có túi sáng cho chị Nguyễn Phượng nha.
giá chỉ có 100k thôi nha chị nha. Chị chia sẻ giúp em nha, chia sẻ giúp em 7 Nguyễn Phương nhé, Nguyễn Phương nhé nha, vâng nha. Nãy giờ có Nguyễn Phương chưa? Chị ơi, chị cho em số điện thoại đổi nào đi chị ơi. Làm này em xem với chị 55.000 nha, chị nào lấy bác em là mã 55 nha. Chị Nguyễn Phương ơi, lấy bác em là mã 55 nha. Sale 55k đúng không? Đầm 32 kiếm được xuống thôi nha mấy chị. Từ từ nha Giang. Chị sao? Để xin số điện thoại đổi đầu. Căng cho thân mẹ. Đồng đồng 55 cho chị, 55 đúng không? Đồng 55 đúng không? Cho chị Hiền Ngô nha. Có ăn được cái cục bông mà nó quên con nhỏ. Cái zoom này rất là đẹp mấy chị nha, cái zoom này cực kỳ đẹp luôn nha. Đang like còn gọi nữa chừng nó tắt thông báo đi. Tắt thông báo. Tắt thông báo đến khi tôi bật lại. Mà làm bậy gọi còn có lý, chưa có làm cái gì nữa mà. Giống như là dùng tiền đến nơi. Nè. Đó đẹp quá nha. Không có zoom đâu chị ơi. Cái này là zoom nè. Chị nào lấy báo em mà này là chị ơi, chị La Tiên ơi, nó bị lẻ mẫu nên em mới dạy á chị ơi. Chị Tam Anna nha, đầm hoa chị Tam Anna. Giá như vậy 85.000. Chị Tam Anna nha. Đẹp quá. 55 đi chứ mặc rồi, 55 rồi. Phú Quốc 26. Ừ. Mai đi Phú Quốc hả? Ừ đi đi. Thì sao? Đồ mà cô cho đi rồi, xuống rồi cho đi. Mà đi Phú Quốc sẽ bị bán qua Cam. Đúng rồi, Cam cũng chia Thái Lan ra gần gần luôn á. Nó chút hút trong cái trả lên ngành hào, nó cho đi ghe qua bên kia bệnh Cam. Nguyễn Phương đúng rồi chị. Nguyễn Phương khác, Nguyễn Phương khác, thấy hai số điện thoại khác nhau không? Nguyễn Phương ở đâu mà tư mà chưa qua làm rồi biết hả? Chị em mình đi Phú Quốc mình có mua cái gì không? Chị biết không, anh mua gì à? Em đang được lương nhiều. Mua hải sản về, được ba. Lương có 1.3 chắc em ở khách sạn được có khoảng chừng 3-4 ngày à. Chứ em không được ăn gì luôn á, tại vì ngoài đó mắc lắm. Nó tư về rồi, mà nó lo hết mà. Đâu có tốn gì đâu. Bao hết rồi mà, còn lại chị bán hả? Đầm hoa. Bao nãy. Cái gì chị Nguyễn Phượng ơi, em không hiểu chị ơi. Em không hiểu ý chị nói chị ơi. Đây nha mấy chị, mặc khỏi ngực như vậy nữa. Chị nào có chết rồi, cái đang dây đâu. Cái dây đâu. Trong cái bình không có hả? Có đan dây không? Vậy mở ra đi, mở ra đi. Mất cái đan dây mở ra đi. Tí tìm lại. Cho hở ngực thì được bà. Làm sao hở ngực vậy được? Thế cho có ghê đi mặt đó. Nhưng mà nó có mấy cái viền nó lại làm gì? Tí nữa đi em quay lại mấy chị nha. Tí không có dây em quay lại nha. Cái nào mà đẹp quá Giang. Đẹp quá trời. Giang mặt đi Giang. Khỏi dây. Mặt hở ngực như nói vậy. Để riêng lấy cái tiền dây bỏ vô. Đầm hoa đó em, nó bị mất dây rồi đó chị ơi. Nói số ký mới mua được. Dạ, à em có nói mà dạ. Chị ơi. Ủa nãy lên rồi mà Giang. Đầm hoa anh còn cái nữa hả? Đó 55k em lấy nữa được nha. Xem yếm nha. Cái yếm thì 55kg mặc vừa nha, áo này mình tách ra mình mặc lẻ cũng được. Cái yếm mình mặc với áo dây trắng hoặc áo nào cũng được. Đẹp quá Giang. Cái này nãy áo khác có đẹp quá Giang. Bán lên đi 100.000. Thôi mấy em mở set yếm nha. Mở set yếm này 85.000 nha. Set yếm 85.000 mấy chị nha. Đẹp. Ừ, mặc tí 100.000. Set yếm. Set yếm cho chị đổi chút nha. 55kg mặc vừa 85.000. Sao? Thôi để lên đi. Cái đó đẹp mà, 85k đúng không? Để mấy 100.000 đi. Nè, xếp yến nha. Xếp yến thì đổ chút á, 85k. Dễ thương lắm. Ừ, có bo nha em nói nha. Ôm
vô form rất là đẹp luôn. Cái set này 55kg mặc vừa, form rất là đẹp luôn nha mấy chị nha. Có bo chân nha, bo chân với bo tay luôn á. Bảy thun cô tông nha. Set yếm em hết rồi chị Nguyễn Phượng ơi. Em bán 85.000. Mỗi thứ chỉ có một cái thôi hả? Chị nào lấy báo em là mã set đen 85 nha. Set đen 85 có cái dốc cờ luôn nha, rất là đẹp nha. Mã set đen 85 cho em nha. Có bo chân qua tay nha. Có bo chân qua tay nha mấy chị, form rất là đẹp nha. 55 cái chị xuống mặt vừa nha. Mã set đen cho em nha. 55 cái mặt vừa, mã set đen giùm em đi chị ơi, đúng mã giúp em nha. Set đen 85.000, 55 cái. Ok chị mang cho ông nha. Mà người da hơn mà không có đơn nè. Thôi chắc là đẹp, không trộm rồi. Túi nha mấy chị, cái túi rất là dễ thương nha. Họa tiết hoạt hình rất là đẹp nha. Đây nha, ở trong có 3 set đen chị ta mang nha. Dễ như vậy. 85.000, chị nào lấy báo em nha. Cái đó chị... sale cho Hương cái đó luôn. Túi hả? Ừ. 85k. Sao thì chị sale cho hết trong túi luôn. 120.000 vậy. 90. Em sale cái túi này 90.000, mấy chị lấy comment cho em mã 90 nha. Ừ. Đen nó 85k đúng không? Đen 85. Ủa chị, mình trừ hết rồi đó, mình tiếp tục là từ đâu đi. Có dây luôn nha mấy chị, về mắc dây vô cho em nha. Em sale cái này 90.000, chị nào lấy báo em là mã 90 nha. Dạ rồi, ok chị nha, chị mai hỏi cho ơi, em còn cái set ý này em để cho chị nha. Thì bỏ dây mình cái màu đó. Nó khó khó lộn. Bỏ dây nó mặc lộn. Chị Tamana ơi, em không có hiểu chị ơi. Em bỏ làm giùm cho nó là cái nào ta? Để cho tôi không miệng ngoài. Em bỏ làm giùm nó chả biết cái làm giùm nào. Lấy cái set yếm nó bỏ cho luôn đi. Áo khoác nha mấy chị, áo khoác 50.000 nha. Chị nào lấy báo em là mã khoác 50 nha. Mã khoác 50 nha. Mã khoác 50 cho em nha. Mã khoác 50 mấy chị nha. À bỏ cái đầm hoa giùm Hương ơi, Tamana bỏ cái đầm hoa ra giùm Hương. Chị để Hương đánh sai chính tạ không là sao bên em hiểu chị. Nè lại lại đi Hồng, coi chị nào chốt. Cái giùm này đẹp quá trời, nãy quá trời chị chốt luôn. Khoác hồng cho chị Phan Thu nha. Cái giùm này rất là đẹp nha, hồi nãy chị đang mà chốt không được á. Bây giờ mình chốt lại giúp em là mã giùm hoa nha. 50k nè. Giùm hoa 85.000 mấy chị nha. Chị nào mà nãy chốt không được giờ mình chốt lại cho em mã dung hoa nha. HL rất là đẹp nha, mã dung hoa 85.000 nha. Tay lê rất là đẹp nha, chị nào mà chốt không được thì mình chốt lại nha. Dung hoa. Mã dung hoa mấy chị ơi. Ừ, Phan Thu, chị Phan Thu. Phan Thu được ha, Thu. Dung hoa cho chị Lê Nguyễn Tường Vi nha. Cái này có tia kéo ở đằng sau nha mấy chị, có tia kéo nha. Cái đầm này rất là đẹp nha, 85.000 luôn nha. Chị nào lấy báo em là mã 85 nha. Có tia kéo không phơm rất là đẹp nha. Chị nào chuẩn bị đi du lịch thì lấy nha. Mấy chị ơi, mấy chị lấy, mấy chị muốn chốt đơn hàng mấy chị cho em cả số điện thoại nha. Để em chốt đơn cho nó dễ nha. Chứ không có số điện thoại bên em không có chốt đơn được luôn á. Mã 85 nha, 55kg vừa. Em bóp luôn đi các chị ơi, 55kg vừa nha. Rồi ăn lớp cứ trong lũ kìa mày. Nó có trôi vô nhà hàng luôn. Trời ơi, sao mà đám cưới. Mã gì vậy? Mã 85. Mã 85 chị Cúc Cúc nha. 85 nha. Đó, quỷ bên trận đầu cũng đang hết gọi đầu. Ờ thì con mẹ không quá lắm. Con bức xíu. Lầy giá mang. Comment cho em là mã trắng 55kg vừa nha. Mã trắng nha, 55kg vừa nha. Mã trắng này bán mấy chị 60.000 thôi nha. Mã trắng rất là đẹp nha. Có 2 túi hai bên nha. 2 túi hai bên mấy chị nha, 60.000 cho em nha. Chị nào lấy cái túi này comment cho em là mã 120 nha. Vâng, chị đó chị hỏi em là ai vậy kìa. Ai ai chị nào hỏi? Tắt mã 120. Chị chơi đi vậy, tới lúc em Kim Giang. Mấy cái đầm. Mã đầm là gì vậy? Mã trắng đúng không? Đầm là mã trắng vậy. Mã trắng đó chị Phan Thu nha. Cái đầm này túi đẹp đúng không? Vậy. Mã túi là mã 120 100.000. Dễ kêu vậy. 80. 60.000. 60k.
đầm chung ni nha. Đầm chung ni. Đầm chung ni mấy chị nha. Comment cho em mã đầm chung ni 55 kg vừa nha. Dân ơi để Hương like xong rồi mình uống trà sữa ha. Mã đầm chung ni 55 kg okay, vừa nha. Đầm chung ni 55 kg. Đầm chung ni em xem mấy chị 60.000 thôi đẹp ha. Ok, lát bán cho chị nha. Đầm chung ni 55 kg vừa 60.000 nha. Chọc thì không chọc. Ôi mệt quá, sao Hương thích em chọc chú hai vậy? Tại vì Hương thấy ông chửi cái phùn cười. Vui quá à. Hương cứ thích em chọc chú hai nha, chú hai chửi thôi Hương ngồi Hương cười. Thiệt luôn á, Hương vậy phải là tạm nghiệp á Hương. Comment cho em là mã vàng nha, vàng giấu quần mấy chị nha, vàng giấu quần em xem mấy chị 60.000 nha. Chị nào lấy comment mấy chị ơi, mấy chị lấy, mấy chị lấy cho em xin số điện thoại nha, không có số điện thoại đấy, không có chút đơn rồi đâu nha. Vàng nha chị Quyên Nguyễn nha, giá như vậy 60.000 thôi. Dạ có nha chị nha. Vàng. Vàng. Sao tôi lên mặt chị Quyên Nguyễn. Dạ bỏ cái đó này không có lời luôn quá à. Dạ ơi. Thôi. Còn có nói chuyện gì nữa. Cái gì đâu. Cái màu xanh nó nổi quá à. Em xe cái xanh này 40.000 nha. Chị nào lấy comment cho em là mã sale nha. Sale 40.000 thôi nha. Vải thì đẹp á. Vải đẹp lắm nhưng mà cái màu nó hơi vậy đó. Em có phải không em. Vải thì đẹp là mã xanh đẹp. Mã sale 40 nha. Lấy giùm em đi mấy chị. Đầm trắng này dễ thương cực kỳ luôn. Mấy chị ơi, mã hàng kèm số điện thoại đi, em dễ chốt đơn nha. Chứ đừng cho số điện thoại ở trên và mã hàng ở trên nữa rồi em chịu luôn á. Ở Trần Đức chị. Cái này ôm vào đây nha mấy chị, 52 chứ mà vừa. Vừa với hôn với bụng mà nó nhỏ. Mừng ơi em mặc đi cho nó. Tại em mập chứ mà nó nhỏ. Em mặc cho nó rất dễ luôn. Em mới đi rồi cái đầm cánh nha. Anh đừng có lẽ cái gì. Tưởng sao ta đầm body hình đầm cánh dê. Tại vì kéo không cho nó kéo không lên cho nó cái đầm cánh dê. À giống vậy nè. Cái gì vậy? Đầm trắng nha, đầm trắng 85.000 đẹp lắm nha mấy chị. Đầm trắng cho chị Nam Phương Ruby nha. 85.000 có túi luôn nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái này cái đầm ở dưới này cái áo mà cái tùng ở ngoài hay cái tùng ở ngoài. Dạ mặc áo trước trong. À. Còn cái gì mà nhiều dữ nè. Chị cái tùng ở trong màu đó màu, màu trung niên hả? Để em biết nó là cái gì. Nó cái form này là form rộng lắm chị. Nhưng mà cái bông với cái vải nhìn sang ha. Ờ bông vải nhìn đẹp. Cái đó vải ở phi bóng. Phi bóng. Mát lạnh nè, mát rượi luôn á. Đọc số ký đi không chốt lại. À đọc số đi chị không chốt lại. Thương cái bài kim da này. Này là đọc số à, đọc mã số à. Ừ. Rồi ok luôn. Đọc số thì chị chốt không lại. Thì muốn có nhiều người chốt chốt quả cũng được, nhiều người chốt không xả. Không biết là mày học vô cái bút rồi về. Lụm về mang trăm. Lụm cục gì bán biển chị cái này em kéo không được. Chạy ra á. Biển dần dần nên ăn dung giống như đi. Đúng không? Chuẩn bị nam sĩ đi taxi. Nó xấu không biển nam dung xíu. Xe với chị cái này 50.000 nha. Sao? À mẹ chị mã 50 nha, mã 50 xem 50.000 nha. Cái này sợ cái mỡ có bị mấy sao. Đây nè, trời ơi. Cái form nó rộng nha, 55 kg vừa với chị nha. Áo này gì mình lấy mặc lẻ cũng được. Cái áo 50.000 là đủ tiền cái áo nha. Còn cái chiếc váy thích thì mình cũng có tiền nha. Đẹp chụp hình nữa, đi lên nhà hàng. Không có tiền. Năm mươi mã 50 đi, mã 60 là nào vậy? Cái này không phải trong cái đó. Mã 50. Mã 50 chị Phi Phi nha, 50k luôn nha. Chị em hay đầu tám trăm mấy, taxi đi về chịu mấy. Đây nha mấy chị, túi nha, thằng lên cái đầm là túi đồng. Hồng nha. Túi hồng, cái sáng hồi nãy mà chị như cái hình đau hồng nha. Cái đó chưa báo. Chắc ngay là giữa Campuchia và Biên Giới. Không, cái chất của em là BG chứ. Đập xong cái đi vừa luôn. Một đi không chơi lại. Ờ, nhiều con BG làm một tí có mấy chục nghìn, gian làm một tí mấy trăm nghìn. Đi xa. Cái đó gọi là BG. Đúng không? Cái đó gọi là BG. BG event là đúng không? Tùy theo chất BG giá cao chịu nhận. BG event à. BG. Túi hồng với em nha mấy chị nha. Cầm mấy em là túi hồng nha. Hai con ngồi sau sàn mà thấy cái cảnh nè. Đâu có vậy em đề BG gì đó. Dạ đó cũng xe máy. Đi tới nhà tù Phú Quốc. Mình vô chồng. Đi lên xíu. Nhìn bên tay phải có cái đường. Tết túi hồng nha. 100.000. Vô hỏi ta phải sao đâu ta chỉ.
bằng vàng phải da lộn nha mấy chị nha, cái này da lộn đẹp, mình cầm tay nha, mình cầm tay phải đúng đẹp, có giọng cái này có kia người nước ngoài không? Ừ, nó có cái bãi là bãi đẹp lắm, đẹp lắm. Sao nhà là phù phù á, đi xuống 20 cây số nữa, 20-30 cây số nữa tới cái bãi tắm, chạy lên đó chắc thêm 10 cây chứ em không có được đi đâu, không có thời gian nữa. Sáng có tôi em về đến đó làm lại. Ơi kéo cái bên kia lên đàng hoàng rồi nó kéo đi luôn. Rồi ra Dương Đông chơi luôn xuống đi. Vậy đi chơi gì cho mấy chị thấy form rồi 50 ký chạy xuống giúp em nha. À cái này nãy có bé một cái xếp trắng đó. Xếp trắng nha, không cái gì mà xếp trắng nha. Tám năm nghìn. Ê, em nhỏ hơn chứ em đi vô được rồi. Mã xếp trắng 85.000. Rồi xếp đó xinh không? Xếp trắng 85.000 không giờ bánh chén không được. Anh Di cái bánh chén nó chuyển màu á, anh Di bánh chén dở quá thằng Huy, nó đổi màu rồi, nó đổi bánh thành màu đen đen rồi. Xếp trắng cái chị Quy Nguyễn nha, 85.000. Quên cái tự nhiên cái bánh chén cái chị Quy Nguyễn. Bánh chén gì Quy Nguyễn không bữa trương à, con muốn ba cho ba với bao nhiêu giờ đứa cái mỗi đứa cái mỗi đứa cái quên mẹ đi mỗi đứa cái nhưng xây được rồi. Túi này rất là xinh mấy chị nha, cái túi này rất là xinh, em xem mấy chị 100.000 nha. Ở trong có một cái túi nhỏ trong luôn. Trời nha. Trời anh đi biết trước là gì. Thằng em cho em là mã lấp lánh nha, mã lấp lánh nha. Mã lấp lánh nha mấy chị, có một cái túi nhỏ ở trong lấp lánh rất là đẹp nha. Mã lấp lánh cho em nha. Thịt muối cho nó. Đằng sau ghế cũng vâng có cái túi rồi. Không không có cái gì đây chứ. Chắc thằng Di nó thấy nó ăn dục mẹ đâu quá. Mã lấp lánh cho em nha. Mã lấp lánh 100.000. Anh biết chắc mình xem chung kết ở Thái Lan đúng không Di? Anh Di biết trước là 3-0 luôn á. Anh Di biết Việt Nam để với Philippines là 2-0 luôn á. Bữa đó đi bảo xin đi đấy. Chung kết mới bảo hay là khi nào bảo rồi anh Di? Trời ơi, thắng đi, thắng đi là bảo được rồi. Khi nào thắng vậy? Khi nào đá đi thắng. Khi nào đá vậy? Coi thì đéo đứa nào coi. Mà cứ vậy bữa đó là tôi thấy coi rồi đó mà tức quá đi về. Ơi còn cái áo ngoài nữa không? Tháng 12 rồi. 2 tháng 12 là đã được đi rồi. Đi Philippines rồi. Dán gắn ngồn gắn minh mê mấy cái túi mà dán gắn dây cho nó đi. Em lấy gì đang hết rồi không? Cứ ngồi minh mê hoài à. Tối qua anh có giục cái bịch nào ngay sau cái ghế này không? Comment cho em là mã lưới nha, mã lưới này em lấy cái chữ 65.000, mã lưới 65.000. Vừa nói vậy đó. Comment nha mã lưới nha. Mấy chị ơi, xong còn rất là nhiều chị chưa đủ đơn hàng, đủ cho em với chị ơi. Em yêu mấy chị lắm. Mặc đồ vô đeo lên. Mã lưới chị cút cút nha. Trời ơi, anh mới có anh chán, còn đúng anh chán rồi. Comment chưa? Nè, cút cút nè. Cái lưới đó mùa cái kiểu. Mã lưới. Tay nó còn mặn nữa chứ. Chết quá. Đầm này bao nhiêu ký nè? Giá 50 thôi. Ôm body nha. Túi 100 nha mấy chị, lấy comment cho em là mã túi nha, đầm ôm body. Đằng sau có tia kéo nha, 48 ký trở xuống rồi nha mấy chị, mặc đâu vừa. 48 ký trở xuống rồi nha, cao trên 1m55 nha. 50.000 thôi nha. Hai túi hai bên mấy chị nha, comment cho em là mã đầm, mã đen nha. Mã đen nha, túi 100.000 rất là đẹp, cái túi này da rất là cứng cáp luôn nha. Chị nào lấy túi bá cho em là mã 120 nha. Túi bá em là mã 120 cái túi nha. Túi bá em là mã 120 nha. Đầm bá em là mã đầm đen nha, đầm đen 50.000 thôi nha mấy chị, 48 ký trở xuống thôi nha. Đầm đen 50.000, 48 ký trở xuống nha. Cái gì? Đen 50.000, mã đồng đen. Xếp này 50 ký trở xuống, cao 1m55 với em nha. 50 ký trở xuống, cao 1m55 với em nha. Mã túi chị Huệ Lê ơi, chị Huệ Lê mọi mã túi 120, chị Huệ Lê, chị Huệ Lê cho em xin số điện thoại nha. Đừng mất thời gian luôn nha chị ơi. Chị Huệ Lê cho em xin số điện thoại luôn nha. Cái gì xét nó xét gì vậy? Mã kêu mã đúng không? Chắc có gì kìa.
Nãy nó mặc vừa, thôi giờ mặc không vừa, không hiểu luôn á. Vừa, xáo lộn. Một cái màu da, một cái màu kem nha Hồng. Đi cuốn hút mua hoài vậy nha nha. Comment cho em là mã kem nha, mã kem này tiền. Mã kem này 80.000 nha, mã kem 80.000. Ờ, rồi nó chiên rồi hút lố á. Mã kem 80.000 nha. Bán rẻ. Ờ, mua thuốc nốt nha, mua 5 6 kg gì. Không hủ đoán hủ. Giờ mấy bài thì Mấy bài. Mã kem đi chị Cúc Cúc nè. Chị Huệ Lê ơi, chị cho em xin số điện thoại bên em mấy chút đơn nha. Nó có bán trái đâu. Nó đúng không? Nó có bán trái mà mua hoài. Ê, có màu màu kem là có màu gì màu này chứ họ tí nó khác. Đi che à. Nó có cái y chang. Nó có cái bì bì ở dưới cái đáy của cái ống quần. Nó đẹp hơn tí nha. Mã này hồi trước là có 80.000 thôi chị. 80 hả Giang, sửa lên Dương Hương nha. Mã này 85 nha. Màu này là màu kem, màu da nha. Comment cho em mã màu da nha, mã da nha. Mã da 85.000. Nè, chị Huệ Lê nè. Má da. Túi sách. Em giống như cái đó luôn nha, mấy dẻ giống như cái chú luôn nha, 85.000 cho em nha. Má da 85.000. Má da 85 đúng không? Má da hả? Má da chị Hiền đổ nha, chị Hiền đổ, chị cố gắng đủ hai đơn hàng giúp em nha. Ở đó đi ăn ký đi còn một cái chiều đi chụp hình về đấy đi ăn ký rồi bảo chiều đi là đi tới sân 300 bao ăn nên thì bao đẹp rủ tụi nó đi buổi tối á 5 giờ chiều á nó tới nó rước em, nó chỉ đưa ngay vào tàu xong rồi lúc em đi về nó chở em tới đăng ký tour không phải đi chơi đâu đi câu mực có 300 có 300 mà cũng đẹp bao ăn ra đó chụp hình. Ủa 300 bao ăn mực luôn hả? Không có ai bao không mực, chừng nào tao được mà tối. Là ăn cái gì? Ăn dạ tàu. Rồi, dạ rồi, chị từ từ chị ơi, lấy túi thêm đi mới được. Đúng đẹp dạ. Comment cho em mấy cái khô cẩm nha. Đợt nào xài lát bảo chị ơi đi, chắc bảo. Chị Huệ Lê ơi, lát ở bên em kiếm đơn, bên em cũng chụp đại túi với chị rồi nha. Mã xét khô cẩm nha, mã xét khô cẩm nha. Khô cẩm với chị Quyên Nguyễn luôn nha. Như vậy 85.000, 55 cái gì xuống vừa. Xét mã kim tuyến cho em nha, mã kim tuyến có một cái túi kim tuyến ở trong luôn nha. Mã kim tuyến cho em nha, 100.000 mấy chị nha, mã kim tuyến 100.000. Cái đó là quần ấy chị ơi. Đầm. Cái đó đầm hay quần? Đầm là đầm. À đầm hả? Kim vậy đúng không? Có quần trong không? Không. Đẹp quá. Đợt nào ở Sài Gòn bão nên em sẽ đi tránh bão. Cái gì chị? Quyền Nguyễn mới rồi chị. Hiền đỏ chứ. Cái gì? Cái gì? Quyền Nguyễn gì? Quyên Nguyễn quên. Đây là trên bè Quyên giải là trời. Ôm body 55 kg giờ xuống mặt vừa giúp em nha. 55 kg giờ xuống mặt vừa nha mấy chị. 85.000 nha chị nào lấy báo em mới là mã trắng đen nha. Mã trắng đen túi màu tím mấy chị nha. Túi màu tím họ tím là đẹp nha. Sale mấy chị 100.000 luôn nha. Túi màu tím mà xíu không sợ. Ở trong nha mấy chị, ở trong hai ngăn to và rất là nhiều ngăn nhỏ, ngăn nhỏ có kéo luôn nha. Ở trong rất là đẹp luôn nha, túi màu tím cho em nha. Vâng ơi, đi lại cho em xin một miếng quy nó mà làm lại thôi. 85 hả? Dạ. Comment cho em là mã túi tím nha, mã túi tím này không có dây đâu mấy chị. Trắng đen là nào vậy? Là mã nào nè? 85.000, trắng đen là em đem. Trắng đen nha chị Phi Phi nè. Túi tím này không có dây em xem, không có dây em xem mấy chị, 90.000 nha. Comment cho em là mã tím sale nha, mã tím sale 90.000. Công đó là túi công sở nha em nha. Chị công sở mấy chị, nó không có dây em xem mấy chị 90.000 nha. Comment cho em là mã tím sale 90 nha. Mẫu này không có dây. Có cái đồ móc dây nhưng mà không có dây. Trắng đen. Cái này dễ thương quá trời. 85.000 luôn nha mấy chị. Cái này 52 cái chị xuống giúp em nha. 52 cao chưa một cái 55 nha. Giờ đó nếu không có thời gian sáng sớm dậy đi uống cà phê chuồng chuồng. Thế là cà phê chuồng chuồng ở đây đó. Cà phê chuồng chuồng bánh canh cao su. Nếu mà em mở lại nó vẫn cho nó em mở lại nhưng mà chị có thành chiên được lo. Đúng rồi, đi từ về là tự lo. Đúng không? Tiền em mở lại tiếp tục á, em tự lo. Nhưng mà đi tiền về cũng vậy đúng không? Comment cho em là mã xanh nha. Mã
mã xanh nha. Mã xanh này 52kg trở xuống mặt vừa nha, 85.000 mã xanh này quá trời đẹp. Chị lấy đồ mà chị nào đi. Đợi em chút. Không phải không sao. Lên không? Chắc rồi chị bỏ. Được không? Lên không? Cái này bình thường, không bự. Ngồi xuống đây. Đầm xanh cho chị Hiền Ngô nha. Dễ như vậy. 85.000. Mua đồ đem về nữa. Rồi, 10 củ chắc là 10 tháng luôn á. Mới đi vô cái chỗ làm gì ba cái ngọc chai của nó vô mua cũng như thịt dưới bớt này kia không gần 10 củ. Chỉ thịt 3 triệu cộng 3 triệu rưỡi nguyên con. Nguyên con luôn, có gì thịt 3 đang mang nguyên con cá sấu. Bớt này vô. Như thịt không còn nguyên con cá sấu luôn à. Ừ, con cá sấu con gì nè. Nguyên con cá sấu con á. Ừ, cái nguyên cái bằng lưng của nó. Trước đằng sau hả, tiếp đó là xì tiên mấy chị nha. Đầm này em bán mấy chị 65.000, phân to 60kg dạy xuống mặt vừa nha. 60kg cao trên 1m55 mặt vừa giúp em nha. Không, mấy gian là mã đầm nha. Đầm này 60kg cao trên 1m55 nha. Đằng sau nha. Mã đầm này 60.000, 60kg cao trên 1m55 mã đầm. Mã đầm đen đúng không? Đầm đen cho chị Phan Thu nha. Túi nha mấy chị, cái túi rất là dễ như vậy. 65 đúng không? 60.000 thôi. 60.000. Túi rất là xinh luôn, ở trong hai ngăn sau. 30 trở lên. 30 trở lên. Ở trong có dây luôn nha mấy chị. Chị nào lấy thì comment cho em là mã túi xám nè. Túi xám nha. Có dây luôn nha, mã túi xám cho em nha. Có dây luôn, về mắc dây giúp em nha. 30 65 100.000. Túi xám này đang lại nè. Ừ. Quá sải đó chị, cái đó đi. Cái này chị Phan Thu lấy chị An Khang đi. Chị An Khang. Đầm này 52kg cao trên 1m55. Rồi em lấy cái đầm đen cho chị An Khang nha, đầm suông đen lấy chị An Khang 60kg nha. 1m55 vừa, comment cho em là mã bi đen nha. Mã bi đen này 85.000, 52kg cao trên 1m55 vừa nha. Mã bi đen 85.000. Nó bị tụt. À, nó rớt xuống rồi. Mã bi đen cho chị Phan Thu nè. Còn bi đen này mới còn mấy tháng. Như vậy bi đen nó dán 85.000. Chết rồi, Di ơi, Di cắm, Di cắm sạc nha. Cảm ơn. Cắm ơi, cắm dùm ơi. Cắm hết rồi đó. Kéo cục ra. Bi đen. Bi đen rồi mà chốt rồi mà tao chị Phan Thu rồi nè. Đầm ri bên em form rất là đẹp luôn nha. Ưng mấy cái đầm ri cười đúng không mấy chị? 85.000 thôi nha. Đầm ri này 50kg cao trên 1m55 nha. 50kg cao trên 1m55, 85.000. Mã đầm ri kia. Nói đổi trả gì vậy? Đã nói em không có được uống mà. Ý là hơn thì đổi trả. Tức là lỗi á. Lỗi á thì mình vẫn đổi mà. Đổi. Ờ đúng rồi, mình đổi hàng thường đó đó. Đẹp quá vậy. Đây nha, đầm ri bên mình cái nào cũng đẹp chứ, đầm ri đen rất là đẹp. Bây giờ có ra cái này chứ gì? Hai cái em riêng mà mã đầm ri nha. Không khác gì. Đầm ri này 85.000, túi thầm em riêng là mã túi hồng nha. Mã túi hồng này 100.000 thôi nha. Một set chỉ có 185 thôi là mình thoải mái luôn nha. Cái gì? Mã gì vậy? Đầm đen. Đầm đen hả? 50kg trở xuống cao trên. Đầm đen đi mấy chị ơi. Comment gì vậy? Đầm đen đi. Đen 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 đen. Đến lại. Đầm đen đi mấy chị ơi. À hai chân váy hả? À, như Phương có hồng nào hôm qua hôm kia đó không có thấy hai cái áo. Tiểu bút ra hổng đi chơi là phí cả cuộc đời. Đầm đen đi mấy chị ơi. Cái mã ren này là đầm đen nha. Mình đi công việc, mình đi làm. Mã này là mã 180 nha, 85.000, mã 180, 85.000. Hiện ra bên sau thấu hảo, đường một tường ở đây quay. Mã 180, 85.000. Em sẽ chết in the resort. Ngọt lấy cái in đồng dòng resort hay gì? Không có đi đâu hết á. Có tiền đi chứ in xa. Cái đồng đó. Muốn xe máy 200 ngày.
tha hồ chạy xăng tự độ. Xăng ngoài nó 50 ngàn lít. Không xăng nó xa lắm. Lắm. Nhưng mà đi xa lắm, đi mệt lắm. Đi tắt. Mới là nghe nói mình người chạy chạy đường đều, chạy vòng cái mà có cả nhiều không biết đường hay nó bị rồi mấy mấy tháng mà không biết đường. Tối đâu có đèn. 48 ký trở xuống cao không, chơi 1m55 nha cái này. Mấy cái 50 ký vừa mấy chị 50 ký cao chơi 1m55 nha. Comment cho em là mã mã 180 nè, 85.000, mã 180 85.000 nha. Túi này có dây đeo ở trong, chị nào lấy comment cho em là mã túi xám nha. 180 chốt cho chị Ly Candy, chị Ly Candy ơi chị cố gắng hai sản phẩm giúp em nha. Mã túi xám nha. Cái nó dán gì vậy? 85 chị. Kế bên nhà chứ đâu. Túi xám là 100k nha. Chị Ly Candy cố gắng đủ hai sản phẩm giùm. An sinh hả chị? Ờ an sinh. Mấy chị yêu ơi, khách mới xong rồi em bóc cho em nha mấy chị yêu nha. Thôi em kiếm thêm bút em khổ lắm nè. Thương em đi các chị yêu ơi. Em thương mấy chị. Cái đèn á. Đèn không sao. Đầm xanh nha, đầm xanh này mấy mấy chị 80.000 nha. Đầm xanh 80.000 có tia kéo bên hông 49 kg trở xuống cao trên 1m55 với em nha. 49 kg trở xuống cao trên 1m55 nha, 80.000 thôi nha. 40 kg trở xuống cao trên 1m55 nha, 80.000 thôi à. Đầm xanh này cái form nó hơi nhỏ, 49 kg thôi nha mấy chị không hơn được nha. Chia sẻ like cho em đi, đang coi thì chia sẻ cho em đi. Túi này chị nào lấy comment cho em đầm mà. Xanh cho chị Nhi Lê nha. Mã túi hồng nha, mã túi hồng 100.000. Mấy chị ơi, mấy chị là khách hồn, mấy chị cố gắng đủ hai sản phẩm giúp em nha. Bên em mới đi hàng nha. Túi hồng 100.000 nha. Đầm xanh nếu mà chị Nhi Lê chị không đủ hàng thì để cho chị đổ từ nha. Chị ơi, chị Nhi Lê, chị không đủ đơn hàng thì lát em để chị đổ từ đầm xanh nha. Dán Nhi Lê lên trước, đổ từ xuống dưới. Để chị đổ từ đủ hàng. Lát chị không đủ hàng, đủ đơn hàng thì chị đổ từ. Cái này cũng như là đen rồi. Đó đẹp dữ vậy. Chị nào lấy báo em mã này là mã trắng hoa nha. Mã trắng hoa 85.000. Form này mấy chị 50 kg trở xuống cao trên 1m55 với em nha, không hơn đâu nha mấy chị. Ngoài bán cái này một ít nhất 180. Mã trắng hoa nha. Mã trắng hoa nha mấy chị nha. Mã trắng hoa nha. Ví màu hồng mấy chị lấy hồng em là mã ví hồng nha. Mã ví hồng này size 20 nha. Có dây ở trong luôn nha. Trắng hoa đi mấy chị ơi. Có dây nha, mình vừa mới đeo cho em nha. Mình không thích đeo dây thì mình cầm tay cũng rất là sen nha. Trắng hoa chị Quyên Nguyễn nha. Ví hồng này 100.000 mã ví hồng nha. Đại 85 đúng không? Dạ. Ngoài đó có ai uống nước không? Lấy nước cho. Thôi con uống mình đi, lễ lát uống trà sữa. Để em mới thấy này đang thành đang cặp chim hồng hạc giờ bị mang bắt. Ờ đúng rồi. Anh chim quý hả? Anh ăn chim quý, anh rất mạng giờ ờ. Mang bắt. Chim mà cực kỳ hiếm của Việt Nam luôn. Bắt ăn xong bắt lên mạng, mọi người có ai nhậu không? Trời ơi, cha nội đó thiệt luôn. Chim hồng hạc hả? Chim giám đốc công ty gì đó. Bắt. Dễ sợ thiệt chứ. Chó. Chó không chứ. Mai mốt tao ăn thịt chó, tao còn không dám bớt nữa nhiều, ăn trúng chó quý. Mã 50 cho em nha, mã 50 một cái duy nhất 50.000, ký chữ 50 kg trở xuống mặt vừa 50.000 nha. 50 kg trở xuống mặt vừa 50.000 luôn, mã 50 nha một cái nè. Ủa cái gì vậy chị? Đồ uống từ. Giải thích cho nó hiểu nguyên hương mệt quá. Thôi em phải nhắc lưu ý cái này á. Ai muốn mình bố. Ờ ờ ờ ờ.
ý là người ta không đủ đơn thì mới bỏ cho người thứ hai, hiểu không? Đi lên không có đâu, bỏ cho đứa từ chứ cũng rảnh cũng lên à, cũng hay quá, giỏi quá, ai biết đâu được một cái gì lắm lắm danh thì thiệt sợ luôn. Đi đấu từ có đơn mà tính tươi luôn chứ đủ luôn. Chị An xin mã 50 nha, mã 50 là mã nó mới vừa xong đúng không? Hồng chị An xin đây, trời ơi cảm ơn chị An xin đủ đơn rồi đó, anh bóc em cái luôn chị. Có năm đó. Cái này mấy chị bao nhiêu ký mặc cũng vừa nha, bao nhiêu ký trở xuống, 52 ký trở xuống mặc vừa hết nha, 40 mấy mặc vừa luôn. Vừa uống nước hết chưa? Một giây á mấy chị 40 mấy ký mặc vừa luôn. Comment cho em là mã đen riêng nha, đen riêng này 80 ký trở xuống nha. Ok chị đổ từ nha. Nếu mà chị nào không dẹn nhau cái chị với là chị đó cũng chốt, nhưng mà chị đó không đủ đơn thì em để chị một cái đó nha. Túi này rất là xinh luôn nha mấy chị, túi này mình đựng mỹ phẩm hay mình đựng cái gì cũng ok luôn nha. Size 18 giúp em nha, chị nào lấy báo em là mã túi hồng nha. Mã túi hồng này mình mắc dây được luôn nha. Không thì mình để đen ren cho chị An xinh luôn nha, dán như vậy. 100.000 đen. 100 bữa 85.000. 85k. Mắc dây. Đen ren nè. Chị ơi túi 100k nha chị Tuyết Linh ơi. Đánh 9 giờ em về. Ngày sau la tới tối được. Nó tắt giờ, sạch giờ. Bây giờ mình mở lên xong mình la tới 8 giờ. Chị với bảo qua lại cái live tiếp theo. Ừ, bảo không coi đó. Tới giờ tao về. Mấy giờ, 5 giờ lúc con. Vậy là xong còn dư nhiều bỏ vào đóng vào mà lấy đóng vào. Cái túi này dễ thương quá trời luôn. Túi mến nha. Gì còn có không? Cái đầm này rất là đẹp mấy chị nha, nhưng mà nó hơi ngắn nha mấy chị, cao dưới 1m6 giúp em nha. Trên 1m6 mà không được đâu nha. Dưới 1m6 giúp em nha. Comment với em mã đầm đen nha. Túi này 85.000, comment với em là mã túi. Túi 100.000, comment với em là mã túi 100 nha. Mã túi 100 size 18-20 nha mấy chị. Mã túi 100 với em nha. Đầm em đen mặc mã 85 nha. Dưới 1m6 mấy chị mặc vừa nha, cao 1m6. Trên 1m6 mình mặc sẽ bị ngắn. Nhìn mấy cái bự bự sợ thì luôn chị không dám coi. Đen đen cho chị Hiền Ngô nha. Ở đây là dữ hơn á. Ờ để tới tí mới nhìn cái bự bự sợ thì luôn nè. Chị nào lấy túi hả? Túi xinh lắm luôn á mấy chị ơi. Có 100.000 thôi, bình thường mấy cái túi lại mấy 100. Đen 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 nó nhiêu vậy? Dạ 85. Cái vừa hôm nay với em là mã hoa hồng, mã hoa vàng nha, mã hoa vàng nha, có cái vai nha, dễ vai mấy chị, mã hoa vàng cho em nha, mã hoa vàng nha. Túi này 100.000, chị nào lấy hôm nay với em mã túi này là mã 205 nha. Đầm hoa vàng cho chị Việt Anh nha. Ở trong có hai nhân một nhẫn kéo và dây nha, mã 205 cho em nha. Dễ như vậy. Dạ 85. 205 túi mã 205 100.000. Chị nào mà chưa đủ đơn mấy chị tranh thủ đủ đơn cho em, hoặc là mấy chị inbox qua cho bên em luôn nha. 14 giờ thì ghép yêu cầu có là bạn cho người không đủ điều kiện sức khỏe không vậy? Không sao biết không đủ điều kiện sức khỏe? Ủa vậy phải chụp cái màn hình, chụp cái bạn kia ghi khám sức khỏe cho của mình gửi lên đó không? Để cho nó xác nhận là đủ sức khỏe thôi. Túi em còn rất là nhiều mẫu, chị nào lấy túi bán còn đầm phương tâm á chị An Khang á, chị yên tâm đi nha. Đầm em còn rất là nhiều mẫu luôn á mấy chị ơi. Cái hoa xanh này dễ thương, tùy nha, cái hoa xanh này em bán mấy chị 80.000 thôi nha. Nãy tôi phòng của mấy nữ mưa vô ngập có nổi cái gì vậy? Cá ơi. Bạn nào quá quay
cá của em hả? Không, anh, cái cá này là cá trắng nữa, cá đỏ. Con này cá gì? Cá này dài là cá gì? Không mình nhớ tưởng tượng nó cảnh nó luôn á trời. Cá mà ông ơi. Té lên mặt cá mà ông ơi. Không vừa hả? Mấy nghe là má hoa xanh nha, không biết sao chồng vô vừa nó má hoa xanh nha. Má hoa xanh mấy chị nha. 50 kg trở xuống cao trên 1m55 với em má hoa xanh nha. 48 49 thôi em. 48 kg trở xuống với em nha mấy chị ơi. 48 49 đi kéo người ta. Cao trên 1m55 hoặc 1m6 cũng được nha mấy chị, không lùn hơn được nha. Cái mã này form rất là nhỏ nha. Túi này cực kỳ xinh luôn nha, rất là sang luôn mấy chị nha. Mã gì vậy? Mã hoa xanh. Mã hoa xanh đi mấy chị ơi. Túi này rất là xinh luôn nha. Rất là xinh luôn nha mấy chị. Túi này form rất là cứng cáp luôn, có dây đeo nha, hai dây cho em nha. Chị nào lấy comment cho em mã túi này là mã 300 nha. Mã 300 này chỉ có 100.000 thôi nha mấy chị. Hai dây chị nào muốn mix dây nào cũng được nha. Túi cho em nha. Túi mã 300 cho em nha. Mã 300 100.000, túi 100.000, nội size 22 nha. Đây gì? Super P gì vậy? Cái đầm này dễ thương kìa, không có cứ lấy cái đầm. Khung cô tâm. Khung cô tâm mát cực kỳ luôn nha. Đấy mấy chị, cái đầm này 70.000 nha. Đầm suông á mấy chị, diện không suông nhưng mà dễ thương á. Chị nào lấy comment cho em là mã 70 nha. Túi đó lấy cái chị Việt Anh nha. Mã 70 nha. Lát cơ chị Việt Anh cộng cạc nữa là chết đơn. Chị Việt Anh cộng cạc là cái chị Nè túi ra cho chị Việt Anh nè. Tùng Anh luôn. Khách mới mà quá trời đơn. Mã nhiêu em? 70 70, 70 nghìn. 55 kg một cửa. Việt Anh cũng nhiều rồi. Đầm này là vải dạ chứ. Đó là một chung đi nha cô Đào Xuân ơi. Cái đầm này không cho chị An Khang nha. Số 70 chị An Khang. Đầm 70 chị An Khang nha. Vải dạ nha. Phải dạ nha, nhớ nha. Dạ đúng rồi, túi mã 300 100k chị Việt Anh ơi. 55 kg mặt vừa nha, nhớ vai luôn nha. Phải dạ cho em nha, comment cho em là phải dạ nha. Phải dạ này em sale với chị 55.000 thôi nha. Phải dạ này em sale 55.000 luôn nha. 53 kg giữa xuống mặt vừa, 53 là mình phải cao trên 1m55 cho em nha. Comment cho em cái túi, comment cho em phải dạ nha. Túi này là mấy chị comment cho em là mã túi sang. Mã gì á, mã gì em? Mã dạ luôn. Mã dạ xe, giá nhiêu vậy? 55.000. Túi xám này 100, lấy cái báo em là mã túi xám nha. Đầm dạ hả hay là vậy? Đầm, hay là gì? Đầm dạ. Đầm dạ đúng không? Có sọc đỏ, phối sọc đỏ 53 cái chữ xuống. Đầm dạ đó mấy chị ơi. Cho chị Huyền mua lá cọc kẹt nha Vân nha. Yeah. Anh bóp đi. Nói đi like luôn đi. Nói đi lát nữa ra rồi nhé. Không quên. Anh bóp đi. Xanh Cuba nha chị nào lấy comment cho em ở xanh Cuba nha. Đầm trung niên nha. Trung niên mấy chị Tùng Anh. Xem mấy chị cái này 60.000 nha. Xanh Cuba mã 60.000, 50 kg trở xuống cao trên 1m55 nha. Kéo xuống đàng hoàng nha. Em thêm cỏ khách cỏ nhưng mà cũng lâu lắm rồi. Đây đúng không? Ờ. 50 kg trở xuống cao trên 1m55 nha. Xanh Cuba cho em nha. Tùng Anh đâu ra thấy đâu. Có Tùng Anh. Lâu rồi, ấp lâu rồi. Nhưng mà đặt nhiều mà. Phí hồng cho em nha, mã phí hồng. 55 kg giữ 50 kg giữ xuống cao chưa mấy 55. Chị Hiền Ngô ơi, tay tiếng nó tắt ha, chị Hiền Ngô cọc cạc giúp em nha. Mã xanh Cuba nha. Năm mươi kg trở xuống cao chưa mấy 55 mới vừa rồi chị nặng thôi mới vừa. Ngô. Em mặc cái này được. Hèn xíu có lấy cho bà Kiên cái giống vậy. Còn hàng đẹp không mọi người? Phải sao rồi? Phải sao chứ mà. Mã xanh viền nha mấy chị, xanh viền nha. Xanh viền này 85.000, quá đẹp luôn. Xanh viền này 52 kg giật xuống cao trên 1m55 cho em nha, 85.000. Túi này rất là dễ thương nha, chị nào lấy báo em là mã. Túi này là mã 290 nha, mã 290 nha. Túi mã 290 100.000 thôi nha. Có dây luôn nha. Túi 290 100.000 nha.
đầm 85.000 nha mấy chị, báo em là mã xanh viền nha, mã xanh viền nha, viền chim tuyến lấp lánh rất là đẹp nha, mã xanh viền cho em nha, xanh viền cuối mã 290. Xanh viền nè, đầm đen này vải cực kỳ mịn luôn, em vẫn còn nha, còn 2 cái, 3 cái đầm đen này em còn 3 cái nha. Phép vai xanh viền cho chị Đỗ Từ nha, giá như vậy 85. Giá 85 nha chị nha, 85.000 luôn nha, đen này 85.000 luôn nha, vải rất là đẹp. Phép vai nha, chị vai phép vai mấy chị ơi, em hỏi cái gì coi. Form này mấy chị 52 cái chở xuống cao chưa là mấy 55 em nha. Mấy chị mặc chở vai như thế này được luôn nha. 52 cái chở xuống cao trên mấy 55 nha. Comment cho em là mã đầm đen nha, mã đầm đen nha. Em được mấy cái đầm đen này nha. Cái gì vậy? Em phui em dơ lên mấy chị nhớ. Đây nha, mã đầm đen cái đó nè. Mã đầm đen nha. 52 cái chở xuống cao trên mấy 55 em được mấy cái đầm đen này mấy chị nha. Túi này chị nào lấy comment cho em mã viết hồng nha, ở trong có dây đeo luôn nha, mã viết hồng size 22 nha, 100.000 thôi nha mấy chị, viết hồng size 22 100.000 thôi nha. Dạ rồi, ok chị Đỗ Từ nha, chị Nhi Lê đầm đen nha, giá như vậy 85.000 còn mấy cái gì đó. Ừ, chị nào lấy cái này là mã đầm đen nha, nè đầm đen Nhi Lê nè. Rồi tiếp. Đầm đen nha, chị nó lấy bấy em là đầm đen luôn nha. Em qua mẫu nha. Giờ ở này giờ lấy nữa gian để luôn trong cái sách này nè. Tại vì nó còn 2 cái nha đây. Mà chị Nhi Lê có đưa người thấy chị cũng tìm ra. Nhi Lê rồi mà. Ừ. Đó, giờ nãy mình xé mình dục đi. Xé dục đi. Lanh lắm. Lanh lắm. Mệt mỏi. Cái lanh lanh là hay lắm. Ờ. Nó lại dễ sợ luôn, thôi mới vừa quay. Mới vừa quay qua là bắt cầm cái cái chụp chụp bây giờ này đó. Tại vì em muốn cho có đơn cái đủ có lẹ mà. Chị ơi em không có tặng đâu, bên em hôm nay sale là đa phần là em sale với giá gấp để sale chi ơn cho mấy chị rồi. Mấy chị ơi là tặng gì rồi, rồi mua váy tặng giỏ hả? Mua váy tặng giỏ hả? Có vẻ như cái cây cây bên cạnh đó thì em bán cho mấy chị được. Rồi sơ mi đen gột đơn chị Ngân Trang giùm Hương luôn đi. Giá như vậy? Ngân Trang con đi, đưa đây đi cho đủ đơn luôn á. Anh bóc cho em luôn đi chị yêu. 85k sơ mi đen nè. Ngân Trang ơi, anh bóc cho em luôn đi chị yêu. Nè. Không có dây xem. Cái này không có dây mấy chị nha, kiểu mà dạng công sở á. Cái này em bán mấy chị 90.000 nha. Lấy comment cho em mã 90 nha. Ha, ở trong rất là nhiều ngăn luôn, rất là đẹp, rất là nhiều ngăn luôn nha. Mã 90 nha, đằng sau có ngăn, đằng trước có ngăn luôn nha. Có nút đó nha. Tuy kéo chắc chắn luôn. Form này cực kỳ đẹp, mã 90 cho em nha. Mã 90 mấy chị nha, mã 90 nha. Chị nào lấy báo em 90.000 thôi nha. Mã 90 đẹp á. Chị chung đi. Ừ. Túi công sở. Chị, còn chị ơi áo hôm em mặc là áo len đó chị ơi. Chị còn nhiêu đi khách hàng lắm. Hai chị Ngân Trang á, không phải đó. Tại vì em sợ mặc vô hẳn thôi rồi người ta lấy mất á. Cái đầm đó thì đẹp lắm nha chị nha. Nó có hắn nơ ngay cổ chị ơi. Cái eo. Cái eo hả? Cái này cái đẹp. Thun cô tông. Phải thun mát cực kỳ luôn nha. Cái gì vậy? Nó cái đầm hoa của con dê, con lan, con gì nãy lai mất con mất dây hả? Nó lại đuôi gì không được. Ủa vậy hả? Mất dây hả vậy? Nó lại đưa kim ra, cái kim đó là bà bỏ thầy bỏ em kêu đó là hở ngực đó, không chịu. Bà bỏ ở đây đi lát nữa, mình tính nó sau nha. Có ba lô nha chị nha, mà em chú tìm thấy không? Lát lát nữa tìm cái gì vậy? Cái mã đầm, mã đen nha, comment cho em mã đen nha. Mã đen này em bán mấy chị 70.000 thôi nha. Mã đen 70.000. Không có nào mà trùng mà như vậy á. Ừ thì đó, người không đang tính đăng tiền. Đen 70.000, mã đen 70.000. Tay viền rất là đẹp nha. Mã đen 70.000 nha mấy chị nha. Phải thun này coi giữa mấy chị 52 mặt vườn. 52 cái mặt vườn. Mã đen cho chị An xin nha. Ờ
Mã đỏ này xinh lắm chị nha, mã đỏ là phải đơn bộ, mấy cái thùng xốp cho nó đông lạnh nha, comment cho em là mã đỏ nha, mã đỏ này em bán 75.000 nha, kiểu luôn cá mấy chị rất là chị ơi, lát nữa em lái nữa mà chị yên tâm đi chị ơi. Đỏ này 55kg mặt vừa nha. Cô tông luôn nha mấy chị nha. Phun cô tông lạnh luôn nha, rất là đẹp luôn, 75.000 thôi, 55kg chị. 75k luôn hả? Dạ, đỏ với chị An Khang nha. Cái đó cái áo nha em, theo đi em. Áo nha mấy chị ơi. Nãy dần dần nó nhiều rồi, lát cho nó uống nước thôi. Hay dần ha. Nghĩ là không mời uống nước á. Mệt mỏi rồi. Tôi chặt ổng đi. Tôi mua chặt ổng gì? Ai chứ không? Để chặt ổng lần này muốn bị em chửi. Ờ đúng rồi, em chặt ổng chửi, em nghe chửi đúng không? Cái dây thì bên trong này em mặc lộn quá mấy chị. Mặc lộn đi, có cái áo bên trong cái tay nó che như tay rồi nha. Comment cho em là mã áo hồng đi, áo hồng này em xem mấy chị 50.000 thôi nha. Áo hồng này 50.000 nha. Quả rất là đẹp. Mã áo hồng đi mấy chị ơi, 50k nha. Mẹ không về thấy ông đem lại không sao nữa. Ủa về mới đó là về tới rồi hả? Không về cũng giờ rồi đó, nãy cũng có nói đó. Ủa giúp cái gì nhanh nhanh nói thôi, nó là chạy đi đó. Cái này là có quần ở trong nha mấy chị, đầm váy có váy có quần ở trong nha. Xét này mấy chị 85.000 à, xét này nó bị dính rồi. Nó bị dính cái vị, nó bị dính vô ở đây rồi nha mấy chị. Dính màu. Dính bỏ, rồi, bỏ luôn đi. Bỏ đi, bỏ đi lát nữa Hương lấy cái khác cho bỏ luôn. Chị ơi, xếp váy nó bị hư rồi, em bỏ qua rồi nha. Nó bị lỗi rồi chị ơi, chọn bỏ khác giúp em nha. Cái đó cái áo với cái gì ạ? Cái quần cái váy gì vậy? Đâu cái quần đâu? Thôi nha. Xếp này 55kg để xuống mặt vừa giúp em nha. Có quần nha mấy chị, 55kg để xuống mặt vừa giúp em nha. Có quần luôn nha, 85.000 thôi nha, 55kg trở xuống mặt vừa cho em nha. Cắt hai túi luôn. 55kg trở xuống mặt vừa nha. Comment cho em là mã xếp nha, mã xếp này 55kg trở xuống mặt vừa có quần luôn nha. Đây nè cái áo. Comment cho em mã này mã 85 nha, mã 85 mấy chị nha. Cái set hồi nãy em còn một set nè mấy chị nhớ cái này. Set cho chị Nguyễn Phụng nha. Cái đầm ở trong nha. Cái đầm ở trong về cái áo ở ngoài nha, có dây gì không? Có dây cũng em rất là đẹp nha mấy chị nhớ cái mã này. Comment cho em mã 85 nha, mấy chị nhớ cái đầm này không? Đầm đen tay dài. Set nó nhiêu vậy? Set nó 85 còn cái đầm này là 85 luôn nè. Mã này là mã 85 nha. Nè xếp đen nè 85 nè. Rồi cái đầm đen hả? Mã 85. Trời ơi, mặt chúng chán nè. Từ từ. Xếp đen là xếp nào ta? Em là mã gì? Mã 85 á. Mã 85 đúng không? Không có cái nào xếp đen hết đúng không? Mã 85 là chị An xinh nè. Cái áo này vải rất là đẹp luôn á. Mấy chị nghe em đọc mã đi. Mình hát comment mấy chị ơi. Cái vải này mắc là luôn á. Cái đó đẹp luôn. Vải đẹp. Áo này vải đẹp lắm luôn nè. Mấy bạn mấy chị mua về cái áo, cái áo mình mặc riêng cũng đẹp luôn. Ủa kèm cái này trong hả chị? Kèm này ngoài hả? Ừ. Kiểu mà đuôi cá mấy chị đẹp lắm nha. 85.000 set này cho em luôn nha mấy chị. Comment cho em là mã xanh rêu nha, mã xanh rêu 85.000.
mấy chị 50kg trở xuống, cao trên rồi mấy 55 cho em nha. Mã xanh rêu đi chị Ly Candy ơi, mã xanh rêu giúp em nha. 50kg trở xuống, cao trên rồi mấy 55 mới được nha mấy chị nha, hơn không được đâu nha. Em nói trước mà mấy chị hơn cái số ký em báo là không có dư. Chị Việt Anh nói hồi nãy cái xếp rời trắng, cái rời rời trắng váy xanh là sao ta? Chị ơi, không phải là em không có hiểu ý gì á chị ơi. Không biết chị đó nhắn cái gì luôn á. Bị điên luôn á. Comment cho em là mã túi 100 nha, mã túi 100 mấy chị nha. Mã rêu chị Tuyết Linh nha. Mã túi 100 cho em nha. Mã đó xanh rêu đó 85 đúng không? 85 cho chị Tuyết Linh nè. Xanh rêu nè. Túi 100 đi mấy chị ơi. Cho Hương mấy ly nước luôn nha 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 rồi. Nó lại gì nó như đầu tóc thì như bà điên á. Cởi đồ. Chị Hà Sĩ ơi, tại chị Hà Sĩ ơi, nick của chị toàn comment sâu không á chị ơi. Không phải là em không muốn chốt chị đâu nha. Chị Lan Xu chị ao ra vô lại giúp em đi chị ơi. Lát nó rắm hết đơn một ạ. Nhường rêu đi rồi ok em nhường rêu. Váy này là diện trung niên á nha mấy chị, mặc mấy chị coi coi. Rêu đó chị xanh rêu chị Việt Anh nha. 55kg vừa. Diện trung niên nha mấy chị, 55kg vừa lận á. Comment cho em là mã bi xanh nha, bi xanh này em sale mấy chị 50.000 thôi nha. Bi xanh sale 50.000, diện trung niên sale 50.000. Comment cho em mã bi xanh nha. Bi xanh 50.000 nha. 55kg mặc vừa luôn nha. Bi xanh siêu 50.000, 55kg mặc vừa. Em thấy chị Ngân Trang nha. Chị ơi xanh em hết rồi chị ơi. Bi xanh. Mã gì á em? Bi xanh. Bi xanh hả? 50.000 thôi. Này cũng là form trung niên luôn mấy chị nha. Cũng là form trung niên luôn nha. Cái này em sale 50.000. Dạ đúng rồi, 38kg hơi ốm với chị nha. Comment cho em là mã 50 nha. Bi xanh là cái đó, mã 50 cho em nha. Rồi nó khát nước luôn. Mã 50 nè, mã 50 nè. Bi xanh rồi 50 rồi tới. Bi xanh cho Việt Anh nè. Chị Việt Anh ơi, tí nữa tắt lại chị cọc kẹt giùm em đi. Mấy chị comment cho em mã 2 giây nha. Mã 2 giây nha, mã 2 giây 85.000, 2 giây 85.000. 52kg trở xuống, cao cho mấy 55 với em nha. Chị Việt Anh ok, lát chị vào đắt lại chị cọc kẹt cho. Ừ. Vậy thôi lát nữa chị nhiều quá. Không chưa vô bao đen mà. Tại em ém xuống chưa. 2 giây cho Việt Anh luôn nha. Comment cho em là mã sọc nha. Mã sọc này 52kg trở xuống, cao trên mấy 55. Mã sọc này 80.000 nha. Sọc 80.000 nha. Comment cho em mã sọc nha. Sọc này 80.000. Thôi bỏ ra đi. Chị Ngân Trang ơi, chị không cần phải cọc kẹt đâu nha, chị mới có 2 cái rồi nha. Chị yêu là mình muốn chắc nó cọc hết đi chị. Chắc chắn là lấy đồ, chắc chắn là không mua được hàng, không chắc chắn là nhập được hàng, cọc hết đi nha. Cho cái điện thoại ăn hết đi, khỏi ăn. Hôm nay nó khó ở không cái này này vẫn khó ở. Nó như biết là như bà ship, đẻ, ship. Cái đó qua rồi gì? Rồi á. Cái này dễ thương lắm nha, 55kg trở xuống mặt vừa, cao trên 1m55 với em nha. Tay có cái hạt châu nha mấy chị, rất là đẹp nha, vải rất là đẹp luôn nha. Kiểu rất là đẹp nha, hở vai, phết vai nha. Comment với em là mã hồng nha. Mã hồng mấy chị nha, mã hồng cho em nha. Túi hồng đi kìa, túi hồng là xuất sắc luôn nha. Mã hồng 85.000, túi hồng 100, nguyên set chỉ có 185 thôi nha. Chị nào mà lấy nguyên cái set này, em lấy mấy chị 170.000 gồm túi và váy luôn nha. Chị nào mà lấy nguyên cái set này báo em là 170.000 gồm túi và váy luôn nha.
váy mua lẻ 85, túi mua lẻ 100 nha, lấy nguyên set 170.000 thôi nha. Bớt được 15.000 nữa mấy chị. Cái gì im lặng lạ thường vậy? Ta không nói là im lặng. Chị Trương Quốc Anh Uyên không có cho số điện thoại. Hôm nay tâm quay nữa nè, Trương Quốc Anh Uyên có mua hàng rồi đúng không? Đi, đi kìa, đi đi luôn á. Từ từ nha chị nha, chưa gì đã xếp đen rồi. Mấy chị cứ đánh mã. Kim tuyến rất là đẹp luôn nha, comment cho em mã này là mã 230 nha, 230 85.000 nha, mã 230 85.000, mã 230 85.000 nha. Vậy là Trương Quốc Anh Nguyên cái hồng nè, cái hồng, ừ, này là cái đầm hồng 85.000. Có ai comment 170 không? Không. 230 đầm 85 đúng không? Dạ. 230 chị Nam Phương Ruby. 85.000 luôn. Đó Giang, rớt rồi chị Giang. Giang lo Giang nhìn cái gì vậy? Nhìn cái mấy bạn. Nghe thằng Di nó la con rùi rùi là bắt đầu nhìn thử nó bay đi đâu. Nhìn cái mấy bạn thế nào. Đâu? Ăn hớt chứ không? Đi rồi. Đầm này em bán 70.000 nha, thầm mấy chị em mã 70 nha. Vải đẹp lắm nha. Vải rất là đẹp luôn mấy chị nha, 55kg vừa, thầm mấy chị em mã 70 nha. Mẹ em được. Mã 70 Trung Niên mà. Đầm Trung Niên nha mấy chị. Vải đẹp quá trời, vải rất đẹp. 70.000 nha, vải rất là đẹp luôn. Có dán dán. Đổ cái đầu. Em biết. Đồ quá hay đi không? Sao lấy hết bên kia đi hay hồng đồ. Ừ. Sau đó còn có mấy khách nữa, lát nó like thêm cái nữa hả? Còn xếp nha chị nha, chị Tuyết Linh ơi còn xếp nha. Xếp còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm chị ơi. Nhiều ra rồi. Nằm chung đi nha mấy chị ơi, em sale cái này 50.000 luôn nha. Chị nào lấy comment cho em là mã sale 50 nha. Mã sale 50 nha. Tay phối vải rất là đẹp nha, 52 kg trở xuống mặt vườn nha. Siêu 50, 52 kg trở xuống mặt vườn. Ngọt kế chị ạ, đã ghi lát lên ghi phát cho em. Còn bây giờ là tốt, đi cãi nữa. Một cái là đéo đăng nhập vô được luôn. Thì nhỏ Nhi lấy lại nếp. Xong rồi em Nhi ấp cho mấy cái thiệu chưa. Số thoại đó tao bỏ 8 năm rồi. Cái này em sale 50.000 luôn, comment cho em mã xanh 50 nha. Xanh 50 mấy chị nha, em sale 50.000 luôn nha. Mã xanh 50, 55kg vừa nha. Cùng cô tông nha mấy chị nha. Cùng cô tông nha mấy chị, xanh 50 cho em nha, 55kg vừa. Sale 50k đúng không? Nó bữa bị một lần rồi. Em đang chích đơn cái em quay qua em thấy bụng trần hải vân em kêu là bữa sâu quá không chặt nữa. Vừa mà đấm. Vừa mà nó chó bà cho bạn đá giờ này cũng có ngày. Ngày gì? Má cái bạn thân mình từng đi từng chạy cái em mà đéo ra một người khác không có mà đăng giùm mà. Lâm nữa à, bà Lâm nữa à. Vừa nữa. Vừa nữa. Rồi đây. Gắt gắt mày. Ồ đúng rồi. Gắt cho mày. Ký trở xuống với em mấy chị nha. Xanh 50 cho chị Nguyễn Thoa Kim nha. Cái này gồm áo và quần. Xanh 50 là áo và đầm. Đây đây đây. Cái xanh thì dặn. Gồm áo và đầm á nha mấy chị, cái này. Chị hồi Nguyễn Thoa Kim ơi, chị cố gắng đủ 2 đơn hàng giúp em nha. Bên em mới đi hàng cho chị nha. 52 ký trở xuống vừa giúp em nha. 52 ký trở xuống vừa nha. Gồm áo và đầm mấy chị, hôm nay cho em là mã xám nha. Mã xám này em bán mấy chị 70.000 thôi nha. Xám này em bán 70.000 thôi. Lai hết sắp đó nghỉ nhau. Xám 70.000 thôi, chị nào lấy túi để em lên lại thêm cho mấy chị cái túi nha.
cái túi này xinh cực kỳ luôn, không chị nào lấy cái vân của nó xinh cực kỳ luôn nha. Chị nào lấy túi này comment giúp em làm áo 100 nha, 100 ngàn. Áo nó có gì em? 100 ngàn thôi. Đó. Chị sẽ đổi gì mà còn màu đen đen đen. Chết đó, ai lấy này chị? Không có cái này không. Set này gồm chân váy và áo nha. Có quần bên trong không? Có quần luôn nha mấy chị ơi. Set này 52 chứ trở xuống mặc vừa giúp em nha. 52 chứ trở xuống mặc vừa giúp em nha. Đầm xanh hồi nãy 85kg vừa chị ơi, đầm xanh nãy 85kg vừa nha chị Nguyễn Kim, là gì chị Nguyễn Hoa Kim ơi. Cái gì 85kg? Cái đầm mời, cái đầm hôn cô tao hồi nãy á. Nhiều ký? 58. Trời ơi, trời ơi. Quên. Sao quên mấy bạn làm quá luôn, đọc lộn xíu mấy bạn. Mã xét đen nha, mã xét đen chị nha. Mắt lên là mấy bạn làm thiết mã xét đen này 50kg, 52kg vừa nha. Á, à, mới nó quên lỡ. Sáu con mắt nhìn vô chưa? Trợn mắt cái trợn mũi luôn mấy bạn nhìn. Set đen này em bán với chị 70 ngàn thôi nha. Set đen này bán 70 ngàn thôi nha, 52 cái chữ số 1 vừa. Oh. Cái gì vậy? Đầm trắng dễ hơn hết chưa? Luôn nha. Hết rồi đúng không? Quan. Đầm trắng dễ hơn tùy tạm. Hỏi lại tiếp. Đầm trắng nó lên hết cái đầm đó rồi. Cơ mấy chị tối xem live tí nha. Mấy chị có đơn á, tí nữa mấy chị inbox cho em xong tối mình chọn tiếp nha. Cái đồng này nó có cái sọc ngang ở dưới này, gọi là gì ta? Sọc ngang ngang ở dưới rất là đẹp. Phôi nó sọc ra chứ. Comment với em là mã đầm trắng nha. Mã đầm trắng đi với túi hồng này xuất sắc. Đầm trắng em bán mấy chị 75, túi hồng 100 ngàn. Chị nào lấy set này em bán mấy chị 160 ngàn. Set này 160 nha, gồm túi và đầm luôn. Chị nào lấy thì comment cho em là 160 nha. Túi này mấy chị 100 ngàn á, đầm bán 70 ngàn nha. Rồi dặn mấy chị đi. Chị nào chưa đủ đơn á, tối mình tranh thủ đủ đơn cho em nha. Tối nay em like thêm một cái nha mấy chị nha. Đầm trắng. Coi chứ đầm trắng không? Đúng rồi. Giờ là đi đâu hết à? Chị nào chưa đủ đầm đơn? Trắng chị tắt coco sao? 75 ngàn đúng không? 70 ngàn. 70 ngàn đúng không? Rồi xong. Mấy chị ơi, tối mấy chị nhớ xem live của em nữa nha. Tối chị nào chưa đủ đơn thì tối nên xem live đặt cho đủ đơn luôn nha mấy chị nha. Em chào mấy chị nha.